chương 2451, ngươi có ý đồ gì? Nhưng mà vừa uống xong cà phê, năm tên lính trông coi lập tức cảm thấy khó thở, trái tim cũng trở nên quặn đau. Họ khiếp sợ ngã xuống đất, không cam lòng nhìn đôi ủng da của Francisco. Francisco nhấp một ngụm cà phê, sau đó liếm lớp bọt màu nâu trên môi mình, các ngươi phải cảm ơn hầu tước bôn tơn. Nếu không nhờ hắn, e rằng vào lúc cuồng phong đến đây thì các ngươi đã chết rồi. Những người khổng lồ trong nhà tù yên tĩnh lại, họ lặng lẽ nhìn Francisco giết chết đồng bọn, ý thức được rằng cơ hội trốn thoát cuối cùng cũng đến. Francisco ngẩng đầu liếc nhìn nhà tù. Hắn tin rằng bây giờ không có ai trong căn cứ có thời gian quan tâm đến nơi này cả. Mọi người đều uể oải ứng phó đám tiểu quý tộc đang gây sự kia. Hắn bước đến trước phòng giam, nói, ta là người của quân phản kháng, chuẩn bị thả các ngươi ra ngoài. Nghe ta nói, sau khi ra khỏi nhà tù hãy đi với ta, sẽ có ngài ngài vân đến tiếp ứng chúng ta, ánh mắt của những người khổng lồ sáng lên francisco mở cửa phòng giam xoay người dẫn những người khổng lồ này ra ngoài giờ phút này hầu tước đắc vừa chấn an xong những tiểu quý tộc này hắn tiễn những tiểu quý tộc này ra khỏi văn phòng cũng kiên trì nói thứ nhất chuyện này quả thật không phải ta làm thứ hai bên phía đệ tam sư đã ký văn kiện tiếp nhận ta không có khả năng thay đổi hiện trạng này nhưng ta sẽ cố hết sức bảo đảm lợi ích của các ngươi hết thảy những người chịu tổn thất đều được đến một quân đội khá an toàn mẹ kiếp ở bên ngoài văn phòng hầu tước đắc đang nói chuyện thì bỗng nhiên sửng sốt tất cả tiểu quý tộc đều nhìn theo ánh mắt của hầu tước đắc sau đó đều kinh ngạc thốt lên mẹ kiếp chỉ thấy dưới sự dẫn dắt của francisco sáu tên người khổng lồ giáo giác chạy ra khỏi cửa nhà tù sau đó chạy nhanh về phía bắc trông như sáu tên trộm có thân hình to cao vừa trộm dư hấu của người ta vậy hầu tước đắc và những tiểu quý tộc ở đây đều bối rối thậm chí họ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì là người khổng lồ đánh vào căn cứ sao không đúng là những người khổng lồ vừa bắt được định vượt ngục francisco càng chạy càng nhanh những người khổng lồ cũng thế mãi đến khi họ chạy đến phần đất mềm mại ở biên giới của căn cứ tiền tiêu từ mặt đất đột nhiên xuất hiện một khe nứt to lớn nuốt chừng họ francisco và sáu tên người khổng lồ đồng thời biến mất trong khe nứt đó khe nứt đó như một cái miệng đen rộng sau khi mở ra thì nhanh chóng khép lại phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì quá dễ dàng, lần vượt ngục này cũng quá dễ dàng. Hầu tước đắc ngẩn ngơ, mấy giây sau mới đột nhiên hô to, người đâu tới đây? Hầu tước đắc làm thế nào cũng không ngờ rằng, sau khi tiếp nhận chức vụ tư lệnh của căn cứ tiền tiêu số 9 được một tiếng, sáu tên tù nhân quan trọng nhất trong căn cứ này, cứ thế mà chạy mất ngay trước mắt hắn. Còn chạy mất một cách lộ liễu như vậy nữa. Hầu tước đắc gào thét với đám lính, đây là chuyện thế nào? Tại sao cơn bão kim loại trên tường thành không có phản ứng gì? Binh lính giải thích, sau khi căn cứ bị tập kích đạn trong cơn bão kim loại đã bắn hết còn chưa kịp bổ sung đạn dược vì sao không nói sớm cho ta biết vì sao không sớm bổ sung đạn dược hầu tước đắc lại gào thét binh lính giải thích trưởng quan thủ tục đến kho khí giới nhận đạn rất phức tạp nhất định phải do hầu tước đích thân ra lệnh mới được từ lúc gặp phải tập kích đến bây giờ mọi người đều bận rộn giải cứu những chiếc phi thuyền trong căn cứ sửa chữa vết nứt trên mặt đất chưa có thời gian chú ý đến chuyện này trên thực tế việc hai ngày nay khánh trần ra lệnh hết chuyện lớn đến chuyện nhỏ đã khiến binh lính ở căn cứ tiền tiêu quen làm theo, mà không cần suy nghĩ. Không cần họ phải suy nghĩ thì Khánh Trần đã cho họ biết cần phải làm gì. Còn Khánh Trần không ra lệnh, họ cũng lười suy nghĩ. Vì vậy, Khánh Trần còn chưa kịp dặn họ bỏ đạn vào cơn bão kim loại thì cơn bão kim loại sẽ không có đạn mới. Hầu Tước đắc rất tuyệt vọng. Hắn biết rõ sau khi xảy ra chuyện thế này, bản thân sẽ bị xét xử và chất vấn thế nào. Điểm mấu chốt là chuyện này rất có thể sẽ khiến hắn phải gánh tội thông đồng với địch tội danh này quá nghiêm trọng hắn có nghĩ đến chuyện khiếu nại hầu tước bôn tân cố ý để lại sơ hở nhưng vấn đề là hắn nhận lệnh của công tước phong bạo vội vội vàng vàng đuổi hầu tước bôn Tơn đi dựa theo quy trình giao nhận công việc bình thường thì ít nhất phải một tuần mới xong giao nhận tồn kho giao nhận danh sách binh lính giao nhận khí giới nếu không phải hắn đuổi hầu tước bôn Tơn đi tất cả những điều này vốn phải xảy ra vào nhiệm kỳ của hầu tước bôn Tơn. hiện tại hầu tước đắc cũng không nói rõ được nữa lúc hắn đến ủy ban quân sự tố cáo hầu tước bôn tơn thậm chí bôn còn có thể hỏi ngược lại vốn dĩ ta đang định bỏ đạn vào kho của cơn bão kim loại căn cứ tiền tiêu số 9 đang còn rất nhiều chuyện phải làm ngay ta đã rất bận rồi còn làm rất hoàn hảo nữa nhưng ngươi đột nhiên vội vàng đến đây đuổi ta đi còn bảo cứ yên tâm giao căn cứ tiền tiêu cho ngươi ngươi có ý đồ gì nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha đắc chẳng thể nói rõ được đồng thời hắn còn đều không thể phán đoán rằng bôn tân có cố ý hay không nữa vì nếu không phải hắn đuổi bôn tân đi cái tội danh này phải do bôn tân tự gánh tuyệt trong cơn tuyệt vọng đắc báo tình hình lên trên từ phong bạo hào lập tức có một chiếc phi thuyền bay xuống áp giải hắn đưa hắn đến vương thành trung ương phạm phải sai lầm lớn như vậy có thể còn liên quan đến tội danh thông đồng với địch bởi vậy ngay cả công tước phong bạo cũng quyết định bo bo giữ mình chẳng hề có ý che chở đắc Công tước phong bạo đứng trong căn phòng tối tăm trên phong bạo hào, quan sát căn cứ tiền tiêu qua hình chiếu 3D, cũng đang suy nghĩ đây có phải là cái hố mà bôn Tơn cố ý đào cho mình hay không? Phải biết rằng Đắc là nhân tài có thể đảm đương một phía dưới tay hắn, đã đi theo hắn 16 năm, nhọc nhằn chịu đựng đến khi lên được tước vị hầu tước cấp 1, bây giờ lại vì một chuyện không hiểu ra sao thế này mà toi mất. Chuyện này cũng quá quái lạ. Bôn tơn, công tước phong bạo thẩm nói trong bóng tối. Đối diện hắn là con nhện đen đang lẳng lặng quỳ, trên lưng đã ra chóc thịt bong từ lâu. Ngũ công chúa ngồi trên phi thuyền của mình đọc công báo từ Vương Thành Trung ương, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Khánh Trần, người khổng lồ ở căn cứ tiền tiêu số 9 đã trốn thoát. Khánh Trần cũng kinh hãi, người khổng lồ ở căn cứ tiền tiêu số 9 đã trốn thoát. Ngũ công chúa cẩn thận quan sát vẻ mặt của Khánh Trần, muốn xem thử hắn có đang giả vờ hay không. Nhưng mà nàng không nhìn ra được gì cả, vị đại quản gia ở đối diện thật sự đã khiếp sợ. Lúc này hầu tước bôn tân còn đang hẹn người, trong nhà cùng nhau luyện cấp trong thế giới siêu đạo chẳng biết chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài ngũ công chúa phất tay cho các thuộc hạ trong phòng chỉ huy ra ngoài sau đó nhìn về phía khánh trần thản nhiên nói ta đã điều tra ngươi lúc ở bên cạnh hầu tước kennedy tuy rằng ngươi phụ trách không ít chuyện nhưng danh tiếng cũng không tốt rất nhiều nô lệ đều nói ngươi là một kẻ vô cùng biến thái ta còn biết mối quan hệ giữa ngươi và tiểu đội xích huyết vì vậy ngươi mới điều họ đến đệ tam sư hơn nữa tài quản lý của ngươi cũng không xuất chúng như bây giờ thật ra khánh trần đã kìm hãm lại không dùng hết năng lực của mình nhưng trong mắt ngũ công chúa thì hắn vẫn là một nhân tài hiếm có ngũ công chúa nói ta không ngại ngươi có đam mê thầm kín gì cũng không ngại ngươi lợi dụng quyền lực của bôn tơn để lấy việc công trả thù riêng ta có thể bao dung hết khánh trần suy nghĩ một chút rồi giải thích ta lúc này ngũ công chúa ngắt lời hắn ngươi không cần nghĩ mấy lời nói dối để lừa gạt ta ta không quan tâm lắm đâu trong đoạn ngắn vận mệnh ngươi có thể phụ tá bôn tơn trở thành công tước chứng minh tài năng mà ngươi biểu hiện ra ngoài lúc này vẫn chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm thôi công tước là một tước vị cao xa khó với ngay cả ta cũng không biết phải đạt được công huân thế nào mới giúp bôn tơn đi đến bước đó nhưng ngươi làm được ngũ công chúa nói tiếp đừng giấu rốt nữa cố gắng phụ tá bôn tơn thì ngươi sẽ nhận được cái mà ngươi nên có đúng rồi francisco là do ngươi điều đến nhà tù đúng không ta không truy cứu tại sao trong sáu người mà ngươi điều đến lại có hắn nhưng ngươi dùng danh nghĩa của bôn tơn điều hắn đến nên ta chỉ có thể xóa bỏ hiểm nghi giúp ngươi. Nhớ kỹ, sau này không được dở mấy trò khôn vật đó ra nữa, cũng đừng cảm thấy trên đời này chỉ có ngươi là người thông minh. Quân phản kháng không có tương lai, nhưng ta có thể cho ngươi tương lai. Trong lòng Khánh Trần cảm thấy khá ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng đối phương này sinh nghi ngờ, định giết hắn luôn chứ. Ai ngờ ngũ công chúa có tham vọng rất lớn, chỉ cần hắn cố gắng phụ tá bôn tơn, nàng có thể không quan tâm đến thân phận khả nghi của hắn. Nhưng vấn đề là tuy rằng ngũ công chúa đã rất dám tưởng tượng, nhưng vẫn không liên kết được thân phận này dâu cơ và hắn lại với nhau. Hiện tại đối phương cho rằng hắn là một thành viên của quân phản kháng, định dùng sự quyết đoán, thủ đoạn và lợi ích của bản thân để chiêu hàng hắn. Đương nhiên cũng nhờ công của đại vũ, nên hắn mới có thể không bị nghi ngờ về thân phận. Hai ngày qua ở thành phố Phong Bạo, dựa theo phương pháp của Khánh Trần, đại vũ đã giết chết 7 vị nam tước, hơn nữa có 3 lần đều bị camera giám sát cực kỳ bí mật quay lại được. Dưới tình huống này, lãnh đạo cấp cao của vương quốc đều biết dâu cơ làm loạn ở thành phố phong bạo, đang vô đau đầu vì chuyện này. Vào lúc thế này, trừ phi quốc vương giờ veo hí mệnh sư bán thần cấp mở thị giác của thượng đế, để xem vận mệnh của vương quốc, nếu không thì không ai ngờ rằng dâu cơ thật sự đang ở ngoài đó 600 km. Nhưng cho hí mệnh sư mở thị giác của thượng đế chỉ để điều tra một chuyện, thì không đáng lắm, cái giá phải trả quá lớn. Ngũ công chúa nhìn về phía Khánh Trần, ngươi đi làm đi không chỉ những cao thủ được điều đến đều do ngươi điều phối, tiểu đội hỏa tuyến cũng sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Thay bôn tơn quản lý đệ tam sư cho tốt, vận mệnh sẽ cho ngươi đáp án. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vận mệnh sẽ cho ngươi đáp án. Đây là câu quen miệng của tất cả hí mệnh sư. Khánh Trần rời khỏi phòng chỉ huy, ngũ công chúa ở phía sau hắn dùng điện thoại nội bộ để báo cho một người khác vào, trong. Hắn đang định đến kho của phi thuyền để quản lý những cao thủ cấp B kia, bỗng nhiên lại nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc áo jacket đen ôm sát người, đeo mũ đánh cá bước đến từ phía trước. Sắc mặt của đối phương khá tiểu tụy, người này cúi đầu đi ngang qua hắn. Khánh Trần biết người trẻ tuổi này, đối phương lại không nhận ra hắn. Cửu Châu, Hà Kim Thu, cho dù suy nghĩ thế nào, Khánh Trần vẫn không khẳng định được, tại sao ông chủ Hà lại đột nhiên xuất hiện ở trên phi thuyền của Ngũ công chúa? sắc mặt tiểu tụy của hà kim thu khiến khánh trần cảm thấy khá ngoài ý muốn dường như hắn đã bị bệnh nan y mạng sống sắp đi đến cuối đường trong ấn tượng của khánh trần đối phương luôn ăn mặc đồ vét chỉnh tề trên cà vạt cũng dùng kẹp để giữ cố định trong tay thì cầm cây gậy màu đen tinh xảo khí chất vừa kiêu ngạo lại mạnh mẽ lưng luôn thẳng tắp nhưng hà kim thu lúc này lại giống như một người trẻ tuổi bình thường gầy gò hơn trước rất nhiều giống như không thể chống được bộ đồ vét nên đổi thành rách két mỏng manh đương nhiên khí chất của đối phương vẫn mạnh mẽ như cũ bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ giết người giống như tâm kiếm của đối phương vậy không ông chủ hà bây giờ lại càng nguy hiểm hơn khi sự sống bắt đầu đếm ngược con người ta hoặc là trở nên rụt rè sợ chết hoặc là trở nên dũng mãnh không còn lo sợ gì nữa ông chủ hà là người thứ hai lúc đầu khánh trần khá căng thẳng vì hắn vô thức cho rằng ông chủ hà đến đây là để ám sát ngũ công chúa phá hủy phi thuyền đến lúc đó hắn cũng không biết nên chạy thế nào bởi vậy theo bản năng muốn tìm dù để nhảy nhưng khánh trần cũng nhanh chóng ý thức được điểm khác thường ông chủ hà đến đây không phải là để giết người rõ ràng quan hệ giữa hắn và ngũ công chúa là quan hệ hợp tác rõ ràng là hà kim thu không nhận ra khánh trần sau khi dịch dung hắn chỉ bình tĩnh quay đầu liếc nhìn khánh trần sau đó lẳng lặng đi vào phòng chỉ huy mà nói chuyện riêng với ngũ công chúa lúc trước vì sao ngươi một mình rời khỏi phi thuyền ngươi đã đi đâu ngũ công chúa hỏi lúc này cánh cửa hợp kim có hệ thống chuyển động thủy lực đóng lại, cắt đứt mọi âm thanh, đến nỗi ngay cả khánh trần cũng không nghe được bên trong đang nói gì. nhưng mà không phải một tháng trước ông chủ hà còn đang ngậm tử lan tinh, mà tu hành trên đảo kình hay sao? đợi lát, từ sau khi tập kích vương quốc, trụ sở chính của tổ chức future thì đối phương chưa từng xuất hiện nữa, không về nước cũng không trở về đảo kình, cho nên ông chủ hà ở tại thế giới ngoài hẳn là còn ở bắc mỹ, mà sự xuất hiện của ông chủ hà đồng thời cũng xác minh nhận định của Khánh Trần về Ngũ công chúa, vị công chúa điện hạ này quả thật rất có dã tâm. Đối phương đang lợi dụng hết thảy sức mạnh mà bản thân có thể sử dụng nhằm xây dựng nền tảng để đoạt lấy vương vị. Ngay cả lãnh tụ Cửu Châu ở thế giới ngoài như Hà Kim Thu, mà nàng cũng có thể hợp tác, mời chào gián điệp quân phản kháng như hắn thì cũng chẳng tính là gì. Tư duy của Ngũ công chúa rất rộng đó. Chắc chắn là ông chủ Hà không vào trong thành phố được, chỉ cần hắn xuất hiện dưới hệ thống thiên nhãn thì sẽ bị hệ thống phân biệt mặt người phát hiện giống như Trung Vũ lúc trước. Bởi vậy cho dù ông chủ Hà tiến vào thành phố, thì cũng chỉ có thể ở lì trên phi thuyền của ngũ công chúa. Nhưng rốt cuộc, trong tay ngũ công chúa có thứ gì khiến ông chủ Hà phải hợp tác với đối phương? Khánh Trần tiếp tục bước đi. Hắn phải chỉnh đốn những cao thủ cấp B kia trước. Hắn định xây dựng một bộ đội ảnh từ bản thấp ở đại lục phía Tây để sử dụng, sử dụng xong lại thu hồi mà lợi dụng. Điều khá đáng tiếc là trong 200 tên cao thủ này, chỉ có 12 người là thức tỉnh giả cấp B, còn lại đều là chiến sĩ ghen. Nói cách khác, chỉ có 12 cặp mắt có thể sử dụng. Khánh Trần còn chưa tiến vào tầng thứ 2 của kho phi thuyền, phía sau đã chuyển đến tiếng bước chân. Chỉ nghe Hà Kim Thu nhẹ giọng nói bằng tiếng Anh, quản gia Brian, đợi một lát. Khánh Trần xoay người nhìn về phía đối phương, xin chào. Có chuyện gì vậy? Hà Kim Thu cười nói, ngũ công chúa dặn dò, bảo ta trợ giúp ngươi chỉnh đốn đệ tam sư, Nàng nói ngươi có tài năng hơn ngươi nhưng thực lực không đủ. Đúng lúc ta có thực lực lại không có tài quản lý, ta làm trợ thủ của ngươi thì vừa vặn bù đắp cho nhau. Khánh Trần bất lực, không biết nên cầu nhau thế nào nữa. Sao một người quản lý ngăn, nắp một tổ chức như Cửu Châu, biến nó trở thành tổ chức tình báo đệ nhất thế giới ngoài, như ông chủ hà lại không có tài quản lý được. Vì vậy Khánh Trần đang diễn mà đối phương cũng đang diễn. Lúc nói chuyện thì ông chủ hà có vẻ vô cùng chân thành. Nếu không phải đối phương không thay đổi ngoại hình, thì có lẽ Khánh Trần sẽ tin ngay lời này. Khánh Trần hỏi, thực lực của ngươi là cấp mấy? Ông chủ Hà đáp, chiến sĩ gen cấp A. Vì tiêm vào thuốc biến đổi gen không hoàn chỉnh nên bị mắc bệnh ung thư, không còn sống được bao lâu nữa. Trái tim của Khánh Trần co chặt. Hắn cảm thấy nửa câu sau là lời nói thật, mà đối phương tiểu tụy như vậy cũng là vì ung thư. Lúc này vì gầy gò nên khi cười lên, khoái mắt của ông chủ Hà đã xuất hiện nếp nhăn. Chiếc mũ người đánh cá cũng trở nên trắng xám dưới ánh nắng mặt trời. Mãi đến giờ phút này, Khánh Trần mới ý thức được rằng đối phương đã hơn 30 tuổi, là cường giả cùng thời đại với Trịnh Viễn Đông. Cho nên ông chủ Trịnh có biết chuyện này không? Ông chủ Hà vậy mà lại mắc bệnh ung thư không thể trị hết. Dù giữa Cửu Châu và Côn Luân có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng Khánh Trần biết rõ tình nghĩa giữa ông chủ Trịnh và ông chủ Hà rất sâu nặng. Nếu biết được chuyện này thì chắc hẳn ông chủ Trịnh sẽ cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng Khánh Trần nhanh chóng phân tích, ung thư, mượn hắc sắc chân thị trí nhãn. Khi hai thông tin quan trọng này cùng xuất hiện với nhau, hắn khó mà không liên tưởng đến một điều con đường thành thần cho nên trong tay ngũ công chúa nhất định có cách để người bệnh ung thư sống sót đây chính là thứ mà ông chủ hà muốn nếu không thì không thể giải thích tại sao đường đường là lãnh tụ của cửu châu lại bằng lòng phục vụ cho ngũ công chúa nhưng vấn đề là ngũ công chúa lại phái ông chủ hà đến trợ giúp hắn sao nói chính xác hơn là ngũ công chúa phái đối phương đến để hạn chế hắn giám thị hắn dù sao thì hắn cũng là gián điệp của quân phản kháng cho dù hắn để lộ ý muốn nương nhờ vào cho dù công chúa điện hạ có ý định mời chào hắn thì đối phương cũng không thể hoàn toàn yên tâm về hắn được đương nhiên nói không chừng cũng có ý để cho hắn quan sát ông chủ hà dù sao tính theo thời gian thì nhiều nhất ông chủ hà mới chỉ đến đại lục phía tây được hai tháng thôi ngũ công chúa cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ông chủ hà được thế là hai người ở đại lục phía đông đều mang ý xấu cùng đến đệ tam sư ngũ công chúa điện hạ quả thật tài giỏi như vậy mà cũng có thể tụ họp họ lại với nhau phải xưng hô thế nào đây?" Khánh Trần cười hỏi, "Gọi ta là Hà được rồi." Ông chủ Hà vừa cười vừa nói, "Ta gọi ngươi là đại quản gia nhé. Ngươi và ta cùng làm việc dưới trướng Ngũ công chúa điện hạ. Ngươi là chính ta là phó, ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Ngươi cứ coi ta như cận vệ của ngươi là được." Quả nhiên ông chủ Hà được phái đến để giám thị hắn. Tên giám thị khốn kiếp, tên khốn kiếp. Tuy rằng tư duy của Ngũ công chúa rất rộng, nhưng ở phương diện nhìn người thì rất thái quá. Cũng phải, người phụ nữ có thể coi trọng hầu tước bôn tơn, quả thật sẽ có chút vấn đề ở phương diện nhìn người. Thế thì rốt cuộc hắn có nên nói tình hình thực tế cho ông chủ Hà biết không? Khánh Trần quyết định chờ xem sao. Nếu là ông chủ trịnh thì Khánh Trần sẽ tỏ thân phận ngay, nhưng trước mắt hắn chính là ông chủ Hà nên trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Hắn xem xét lại trí nhớ của mình. Lúc trước trong trận chiến với Trần Thị ở bên ngoài khu cấm kỵ số 002, ông chủ Hà ẩn nấp trong quân tập đoàn Trần Thị, nhưng lại ngăn cản ông chủ trịnh sớm ra tay vì vậy khánh trần còn phải đề phòng mới được đương nhiên nếu ông chủ hà cần hắn giúp đỡ tìm kiếm cách sống sót cách thành thần thì hắn nhất định sẽ giúp đỡ khánh trần lo lắng hỏi hà bệnh tình của ngươi thế nào có thể chiến đấu được không hà kim thu lắc đầu cười nói không cần phải lo lắng sức chiến đấu của ta không bị ảnh hưởng yên tâm ta sẽ giải quyết hết những người dám khiêu chiến uy tín của ngươi khánh trần yên tâm Điều này chứng minh Hà Kim Thu vẫn còn nhiều thời gian, vậy sau này ngươi và ta chính là đồng nghiệp, xin hãy chiếu cố cho ta nhiều hơn. Trong ký túc xá của kho tàu, đây vốn là nơi ở của nô lệ, thì lúc này lại dành cho những cao thủ ở lại đây. Mỗi cao thủ cấp B đều là tiểu phú hào trong thành phố, ở trong căn hộ lớn ở trung tâm thành phố, đến nơi này đều trở thành anh em giường trên giường dưới, ngửi mùi hôi chân hôi nách của nhau. Cũng may phi thuyền của Ngũ công chúa vô cùng xa hoa và sạch sẽ, khả năng thông gió rất tốt giường cũng rất mềm mại bảy người của tiểu đội xích huyết ngồi bên mép giường lặng lẽ giao lưu với nhau bằng ngôn ngữ của người câm điếc nhân viên chiến đấu tinh nhuệ đều hiểu phải giao lưu như thế nào dưới tình huống yên lặng đây là kỹ năng cần phải có nhất là những người tiến vào rừng cấm kỵ đều biết rõ không được nói chuyện lung tung là điều đầu tiên để giữ mạng so với những cao thủ mang vẻ mặt sầu thảm kia tiểu đội xích huyết lại hân hoan vui mừng vốn dĩ họ cho rằng bản thân bị điều đến đệ tam sư làm bia đỡ đạn hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy hoàng sắc ra hiệu bằng ngôn ngữ của người câm điếc, ta còn tưởng rằng chúng ta bị nhắm vào, nhưng bây giờ nhìn lại, thì tất cả cao thủ của căn cứ tiền tiêu đều bị điều đến trinh sát doanh của đệ tam sư. Đệ tam sư không thể dùng cả 200 tên cao thủ cấp B để làm con tốt thì đâu nhỉ, ai sẽ chịu áp lực từ mọi phía để làm như thế. Sắc mặt của hắc sắc giãn ra, ngay từ đầu ta tưởng rằng quản gia đột nhiên trở mình, âm thầm điều chúng ta tới đây. Nhưng lúc nãy có một người bạn nói cho ta biết, lần này 200 tên cao thủ cấp B đều bị điều động đến đệ tam sư là do ý đồ lạ lùng của hầu tước Bolton. Vì lập công lớn nên hắn được điều đến đệ tam sư làm sư trưởng, trước khi đi muốn điều tất cả các cao thủ cấp B để làm một việc lớn. Ánh mắt của phấn nộn sáng lên, vậy chẳng phải là chúng ta sẽ có cơ hội nhận được công huân. Hắc sắc khẽ gật đầu, các ngươi cũng biết hắn là chồng của ngũ công chúa, còn là hầu tước đang nổi như mặt trời ban trưa. Chúng ta ở bên cạnh, nếu có thể bám lấy hắn thì hữu dụng hơn ở bên cạnh hầu tước Kennedy nhiều. Mà trong vị hầu tước Bolton này rất có dã tâm, ta thích đi theo người có dã tâm. Phía sau hắn là ngũ công chúa, đây chính là thành viên chân chính của vương thất. Lục sắc, không biết tên quản gia kia sao rồi. Chắc là hắn cũng đến đệ tam sư báo danh cùng lượt với chúng ta, đến lúc đó càng dễ giết chết hắn. Vốn dĩ ta còn lo một kẻ cấp C như hắn có thể sống sót trên chiến trường, nhưng có chúng ta ở đây thì chắc chắn hắn sẽ phải chết hắc sắc cười lạnh tuy rằng không giống với kế hoạch nhưng nếu vô tình gặp phải hắn thì ta nhất định sẽ giết chết hắn lục sắc hắn là cấp c theo lý mà nói cũng là cao thủ trong quân đội có khi nào cũng ở trên chiếc phi thuyền này hay không hắc sắc suy tư không chắc chắn lắm nhưng lúc nãy ta không nhìn thấy hắn đâu hắc sắc đang ra hiệu bằng tay thì cửa ký túc xá bỗng nhiên mở ra bảy người của tiểu đội xích huyết quay đầu lại nhìn thình lình trông thấy quản gia đẩy cửa bước vào phía sau còn có một người trẻ tuổi đi theo Mắt của Lục sắc sáng lên, hắn không nhịn được thốt ra thành lời, "Là quản gia kìa." Hóa ra hắn thật sự ở trên chiếc phi thuyền này. Hắc Sắc nhìn sang, trong lòng thầm nhủ đây coi như là oan gia ngõ hẹp nhỉ. Hắn đứng dậy bước qua, tươi cười nói, "Không ngờ cấp C như quản gia cũng có thể tiến vào đội ngũ này." Trong cả ký túc xá đều là cấp B, khi mọi người nghe được cấp C thì có cảm giác rất chói tai, nhất là hiện tại mọi người đã tức sôi ruột, đang lo không có nơi để chút giận bây giờ lại có một người mới tới, còn là cấp C dễ bắt nạt. Khánh Trần nhìn quanh một vòng như không có chuyện gì xảy ra, chẳng nói gì hết. Hà Kim Thu ở bên cạnh không đứng ra như lời vừa nói, trái lại còn chờ xem kịch vui. Hắn muốn xem quản gia được ngũ công chúa tán dương là, có tài quản lý sẽ xử lý cục diện trước mắt thế nào. Nhưng mà một giây sau, khi hắc sắc đi đến trước mặt Khánh Trần, Khánh Trần lại nhìn về phía Hà Kim Thu, đánh hắn. Hà Kim Thu khẽ nhíu mày, cái gọi là tài quản lý chỉ thô bạo như vậy thôi sao? Hắc sắc đứng trước mặt Khánh Trần, lạnh lùng nói, ta nói rõ hết vậy. Lúc trước người điều ngươi đến đệ tam sư chính là ta, tin rằng ngươi cũng có thể đoán được. Cho nên mọi người không cần giả vờ giả vịt nữa, lần này ra chiến trường không phải ngươi chết thì là ta vong. Khánh Trần bĩu môi với Hà Kim Thu, đánh hắn đi. Tài quản lý không phải là biết người mà do việc sao? Một cao thủ cấp A như ngươi, đến ông chủ trịnh còn nói rằng ngươi có thể đột phá bán thần bất cứ lúc nào, có nhân vật như vậy ở đây thì cần gì đến thủ đoạn quản lý nữa, đánh cho những người này phục là được rồi. Ông chủ Hà cho rằng vị quản gia này muốn xem thực lực của mình. Hắn hít một hơi, xuất một trưởng lôi đình lên mặt của hắc sắc. Ra tay, tiếng vang phát ra, hắc sắc ngã xuống đất, tất cả xảy ra còn chưa đến một giây. Ông chủ Hà vẫn đứng ở vị trí ban đầu, bàn tay phải xuất trưởng đã để xuôi bên người, giống như chưa động đậy bao giờ. Đã thấy hắc sắc không đề phòng nên đầu cũng lệch đi. Dưới sự tấn công của nguồn lực to lớn, Cả người hắn ngã xuống đất một cách nặng nề, ít nhất cũng bị chấn động não ở mức trung. Âm thanh giòn giã này phát ra quá đột ngột, hơn nữa ông chủ Hà ra tay quá nhanh. Những cao thủ ở đây đều là người biết chuyện, biết rằng đây là tốc độ mà cấp A mới có thể sở hữu. Khánh Trần cảm thán trong lòng, đãi ngộ khi đến đại lục phía Tây của hắn thật không tệ chút nào, đến cả lãnh tụ Cửu Châu cũng trở thành tay đấm cho hắn. Cũng may hắn còn chưa nói ra thân phận thật sự. Chỉ cần hắn chưa nói thì ông chủ Hà còn phải diễn kịch cùng hắn. Nếu nói ra thì có lẽ ông chủ Hà sẽ không diễn nữa. Lúc này Khánh Trần lạnh lùng nhìn những cao thủ ở trong ký túc xá. Các vị, lúc nãy chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Bây giờ chúng ta làm quen lại. Ta là đại quản gia của hầu tước Bolton, Brian Kennedy, sau này sẽ phụ trách hết thảy chính vụ của đệ tam sư, cũng phụ trách mọi hành động của các vị. Nhớ kỹ, ở trong đệ tam sư thì các ngươi chỉ cần nghe mệnh lệnh của ba người. Thứ nhất là ngũ công chúa Điện Hạ, thứ hai là hầu tước Bolton, thứ ba chính là ta. Trong ký thúc xá trở nên yên lặng. Dù ở đây có hơn 200 chiến sĩ gen cấp B, nếu thật sự ra tay đánh nhau thì cũng không sợ hà kim thu. Nhưng nơi này là chiến trường, quan hơn một cấp cũng đủ để đè chết người. Nếu như ra tay thật thì đợi bị đưa đến ngục giam quân sự tối tăm ngột ngạt đi. Đám hoàng sắc, lục sắc, hồng sắc kinh ngạc nhìn Khánh Trần. Trong lòng tự nhủ sao tên này lại biến thành đại quản gia của Hầu Tước Bôn Tơn rồi. Lúc trước khi dùng tiền mua chuộc, có phải là đội trưởng đã mua sai không? sao lại mua luôn một chức vụ cho cái tên này rồi? Tiêu, tiêu hết rồi. Bây giờ tên quản gia này nắm quyền lớn, chẳng phải tiểu đội xích huyết sẽ bị diệt sạch. Một giây sau, Khánh Trần cười híp mắt giới thiệu, người bên cạnh ta chính là Hà, cận vệ kiêm trợ lý của ta. Thật ra hai chúng ta đều rất dễ tính, chỉ cần mọi người ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không sao. Nói xong, Khánh Trần liền dẫn Hà Kim Thu rời đi. Đám hoàng sắc vội vàng đỡ hắc sắc lên khỏi mặt đất, xoa so huyệt thái dương giúp hắn, đội trưởng, bây giờ phải làm sao đây? Hoàng sắc thấp giọng hỏi. Một lát sau hắc sắc mới khôi phục lại, lúc này mới giữ tợn nói, bây giờ không còn đường lui nữa. Hắn muốn đích thân chỉ huy chúng ta nên nhất định sẽ ra chiến trường. Tên vệ sĩ kia không thể luôn đi theo hắn được, chính hắn chỉ là cấp C, rất dễ giết. Lấy chất độc thần kinh rút ra từ trong rừng cấm kỵ lần trước, bắt hắn lại sau đó chế tạo hiện trường giả là đã phá vỡ quy tắc. Hắc sắc thấp giọng, tên quản gia này còn quá trẻ, không biết đạo lý giấu rốt, vừa mới đạt được quyền thế đã phách lối thế này. Hắn chắc chắn phải chết. Đang lúc nói chuyện, Hắc Sắc đưa mắt nhìn về một phía, trao đổi ánh mắt với người của một đội khác. Bên kia cũng là thành viên của tiểu đội xích huyết, chiến hữu của Hắc Sắc. Họ chia nhau đi theo Lam Sơn và em trai của hắn đến căn cứ tiền tiêu, lúc này lại cùng bị điều đến đệ tam sư. 14 cao thủ cấp B muốn giết chết một cấp C, ở trên chiến trường là quá dễ dàng, trong phi thuyền khánh trần và hà kim thu được xếp vào một ký túc xá hai người hà kim thu ngồi trên giường mềm nhìn về phía khánh trần ngươi không lo lắng về sự an toàn của mình sao lúc lên chiến trường thì thế cục chắc chắn sẽ hỗn loạn lắm ngươi chỉ có cấp c thì rất dễ bị bọn họ âm thầm tập kích khánh trần cười nói bên cạnh ta có người bảo vệ nên không cần phải lo lắng điều gì nói thật đây là lần đầu tiên ta có cao thủ như ngươi làm vệ sĩ trong lòng ta chưa từng cảm thấy yên tâm như vậy hà kim thu đột nhiên hỏi ngươi là người của quân phản kháng sao ngươi có thân phận gì trong quân phản kháng khánh trần thoáng sửng sốt hắn không ngờ rằng ông chủ hà lại đột nhiên hỏi câu thế này khánh trần vừa cười vừa nói ngươi đang nói gì ta nghe không hiểu nói đến đây thì khánh trần nghĩ bản thân cũng phải nói chuyện cẩn thận lại đừng để cho ông chủ hà giao hắn cho ngũ công chúa để lập công khánh trần nhìn về phía hà kim thu hỏi ngược lại ngươi là người của quân phản kháng sao ngươi có thân phận gì trong quân phản kháng Hà Kim Thu cười híp mắt, nói: "Ngươi đang nói gì, ta cũng nghe không hiểu." Lúc này bên ngoài phòng truyền đến tiếng của binh lính: "Phi thuyền đã đến đệ Tam sư, xin mời hai vị đến phòng chỉ huy." Phi thuyền chuẩn bị hạ cánh. Đếm ngược 36 giờ. Hai vị có vấn đề gì về việc phối hợp công tác không? Ngũ công chúa ngồi trên ghế chỉ huy, nhìn Khánh Trần và Hà Kim Thu từ trên cao, "Dù các ngươi chỉ mới biết nhau ngày đầu, còn chưa quen thuộc nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi có thể chung sức hợp tác, cố gắng phụ tá hầu tước." hắn là chồng của ta, chỉ cần hắn tốt thì ta sẽ hài lòng. Ta hài lòng thì các ngươi mới vui vẻ được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khánh Trần nói, Hà rất phối hợp với ta, chúng ta vừa chỉnh đốn trinh sát doanh. Đây là điểm mấu chốt để bảo vệ hầu tước bôn tơn. Công chúa gật đầu, điều nàng lo lắng nhất chính là điều này. Hà Kim Thu ỉ vào bản thân có thực lực mạnh mẽ, nên sẽ không nghe theo lời của quản gia. Nàng suy nghĩ một lát, bảo các thuộc hạ trong phòng chỉ huy ra ngoài rồi mới lên tiếng, Tuy rằng quản gia chỉ có cấp bậc thấp nhưng người cũng đừng xem thường hắn. Trước kia trong căn cứ tiền tiêu, Bôn Tân có thể điều tra ra tham ô, chống cự lại người khổng lồ đột kích đều là nhờ công của quản gia. Ồ, Hà Kim Thu khẽ nhíu mày. Công chúa nói tiếp, vụ án điều tra tham ô là nhờ hắn dùng thủ đoạn như sấm chớp, sắp xếp ra hết thảy chứng cứ trong một đêm. Hà Kim Thu, còn người khổng lồ xâm lấn thì sao? Công chúa cười nói, đó là vì hắn sớm sửa sang vị trí phi thuyền đậu, lúc này mới để phi thuyền cấp a có cơ hội lên không hơn nữa sáu tên người khổng lồ kia cũng là do hắn bắt sống nói đến đây thật ra công chúa cũng khá nghi hoặc dường như thân phận của người quản gia này vẫn còn là nghi vấn nếu quản gia thực sự là người của quân phản kháng lúc trước không chỉnh đốn căn cứ tiền tiêu thì bây giờ bôn tân cũng đã chết chẳng lẽ là do nàng hiểu lầm hắn tạm thời nàng vẫn chưa nghĩ ra nhưng không sao cả nàng đã dặn hà theo dõi quản gia sát sao Hà sẽ báo cáo cho nàng biết mọi cử chỉ hành động của quản gia. Nhưng mà tâm trạng của Hà Kim Thu và nàng hoàn toàn khác nhau. Vì buổi tối ngày hôm ấy, người liên lạc cuồng phong tập kích căn cứ tiền tiêu số 9 chính là hắn. Vốn dĩ Hà Kim Thu muốn tiếp cận Ngũ công chúa, kết quả lại bị Ngũ công chúa sắp xếp đến phụ tá hầu tước Bôn Tơn. Hắn không có nhiều thời gian để trì hoãn, vì vậy bèn nhẫn tâm liên hợp với vương triều người khổng lồ, định đưa hầu tước Bôn Tơn lên đường luôn. Lúc đó hắn có thể ở lại bên cạnh Ngũ công chúa tiếp tục tìm kiếm vật mà hắn cần thế nhưng đợt tập kích nắm chắc đến chín phần này lại khiến cuồng phong suýt chút nữa đã không thể quay lại rừng cấm kỵ sau khi trở về cuồng phong gò thét nói họ đã tổn thất nặng nề nói sự bố trí trong căn cứ tiền tiêu bị người ta lâm thời điều chỉnh lúc đó hà kim thu còn khá buồn bực không biết rốt cuộc là ai đã làm hỏng chuyện của hắn hiện tại hà kim thu xem như là đã tìm được kẻ cầm đầu hắn cười tủm tỉm nhìn về phía khánh trần ta nhất định sẽ cố gắng phối hợp với quản gia chỉ nói đến những việc mà quản gia làm đã khiến cho ta vô cùng kính phục. Hóa ra chính là tên nhóc ngươi làm hỏng kế hoạch của ta. Lúc này Khánh Trần thật sự không biết bản thân đã sớm gặp ông chủ Hà, nhưng hắn đã thấy vẻ mặt này của Hà Kim Thu. Mỗi lần Hà ông chủ Hà bày ra vẻ mặt này chính là đang tính kế. Hắn dùng mình trong lòng, đây là tình huống thế nào, bản thân hắn đã làm gì trêu phải ông chủ Hà? Đừng nói là ông chủ Hà thích Ngũ công chúa, nên chán ghét tất cả những người khác phái ở bên cạnh Ngũ công chúa nhé. Lúc này phi thuyền đã dừng tại trụ sở của đệ tam sư. Ngũ công chúa nói với Hà Kim Thu, Hà, ngươi bảo vệ hầu tước bôn tơn xuống dưới trước đi, ta còn có vài lời muốn nói với quản gia. Đợi sau khi Hà Kim Thu rời đi, ngũ công chúa mới thản nhiên nói, giao cho ngươi một nhiệm vụ, quan sát Hà cho kỹ. Ta muốn biết rốt cuộc hắn có mục đích gì. Trong lòng Khánh Trần tự nhủ, hẳn là ngũ công chúa cũng đã cho Hà Kim Thu nhiệm vụ như vậy. Bởi vậy ngài đúng là đã tìm đúng người. Từ trên lý luận mà nói, đệ tam sư có một trong hai người là Khánh Trần, Hà Kim Thu thì nhất định không thể yên ổn được. Kết quả đệ tam sư còn tập hợp cả hai lại. Đương nhiên Khánh Trần còn không biết ngũ công chúa không chỉ dặn Hà Kim Thu dám thị hắn, còn báo cho Hà Kim Thu biết vị quản gia này vô cùng biến thái, nếu như gây họa trong quân thì nhất định phải dùng hết sức ngăn cản. Còn biến thái cỡ nào thì những nô lệ từng gặp quản gia đều nói là biến thái. Lúc này ngũ công chúa đột nhiên nói với Khánh Trần, bảo đảm bôn tân có thể bình an trở về, ta hứa cho ngươi vinh hoa phú quý cả đời, lại tặng thêm cho ngươi một vật cấm kỵ. Khánh Trần mỉm cười nói, bảo vệ hầu tước bôn tơn là nghĩa vụ của ta. Bảo vệ hầu tước bôn tơn xuống phi thuyền xong, sư trưởng tiền nhiệm của đệ tam sư đã rời đi trước, chỉ để tham mưu trưởng ở lại giao nhận với bôn tơn. Trong thời chiến thì tất cả đều nhanh chóng và giản lược. Phi thuyền của ngũ công chúa rời đi, nàng còn có chuyện cần phải làm. Bôn tơn nhìn trụ sở bẩn thỉu, tự nhủ trong lòng rằng nơi này còn không thoải mái bằng căn cứ tiền tiêu trước đó, sớm biết như vậy thì đã không lập công lớn rồi vì muốn làm thân với tay đấm hàng đầu khánh trần bèn khoác vai hà kim thu mà nói hà sau khi tiến vào khu cấm kỵ thì còn phải nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn ta và hầu tước bôn tân không đủ thực lực đến lúc đó phải dựa hết vào ngươi hà kim thu nhớ đến lời đồn mà công chúa nói lẳng lặng lấy tay phải của khánh trần ra rồi cười nói yên tâm nhất định mà lúc này ông chủ hà đã thầm tính toán làm sao để hố khánh trần bằng cách mượn đao giết người hình như tiểu đội xích huyết có thụ oán với tên quản gia này phải chế tạo cơ hội cho họ ra tay mới được tham mưu trưởng của đệ tam sư nhiệt tình nhìn về phía hầu tước bôn tơn sư trưởng các binh sĩ đã tập kết xong xuôi chỉ chờ ngài lên nói chuyện thôi bôn tơn hắng giọng một cái đi lên phát biểu một chàng ngay cả bản thảo hắn đang đọc cũng là do khánh trần viết cho chỉ có điều binh lính ở đệ tam sư cũng không có tâm trạng lắng nghe những vật hy sinh ở nơi đây đều biết mình sẽ nghênh đón vận mệnh thế nào bao năm qua tỷ lệ chết trận trung bình của binh lính ở đệ tam sư là 91%. Rất nhiều vật hy sinh vừa mới đến đây, còn hy vọng mình là 9% may mắn còn sống kia, đây còn coi là có chút hy vọng. Nhưng sau khi hiểu rõ tình huống thật, họ mới tuyệt vọng phát hiện 1% sĩ quan trong quân đội ở đây, chỉ làm duy nhất một chuyện, đó là coi chừng đám vật hy sinh là họ, đừng để cho họ chạy trốn. Sĩ quan chiếm 10% sẽ không thử quy tắc của rừng cấm kỵ. Vì vậy tỷ lệ tử vong của vật hy sinh là 100%. Còn ghê hơn nữa là, đội quân vật hy sinh ở đây sẽ không được phát vũ khí súng ống. Họ chỉ có thể liên tục bước đến, sau đó thăm dò quy tắc mới ở khu cấm kỵ mà thôi. Đợi đến lúc vật hi sinh chết hết, sư trưởng và sĩ quan ở đệ tam sư sẽ lui về trụ sở, đợi một đội quân vật hy sinh mới được bổ sung vào. Đệ tam sư của quân tập đoàn thứ hai đã thành lập được 12 năm, số người do nhánh quân đội này đưa vào rừng cấm kỵ đã hơn 1 triệu. Đối với việc thăm dò khu cấm kỵ, bên này càng máu me và bạo lực hơn so với đại lục phía đông. Vương quốc Roosevelt cấm phá thai. Họ lấy giáo lý của thần đồ giáo trong thành phố Hắc Thủy làm lý do, ký dự luật cấm phá thai. Vì trong giáo lý cho rằng phá thai có tội, không thể cho dân lên thiên đường. Vì vậy cho dù là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp cũng không thể phá thai. Vương quốc Roosevelt cổ vũ sinh đẻ. Họ cần số nô lệ tăng lên để cung cấp sức lao động, thăm dò rừng cấm kỵ. Vương quốc quy định dân tự do thăm dò được một quy tắc có thể tăng 3 cấp, công dân thăm dò được một quy tắc có thể tăng 2 cấp nhưng sự thật là muốn thăm dò được một quy tắc, có lẽ cần hơn 1.000 người mới lấp được, cũng chính trên đường đi. Khánh Trần mới biết quy tắc của khu cấm kỵ hoàn toàn khác với quy tắc của khu cấm kỵ, mà hắn biết. Cũng chính lúc này, tham mưu trưởng của sư đoàn 3 bất ngờ nhận được một mệnh lệnh. Tư lệnh quân đoàn 2 ra lệnh, sư đoàn 3 đã bổ sung quân số, lập tức lên đường thăm dò khu cấm kỵ, trong vòng 72 giờ phải đến khu vực B79 để tìm rõ các quy tắc, sau khi xác minh được quy tắc thì tiếp tục tiến lên trong vòng 168 giờ phải thăm dò được các quy tắc khu vực B-80. Mệnh lệnh này đến quá đột ngột, nhưng có vẻ như nó đã được tính toán từ trước. Hầu tước Bolton lẩm bẩm, quân đoàn một quân đoàn 2 giờ đều thuộc quyền quản lý của công tước phong bạo, tên tiểu tử này không phải muốn hại ta đấy chứ. Nếu nói trước đây Bolton không có thụ oán gì với công tước phong bạo, thì sau khi Bolton hãm hại tạo nên cái chết của hầu tước đắc, giữa hai người coi như đã tạo nên một mối thù mới. Tuy rằng Bolton cảm thấy hắn rất oan uổng. Đến bây giờ, Tơn vẫn cảm thấy bản thân đắc không có khả năng xử lý được người khổng lồ, chẳng liên quan gì đến hắn. Tham mưu trưởng trầm giọng nói, "Hầu tước đại nhân, chúng ta phải xuất phát thôi, tập đoàn quân đã đưa ra mệnh lệnh màu đỏ, nếu không khởi hành trong vòng 15 phút, chúng ta có thể sẽ bị đưa ra tòa án quân sự." "Đi thôi, đi thôi." Hầu tước Tơn thở dài nói, "Nhanh đi thôi." Hắn nói xong liền đi tới bên cạnh Khánh Trần, "Quản gia, ngươi ngồi chung chiếc xe có phòng ở với ta, nhớ để những cao thủ đó canh giữ bên cạnh chúng ta." không cho phép họ tự ý hành động. Địa hình nơi khu cấm kỵ vô cùng phức tạp, các phương tiện xe thông thường không vào được đây, phải đi xe có phòng toàn địa hình mới có thể. Trong mỗi chiếc xe có phòng ngồi được 12 người, Bôn Tơn, Khánh Trần và Hà Kim Thu đều ngồi trên cùng một chiếc xe. Hầu tước Bôn Tơn thật sự rất sợ chết, hơn nữa vì vừa đặt chân đến nơi này nên cũng không quen lắm, chỉ có thể dựa vào Khánh Trần. Tham mưu trưởng nhìn vị sư đoàn trưởng lập tức trốn vào trong xe có phòng này, trong lòng thầm nghĩ, công tước bôn tân không giống với suy nghĩ của hắn lắm nhỉ, không phải nói hắn tuổi trẻ tài cao, can đảm quyết đoán sao. Chờ đã, hầu tước bôn tân không phải lại bắt đầu màn kịch giả làm lợn ăn thịt hổ đấy chứ, lẽ nào là muốn chỉnh đốn sư đoàn ba sao? Đoàn quân chậm rãi xuất phát, thậm chí còn không cử hành nghi thức xuất phát. Xe có phòng không có nhiều, sư đoàn ba cũng không cần phải phân phát xe này cho đoàn quân làm bia đỡ đạn kia, vì vậy trên dưới toàn sư đoàn chỉ có khoảng 40 chiếc xe có phòng, chỉ có những quan trên được ngồi nhưng có một ngoại lệ đó là trước đây sư đoàn ba không có tinh nhuệ như tiểu đội xích huyết vì vậy hiện tại xe có phòng không đủ để chứa đủ đám hắc sắc cũng chỉ có thể đen mặt đi bộ chậm rãi bên cạnh xe có phòng trong lòng hắc sắc không biết đã hỏi thăm tám đời tên quản gia kia bao nhiêu lần chỉ muốn giết hắn càng nhanh càng tốt sau khi họ tiến vào khu cấm kỵ tham mưu trưởng nói trên kênh liên lạc mọi người nghe lệnh chúng ta chuẩn bị tiến vào khu vực a tất cả lập tức bắt trước cấp trên của mình và phải làm y như vậy Giây tiếp theo, tham mưu trưởng trong xe có phòng bắt đầu xoay tròn quanh viền mắt. Khánh Trần sững sờ, quy tắc quái quỷ gì của khu cấm kỵ vậy? Tại sao phải làm vật lý trị liệu với đôi mắt nữa? Mấu chốt là, ai đã phát hiện ra quy tắc này vậy? Tiếp theo, toàn bộ 8.000 người của sư đoàn 3 đều bắt đầu làm theo động tác vật lý trị liệu đôi mắt, như trưởng quan đã làm. Những viên trưởng quan sau khi xác định toàn bộ binh sĩ đã hoàn thành, thì báo cáo trong kênh liên lạc, thiết huyết doanh đã hoàn thành, hùng phong doanh đã hoàn thành. Tham mưu trưởng, đánh dấu vào danh sách quân đội trên màn hình LCD, xác định tất cả các nhánh quân đều đã hoàn thành rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Trên thực tế, khu cấm kỵ của đại lục phương Tây được tạo thành, từ 317 khu cấm kỵ liên tiếp với nhau, sau khi khu cấm kỵ được hình thành thì không cần phải tuân theo các quy tắc của một khu cấm kỵ nhất định nữa. Nhưng nếu muốn đi vào khu vực A2 từ khu vực A1, buộc phải làm đúng một điều, như vậy mới có được tư cách đi vào khu vực A2. Nếu không, ngay khi bước vào khu vực A2 sẽ ngay lập tức bị tấn công bởi mọi thứ ở đó. Sư đoàn 3 muốn đến được khu B-79 thì trước hết phải đi qua khu A-180, sau đó là khu B-178, tổng cộng 158 khu, dùng mạng của hàng triệu người để thử ra các quy tắc rồi tiến về phía trước. Chẳng trách sư đoàn 3 muốn bảo toàn tính mạng của những sĩ quan thường trú đó, bởi vì chính những sĩ quan này là người dẫn đường và đi đầu trong việc giải mã các quy tắc. Sau khi tiến vào khu A2, tham mưu trưởng lại bật kênh liên lạc, mọi người nghe lệnh, bắt trước cấp trên. Lúc này, tham mưu trưởng nháy nháy mắt phải với khánh trần đứng bên cạnh giống như phóng điện lông mao của khánh trần dựng đứng hết cả lên tham mưu trưởng chỉ vào hàng ghế sau khánh trần lại chớp mắt phải với hà kim thu ở hàng ghế sau lông mao của hà kim thu cũng dựng đứng cả lên khánh trần tự hỏi quy tắc này lại do ai phát hiện ra vậy quy tắc kỳ quái người phát hiện ra các quy tắc càng kỳ quái hơn đấy được không chiến đấu chống lại vương triều người khổng lồ ở một nơi như vậy cũng may vương triều người khổng lồ vẫn còn trong trạng thái hoang dã không biết sử dụng công nghệ, nếu không đã giết chết quân đội của vương quốc Roosevelt ngay tại đây chỉ trong vài phút. Phải biết rằng, những người khổng lồ sinh ra trong khu cấm kỵ không cần thiết phải tuân theo các quy tắc. Quy tắc chỉ dành cho những người ngoại lai. Hầu tước Bolton có chút tuyệt vọng, chiếc kính giả lập, vẫn có thể trực tiếp tiếp nhận tín hiệu vệ tinh và tiếp tục chơi thế giới siêu đạo. Nhưng vấn đề là hắn vừa cùng người nhà ra khơi đánh cá, còn chưa bắt được bao lâu, thì đã phải kéo kính xuống để làm động tác vật lý trị liệu đôi mắt, mới bắt cá thêm được một lúc thì lại phải kéo ra nháy mắt phóng điện. Khu A3 còn cực hơn, mọi người phải bước xuống xe có phòng và làm động tác xoạc chân. Quần của hầu tước bôn tân còn bị rách luôn. Biết đi đâu đòi lý lẽ đây. Ngược lại Khánh Trần lại thấy rất thích thú, bởi vì những quy tắc do nhâm tiểu túc đặt ra trong khu cấm kỵ số 001 ở Đại lục Phương Đông thực ra hơi giống với những quy tắc ở đây. Khu cấm kỵ số 001 là nơi sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến. Buổi tối, mặt trời khuất hẳn sau dãy núi phía xa, sắc trời cũng dần tối sầm lại. Sư đoàn Ba Hạ chạy tại chỗ, lúc này mọi người mới được nghỉ ngơi. Sau 6 tiếng đồng hồ, họ gấp gáp hành quân suốt 70 cây số, đến được khu vực A18, ngay cả những cao thủ cấp B cũng dính đầy bùn đất trên người. Các chiến sĩ cởi bỏ quần áo, nhờ đồng đội giúp gỡ những con đỉa đáng sợ trên người rồi thất thần ngồi bên bếp lửa. Hà Kim Thu lặng lẽ quan sát khu cấm kỵ, như thể đang chờ đợi một điều gì đó chỉ có khánh trần biết là ông chủ hà đã để lại dấu vết trên các thân cây trên đường đi không ai biết những dấu hiệu đó có nghĩa là gì trong khu cấm kỵ tăm tối có mấy con khỉ chạy xuyên qua những tán cây ẩn nấp trong những tán cây rậm rạp và nhảy nhót trong đó dùng tay chân nhanh nhẹn ngoạm lấy cành cây và vung tới lắc lui điều kỳ lạ là ánh mắt những con khỉ này không có tiêu cự như thể chúng bị ai đó điều khiển chẳng bao lâu những con khỉ bắt đầu nhảy khỏi tán cây và tìm kiếm trong các nhánh cây cho đến khi chúng tìm thấy một số dấu hiệu kỳ lạ trên đó. Sau khi tìm được 12 dấu hiệu liên tiếp, đám khỉ lại trèo lên cây và quay trở lại sâu trong khu cấm kỵ. Những chiếc lá xào sạc rơi xuống, không ai biết đám khỉ đã từng đi qua đây. Trong bóng tối ở một nơi sâu trong khu cấm kỵ, cuồng phong tựa vào gốc cây của một cái cây cao chót vót. Đúng lúc này, một người khổng lồ ngồi bên cạnh chỗ mắt nói, hi hi, đám khỉ tìm thấy dấu vết do người kia để lại hắn định vị cho chúng ta vị trí chỉ huy và sĩ quan của sư đoàn 3, muốn chúng ta loại bỏ hoàn toàn đơn vị này và giết tất cả các sĩ quan. Bằng cách này, sẽ mất ít nhất một tháng, để sư đoàn 3 xây dựng lại một lực lượng thăm dò được huấn luyện tốt. Vương triều người khổng lồ đã chiến đấu với sư đoàn 3 không ít lần, nhánh quân đội làm bia đỡ đạn này thực sự rất dễ giết, chỉ có điều không lần nào họ có thể tìm thấy được nhân vật chủ chốt, chỉ tiêu diệt đám bia đỡ đạn không đủ để ngăn sư đoàn 3 tiếp tục thăm dò. Ngược lại, những người khổng lồ như họ sẽ bị đánh dấu điện tử, thu hút những đòn chí mạng từ trên không giáng xuống. Bây giờ, có người đã đánh dấu nơi đóng quân của chỉ huy và sĩ quan sư đoàn 3, đúng là cơ hội ngàn vàng khó kiếm. Đơn vị này không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng họ rất ghét bỏ chúng, vương triều khổng lồ, không muốn vương quốc Roosevelt khám phá ra tất cả các quy tắc. Một người khổng lồ trong rừng đứng lên, "Ai? Chúng ta có thể tin tưởng hắn không?" Cuồng Phong đáp, "Phong" đám du du đã được người ta cứu sống trở về rồi lần trước tuy rằng thất bại nhưng chúng ta có thể đảm bảo rằng không có đồng đội nào thương vong thông tin hắn cho chúng ta không có vấn đề gì chỉ là xảy ra chút biến cố thôi người khổng lồ ban nãy nói hi hi cuồng phong được tấn công liều lĩnh vào căn cứ tiền đồn số 9 lần này của ngươi đã đánh rắn động cỏ nếu ngươi không lập được công sau khi trở về nhất định sẽ bị đại vương trách phạt ngươi không có đường lui đâu cuồng phong phong không quan trọng là ta có lối thoát hay không điều quan trọng là ta không cho phép những con người bẩn thỉu đó đặt chân đến quê hương của chúng ta giết hi hi người đó đã nhắc nhở rằng bên cạnh sư đoàn trưởng có hơn 200 chiến binh ghen bảo vệ chúng ta nhất định phải liên thủ cùng ai ai mới có thể đảm bảo dẹp loạn được chúng chúng ta không thể bốc đồng lần này nhất định phải thật chắc chắn 100%, mang theo thủ cấp của hàng ngàn con người trở lại đại vương sẽ tha thứ cho ngươi phong xuất phát đi gặp đồng bọn của chúng ta trước khi trời sáng nhất định phải giết sạch con người Nói xong, hàng trăm người khổng lồ trong bóng tối đứng dậy, khí thế hùng hổ lao về phía xa. Bên cạnh nơi đóng quân của sư đoàn 3, hầu tước bôn tơn lại đeo lên chiếc kính giả lập của mình. Khánh Trần đứng dậy đi vào rừng đi vệ sinh, trong khi Hà Kim Thu thì nhân cơ hội này đứng dậy đi đến phía hắc sắc. Nhân lúc không ai chú ý, Hà Kim Thu ra ngôn ngữ ký hiệu với hắc sắc, có muốn giết quản gia không, nếu ngươi muốn giết, hãy làm theo hướng dẫn của ta. Đôi mắt hắc sắc sáng lên, hắc sắc muốn giết Khánh Trần trước đây đã muốn giết bây giờ ý muốn đó càng mãnh liệt hơn trước đây chỉ lo lắng khánh trần sẽ dành hết công trạng còn bây giờ là vì phải chịu một cái tát tuy trước đó hắc sắc vẫn luôn muốn giết khánh trần nhưng mãi không vượt qua được tên vệ sĩ hà kim thu hắn hoàn toàn không thể tìm thấy một cơ hội nào cả nhưng bây giờ thì khác hóa ra tên hà này cũng muốn giết khánh trần hắc sắc dùng thủ ngữ hỏi tại sao ngươi lại muốn giết hắn hà kim thu suy nghĩ chốc lát cấp A bị cấp C điều khiển, ta không nghĩ hắn có tư cách này." Hắc Sắc suy ngẫm nói vậy là đấu đá nội bộ. Đây là bất ngờ lớn nhất đối với hắn sau một ngày quốc bộ dã rời. Vào lúc này, sự mệt mỏi trước đó của Hắc Sắc đều đã bị cuốn trôi. Hắn dùng thủ ngữ hỏi lại, "Kế hoạch của ngươi thế nào?" Hà Kim Thu nở nụ cười đáp lại, "Thực ra muốn giết một cấp C hoàn toàn không cần thiết phải lên kế hoạch. Trong doanh trại trinh sát của ngươi hiện tại đang có 14 người phải không? Chẳng lẽ ngay cả 14 người cấp B cũng không thể giết được một người cấp C?" Bây giờ hắn đang đi vệ sinh, chính là thời điểm thích hợp để giết hắn." Hắc Sắc lại dùng thủ ngữ đáp lại, "Nhưng nếu bị phát hiện rằng chúng ta đã giết hắn, e rằng hầu tước Bolton sẽ không tha cho bọn ta." "Hà Kim Thu, lẽ nào các ngươi không có bất kỳ thủ đoạn nào để giả vờ rằng hắn bị giết, bởi các quy tắc sao?" "Ta không tin. Một cấp C như hắn vô tình lạc đường trong khu cấm kỵ, hơn nữa lại đi sang các khu vực khác trong khi vẫn chưa hoàn thành các quy tắc, lý do này có phải vô cùng chính đáng không?" Nhanh đi đi, nếu không hắn đi vệ sinh xong luôn đấy, yên tâm. Hầu tước bôn tân không thông minh đến vậy đâu, ta sẽ yểm trợ giúp các ngươi. Bên cạnh đống lửa, Hà Kim Thu lên tiếng chỉ huy trong doanh trại. Mấy người các ngươi đi chặt củi khô và mang trở lại đây. Các ngươi đi về phía đông, các ngươi đi về phía tây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hà Kim Thu cử một lúc hơn 160 người rời khỏi đội hình. Như vậy đám người hắc sắc có rời khỏi doanh trại cũng không bị người ta dò ngó đám người hắc sắc và hoàng sắc liếc mắt nhìn nhau, lập tức hành động. Cộng thêm 7 người khác trong tiểu đội xích huyết nữa, tổng cộng 14 người, cùng đi bộ đến khu cấm kỵ tối tăm. Thực ra họ cũng là bất đắc dĩ thôi. Giờ đây Khánh Trần đã là tâm phúc bên cạnh hầu tước bôn tơn. Hơn nữa mọi quyết định đều do Khánh Trần đưa ra, hầu tước bôn tơn giống như một tên bù nhìn vậy. Tiểu đội xích huyết vốn đã có thụ án với Khánh Trần, ngay cả khi họ muốn nhân nhượng mọi chuyện cho yên, liệu họ có dám cá rằng Khánh Trần sẽ bỏ qua cho bọn họ không? đặt cược mạng sống. Vì vậy, đến giây phút này, phải quyết một trận sống mái thôi. Hà Kim Thu từng hát tĩnh sơn trà, mỉm cười nhìn tiểu đội xích huyết gồm 14 thành viên đi vào bóng tối, sau đó vòng qua và đuổi theo hướng của Khánh Trần. 14 người thực hiện các cử chỉ chiến thuật với nhau, hoàn toàn dựa theo đặc điểm kỹ thuật là ám sát mục tiêu cao nhất, dùng đội hình 446, bắt đầu tìm kiếm từ ba góc độ. Họ đã là đồng đội của nhau trong nhiều năm, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Đừng nói 14 cấp B cùng giết một cấp C, thậm chí đến cấp A họ cũng giết được. Người quản gia này không thể nào là bán thần, đúng không? Điều cần chú ý duy nhất là không được để lại chứng cứ, nhất định phải ngụy trang thành hắn vi phạm quy tắc mà chết. Hà Kim Thu ngồi ở rìa doanh trại, im lặng chờ đợi. Đội tiên phong của vương triều người khổng lồ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bôn Tơn thực sự là một tên ăn hại nên không cần lo lắng, nhưng có một nhân tố không ổn định như tên quản gia, hắn cũng không yên tâm. Sâu trong khu cấm kỵ, Khánh Trần đứng trong bóng tối vừa đi tiểu vừa ngâm nga một bài hát. Trong khu rừng im lặng, tiếng hát vang lên giống như một tọa độ hấp dẫn sự chú ý. Đám Hắc Sắc đeo kính nhìn đêm và nhìn thấy lưng của Khánh Trần từ xa, cẩn thận dò tìm sang đó. Hắc Sắc là một cử chỉ chiến thuật, kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Hoàng Sắc sử dụng hình ảnh nhiệt hiệu suất cao để quét bán kính 3 km, thậm chí cả tán cây cũng không bỏ qua. Hắn lắc đầu với Hắc Sắc, tỏ ý không có ai đang trốn. Hắc Sắc hơi nghi ngờ lúc đầu họ còn lo lắng rằng sẽ có một cuộc phục kích ở đây vì khi quản gia đi ra ngoài để đi tiểu hắn đã đi quá xa xa đến mức nơi đóng quân cũng không thể nghe thấy tiếng kêu rên điều này quá bất thường vì những người lính bình thường sẽ không đi xa đến mức này khi muốn đi vệ sinh cho nên hắc sắc để mắt tới hắn lo lắng khánh trần cùng hà thiết kế nên cái bẫy này muốn nhân đêm khuya tối tăm để cao thủ cấp a tên hà kia đến xử lý bọn họ khi rời doanh trại họ vẫn luôn quan sát hà kim thu bằng hình ảnh nhiệt tầm nhìn ban đêm lo sợ đây là một cái bẫy. Nhưng Hà Kim Thu từ đầu đến cuối không hề di chuyển và hoàn toàn không có ý đi theo hắn. Hắc Sắc thậm chí đã chuẩn bị kế hoạch giết luôn tên Hà. Hắn thấp giọng hỏi, "Hà đang làm gì vậy?" Trong kênh liên lạc có người nhỏ giọng đáp lại, "Hắn đang cởi giày sưởi ấm, không đi đâu cả." Hắc Sắc nhíu mày, họ có thể sống sót sau các cuộc chiến, tất nhiên, nguyên nhân là vì Hắc Sắc luôn hiểu được những đạo lý đối nhân xử thế, nhưng phần lớn là vì hắn đủ thận trọng. Thực ra trong doanh trại do thám của họ có 15 người, giữ lại một tay trong chuyên quan sát tình hình trong trại. Nhưng bây giờ xem ra thực sự không có vấn đề gì. Hắc Sắc ra giấu tay với Hoàng Sắc, lần nữa dùng hệ thống nhiệt quan sát xung quanh đi. Hoàng Sắc sau khi quét xong thì lắc đầu, đã xác nhận, trong vòng 3 km không có gì bất thường, không có dấu hiệu của con người. Hắc Sắc cau mày, hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, rất muốn từ bỏ. Nhưng đâm lao phải theo lao, có lẽ nếu bây giờ hắn từ bỏ cơ hội này. Đêm về sẽ bị quản gia giết chết. Tiếp tục tiến lên. Hắc Sắc thì thầm, Hoàng Sắc, ngươi có nhiệm vụ quan sát tình hình xung quanh, tốc chiến tốc thắng, nếu có cấp A ở đây, chúng ta cũng sẽ giết luôn tên đó. Thực ra, mặt này là sự tự tin lớn nhất của Hắc Sắc, 14 cấp B đều ở đây, cho dù Hà có đến, bọn họ cũng có thể giết luôn một thể. Nhưng đúng lúc này, khi đang quan sát bóng lưng của Khánh Trần, hắn chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Một cựu binh từng trải qua nhiều trận chiến như Hắc Sắc, Đương nhiên sẽ không bỏ qua một chi tiết nhỏ, hắn luôn cảm thấy quản gia có gì đó không đúng, nhưng lại nhất thời không phát hiện ra không đúng chỗ nào. Từ từ, họ đã tiếp cận Khánh Trần trong vòng 50 mét, nếu không phải lo lắng việc Khánh Trần dãy ruộng và la hét thu hút sự chú ý, có lẽ bây giờ họ đã bồi nhào qua giết tên quản gia rồi. Hoàng sắc chỉ chỉ vào cổ tay. Đến lúc này hắc sắc mới nhận ra không ổn chỗ nào, không biết từ bao giờ, trên tay tên quản gia đã mang lên một chuỗi hạt trên cổ tay. Trước đó không hề có đại lục phương tây cũng có phật giáo nhưng phật giáo đã sớm bị các thành viên thần độ ở thành phố hắc thủy đuổi cùng giết tận rồi ngay cả những người tin theo đạo phật cũng chỉ có thể âm thầm hành lễ tại nhà không ngờ tên quản gia này lại là một phật tử hắc sắc cho rằng có vấn đề nhưng lại cho rằng đó không phải là vấn đề lớn ngay sau đó hắn thực hiện một động tác chiến thuật mọi người bắt đầu tăng tốc và tiếp cận về hướng khánh trần nhưng họ vừa bước được hai bước thì chợt nghe thấy có âm thanh vọng ra từ tán cây trên đầu âm thanh giống như có người xuyên qua tán cây cọ vào lá cây làm lá rơi xuống đất nhưng nhẹ như không hề phát ra tiếng động trên mặt đất không ổn có mai phục hắc sắc nhìn hoàng sắc nhưng hoàng sắc lại mờ mịt không hiểu gì vì lúc trước khi hắn quét nhìn hắn thực sự không nhìn thấy gì cả hắc sắc vội xoay người ngay khoảnh khắc hắn xoay người lại đôi chân như cắm rễ vào mặt đất lực của chân truyền đến eo và eo vặn ngược người với tất cả sức mạnh của mình hắn vung con dao găm về phía sau thế nhưng hắn không đụng chúng bất cứ thứ gì hắc sắc quay đầu lại nhìn vừa lúc nhìn thấy ánh trăng rơi thưa thớt và lốm đốm qua tán cây một bóng dáng đen như mực đứng ngay sau lưng hoàng sắc ở sâu trong khu khu cấm kỵ này một bóng người tối đen như mực không có khuôn mặt không có ngũ quan thậm chí không hề giống một con người thực sự rất đáng sợ cẩn thận hắc sắc không quan tâm được nhiều vậy nữa chỉ có thể hét lên nhắc nhở hoàng sắc điều đáng ngạc nhiên là cái bóng không giết ai mà cầm theo chiếc kéo hạ thấp cơ thể và cắt một thứ gì đó trong không khí ngay sau đó bóng đen đó không tiến lên chiến đấu mà biến mất vào trong đêm tối như một bóng ma với tốc độ kinh người như thể nó vốn thuộc về bóng tối và có thể hợp nhất với bóng tối bất cứ lúc nào điều kỳ lạ là thiết bị nhìn ban đêm không thể nhìn thấy nó và hình ảnh nhiệt cũng không thể quét được nó điều này không phải do cái bóng đen không tồn tại mà là do đặc điểm của thiết bị nhìn ban đêm nó bị hạn chế bởi cái bóng đen trong trường hợp bình thường Tất cả các bóng trong thiết bị nhìn đêm hồng ngoại đặc biệt bị mờ, trừ khi có nguồn sáng từ tia hồng ngoại, nếu không sẽ rất khó để nắm bắt được sự tồn tại của cái bóng. Vì vậy, khi tất cả các cao thủ cấp B sử dụng kính nhìn đêm để tìm kiếm cái bóng, họ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen mờ lướt qua nhanh chóng. Vì vậy, tình huống trở thành, đám người hắc sắc mang kính nhìn đêm nhưng không thể nhìn thấy cái bóng đen. Sau khi tháo kính nhìn đêm xuống thì đến con đường cũng không thể nhìn rõ ràng nữa. Loại trận chiến này sao có thể tiếp tục chơi đây? hắc sắc sởn cả tóc gáy hắn không thể hình dung ra làm sao lại có một thứ đồ quỷ quái như vậy trong khu cấm kỵ này chẳng lẽ đó là tài năng chủng tộc của một người khổng lồ nào đó sao hắn nhìn về hướng khánh trần đang đứng nhưng phát hiện nơi đó đã sớm không còn bóng dáng của khánh trần nữa hắn đã đi đâu hắc sắc thấp giọng tức giận hỏi quản ra đi đâu rồi đám người thấy rõ sự sợ hãi trên mặt người kia tất cả bọn họ đều không biết được khánh trần biến mất từ khi nào cũng chính lúc này, cái bóng của Lục Sắc cũng bị cắt đứt, bóng của Hồng Sắc cũng bị cắt âm thanh lách cách lách cách khi hai thanh kéo chạm vào nhau giống như phát ra ngay bên tai họ, nhưng Hắc Sắc và những người khác thậm chí không có khả năng tiêu diệt cái bóng đen đó. Đêm trong khu cấm kỵ thật thích hợp để vật cấm kỵ cắt bóng phát huy tác dụng, thậm chí đến vị trí của nó cũng không nhìn thấy thì sao có thể chiến đấu với nó. Hơn nữa, cắt bóng đã thừa hưởng phách thể mạnh mẽ từ kỵ sĩ cấp A của Khánh Trần, không biết nó nhanh hơn những chiến binh Gen cấp B này biết bao nhiêu lần. Bây giờ trong khu cấm kỵ không chỉ có mỗi khánh trần là cấp A, mà cắt bóng cũng là sự tồn tại có thể treo cổ những chiến binh ghen cùng cấp. Tìm quản gia là trò ma quỷ tên quản gia đó bày ra, hắn không phải cấp C. Hắc sắc hét lên với hoàng sắc, không tìm được bóng đen đó thì dùng ảnh nhiệt để tìm quản gia, bắt giặc phải bắt vua trước. Hoàng sắc dùng ánh nhiệt quan sát xung quanh, nhưng lại phát hiện, trong ảnh nhiệt, bóng dáng màu vỏ quýt của tên quản gia đang ung um dung dựa vào thân cây. Khánh Trần cười nói, này, phía sau các ngươi là gì vậy? hắc sắc đột nhiên quay đầu lại, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng lách cách. Sau đó, bóng người dưới chân vốn dĩ thuộc về chính hắn bất ngờ chậm rãi đứng lên, biến thành một cái bóng mới. Không chỉ có hắn, phía sau những đồng đội khác bị cắt bóng, đều có một bóng đen từ từ đứng lên. Vào lúc này, Khánh Trần với hai cấp A cùng với 14 người đứng bốn gốc, ngươi không phải là quản gia, rốt cuộc ngươi là ai? Hắc sắc vừa chiến đấu với cái bóng của mình, vừa gầm lên trong không khí. Hắn đột nhiên phát hiện ra một sự thật tàn khốc, bất cứ khi nào hắn tấn công bóng đen không những không thể làm đối phương vỡ vụn mà ngược lại sẽ tự nhận lấy nỗi đau trên cơ thể mình hắn chém vào cổ của bóng đen một đau nhưng cổ của chính hắn cũng cảm nhận được nỗi đau rất mạnh kiểu chiến đấu tự mình giết mình này thực sự rất khó giải thực ra bản thân cắt bóng tuy rằng rất mạnh nhưng cũng không đến mức mạnh như vậy cho đến khi nó được khánh trần mang lên vật ngoài tam giới đã được sửa lỗi nó mới ngay lập tức chuyển từ một vật cấm kỵ chiến đấu thông thường thành một thần khí có thể lấy một địch nhiều Đêm nay, trong khu cấm kỵ này, đừng nói là 14 chiến binh gen cấp B, cho dù có đến cả trăm, Khánh Trần vẫn có thể giết họ. Thậm chí còn không cần tự mình ra tay. Hắc sắc không tiếp tục chiến đấu với cái bóng của chính mình nữa, mà điên cuồng chạy đến nơi đóng quân của sư đoàn 3. Phía sau có tiếng đồng đội kêu cứu, nhưng hắc sắc thậm chí không thèm quay đầu lại. Khi chiến binh ghen đối mặt với các bóng đều rất tuyệt vọng, bởi vì sức chiến đấu là như nhau, kỹ năng chiến đấu cũng giống nhau, đánh qua đánh lại cũng không phá được chiêu thức, Cuối cùng chỉ có thể đang sống sờ sờ nhưng mệt đến chết. Nhưng Hắc Sắc thì khác, hắn là một dị năng giả, hắn có nhiều hơn một kỹ năng so với cắt bóng. Dây tiếp theo, sau lưng Hắc Sắc có những sợi dây leo mọc lên từ bùn đất ở những nơi mà hắn đi qua, quấn quanh cái bóng của hắn, làm chậm tốc độ truy đuổi của cái bóng. Tuy nhiên, thay vì quay lại để cứu đồng đội của mình, hắn đã chọn bỏ lại đồng đội và chạy về doanh trại. Hắc Sắc bất giác nhớ đến gương mặt cười của Hà Kim Thu, hắn kiên định phán đoán đây quả nhiên là cục diện của tên Hà và quản gia liên thủ tạo ra. Hai người này chỉ muốn lừa bọn họ ra ngoài để giết chết. Ban đầu hắn cho rằng không có cấp A tên Hà này, quản gia sẽ dễ giết hơn. Giờ hắn mới hiểu quản gia mới là người đáng sợ nhất. Hà, ngươi không được chết dễ dàng đâu. Trong lòng hắc sắc đã cực kỳ căm hận Hà Kim Thu rồi. Thành thật mà nói, lần này Hà Kim Thu thực sự bị oan. Thực sự hắn rất muốn trừ khử tên quản gia kia. Hắn thực sự muốn giết Khánh Trần mà nhưng cuối cùng lại tạo nên cục diện là hắn liên thủ với Khánh Trần. Đây đâu phải là kết quả mà Hà Kim Thu muốn. Vào lúc này, trong khi hắc sắc đang chạy trốn, chỉ cảm thấy ngực nhói lên đau đớn, trong bóng tối, một cánh tay đen xì dùng ngón tay như một con dao, đâm xuyên qua trái tim hắn. Khánh Trần cũng đi tới chỗ hắn, ngồi xổm bên cạnh hắc sắc, có chút u sầu, trong 14 người, chỉ có nhãn cầu của ngươi là hữu dụng, nhưng cũng không thể gửi cho Jindai Kura ngay lập tức, chỉ có thể dùng formalin xử lý xác chết để ngâm trước, không biết liệu Jindai Kura có cần nhãn cầu đã ngâm qua formalin không nữa. Vừa nói, hắn vừa móc ra nhãn cầu của hắc sắc, cho vào một chiếc túi kín rồi cho vào túi của mình. Khánh Trần dùng con rối giật dây để vuốt mắt vật hiến tế là hắc sắc, cũng coi như hắn đã đạt được một ít thu hoạch. Dâu ria của con rối giật dây đã lên đến con số 6, và một nhánh thứ 7 sẽ sớm phát triển, chỉ là tốc độ phát triển ngày càng chậm. Thực ra như này cũng khá tốt, không giống như Trung Vũ, phí sức ở trong thành phố chỉ để giết những linh mục cấp B, lúc nào cũng bị các bán thần khác truy đuổi vào giữa đêm còn hắn lại còn có người tự nguyện dâng cái chết đến sau khi giết xong cũng không để lại hậu quả gì to lớn trong doanh trại hà kim thu ngồi bên đống lửa và chờ đợi giữ bằng chứng ngoại phạm của mình hắn biết ngũ công chúa hẳn đã dặn dò quản gia theo dõi mình lúc này quản gia đã chết hắn phải giải tỏa mối nghi ngờ rồi mới có thể tiếp tục đến chỗ ngũ công chúa để tìm kiếm công nghệ mà hắn muốn sau khi tính toán thời gian hà kim thu đột nhiên đứng lên nói quản gia sao còn chưa trở về người đâu cùng ta đi tìm quản gia nói xong hắn liền dẫn các cao thủ từ doanh trại do thám đi sâu vào khu cấm kỵ hắn lao nhanh đến mức mở ra một khoảng cách khá xa với các cao thủ cấp b phía sau theo kế hoạch hắn sẽ tìm đám người hắc sắc trở về sau khi giết người sau đó giết tất cả họ bằng những thủ đoạn bạo lực nhất đồng thời đổ tội giết quản gia lên những người này bằng cách đó không ai có thể biết hắn đã từng âm mưu những gì với hắc sắc còn tên tay trong do hắc sắc để lại trong doanh trại thì lại quá dễ giải quyết. Hắc sắc cảm thấy hắn đã rất thận trọng rồi, nhưng gặp phải hai tên Hà Kim Thu và Khánh Trần này, đúng là phải nói đáng đời hắn, dù đêm nay hắn có giết được quản gia hay không, hắn đều phải chết. Kết cục ngay từ ban đầu đã được định sẵn. Nhưng trước khi Hà Kim Thu bước vào khu cấm kỵ, hắn đã thấy Khánh Trần từ từ bước ra từ bóng tối. Hà Kim Thu cao mày. Cái quái gì vậy? Tại sao người quay lại lại là tên quản gia này? 14 người các ngươi đi giết một người, kết quả lại bị tấn công ngược lại. Các ngươi còn có thể ăn hại hơn nữa không? Hà Kim thu nhíu mày nguy hiểm, điều này chứng tỏ tên quản gia hẳn không đơn giản như vẻ bề ngoài mà hắn thể hiện. Người có thể giết chết 14 cấp B có thể đơn giản được sao? Giết không? Dứt khoát giết luôn người chủ chốt bên cạnh hầu tước bôn tân đi, còn về bằng chứng vương triều người khổng lồ sắp xuất hiện rồi, đến lúc đó tất cả nhân chứng và nghi phạm đều có thể đẩy sang vương triều người khổng lồ. Tuy nhiên, Hà Kim Thu lại đột nhiên do dự, bởi vì một người có thể giết chết 14 cao thủ cấp B, cho dù giết được, hắn cũng sẽ bị trọng thương. Nếu quản gia này thật sự ẩn chứa thực lực, nghĩa là tên quản gia hẳn rất kinh người, dù là cấp A cũng là cấp A tuyệt đỉnh nhất. Ông chủ Hà không dám đảm bảo có thể nắm chắc phần thắng. Một người muốn bảo vệ Bôn Tơn, một người muốn giết Bôn Tơn, hai tên ngốc mang ý đồ xấu riêng này, đột nhiên bế tắc. Khánh Trần mỉm cười hỏi Hà Kim Thu, Hà, người đang lo lắng cho ta sao? Hà Kim Thu cũng cười, đúng đấy, ngươi đi lâu như vậy, không thể tránh khỏi có chút lo lắng, ta là vệ sĩ của ngươi, cho nên đến đây xem sao ngươi không sao thì tốt. Khánh Trần đột nhiên hét lên với những người phía sau Hà Kim Thu, nhiều người từ doanh trại đến đây như vậy, đều là để tìm ta sao. Những cao thủ cấp B đó im lặng nhìn Khánh Trần và Hà Kim Thu, một lúc lâu cũng không biết phải nói gì. Hà Kim Thu hỏi, đúng rồi, trong doanh trại còn mất tích hơn 10 người nữa, có vẻ là tiểu đội xích huyết của hầu tước Kennedy. Ngươi có nhìn thấy họ không? Không có, họ mất tích rồi sao, liệu họ có phải là lính đào ngũ không? Khánh Trần sững sờ hỏi. Mọi người đưa mắt nhìn. Nhau, lính đào ngũ ở vương quốc Roosevelt sẽ bị chu di tam tộc, sẽ không ai dễ dàng làm lính đào ngũ. Vì vậy tiểu đội xích huyết bây giờ vẫn chưa xuất hiện, khả năng cao là có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Nhưng họ đã đi đâu? Đúng lúc này, ngay tại nơi đóng quân của sư đoàn 3 xảy ra một tiếng nổ cực lớn, còn có tiếng gầm thét của những người khổng lồ và cả tiếng than khóc của binh lính loài người người khổng lồ người khổng lồ thực sự đã đến tấn công đội quân bia đỡ đạn của họ mọi người đột nhiên nhìn về phía doanh trại khánh trần hét lên không ổn vương triều người khổng lồ đang tấn công bảo vệ hầu tước bôn tơn hắn mà chết tất cả chúng ta đều phải chôn cùng hắn mau đi bảo vệ hầu tước bôn tơn ai chết mặc kệ riêng ngài ấy không thể chết sau tiếng gầm này các cao thủ cấp b cũng lo lắng theo chủ quản trong quân đội mà chết thì những người khác cũng phải bồi táng cùng với hắn một nhóm người vội vàng chạy lại, Khánh Trần đi ngang qua Hà Kim Thu, hắn thấy Hà Kim Thu đứng bất động như đang suy nghĩ điều gì. Khánh Trần quay lại, nở nụ cười hỏi, "Ông chủ Hà, là ngươi muốn giết ta đúng không? Con dao ngươi mượn hơi rốt đấy." Hà Kim Thu cũng mỉm cười. Cách xưng hô ông chủ Hà này đã lâu lắm không xuất hiện, lại còn được nói bằng tiếng Trung Quốc. Cho nên khi ba chữ này thốt ra từ miệng của quản gia, Hà Kim Thu lập tức đoán được thân phận của người quản gia trước mặt. Âm thầm giết 14 cấp B, danh phận là Đại Lục Phương Đông còn có thể dịch dung khi những yếu tố này được kết hợp với nhau chỉ còn lại một câu trả lời khánh trần hà kim thu vừa cười vừa mắng diễn rất giỏi đấy nhóc còn lừa ta làm côn đồ thay cho ngươi không thẳng thắn thân phận ngay từ đầu là còn đề phòng ta sao khánh trần ngượng ngùng cười không phải chỉ là ngũ công chúa đang trên phi thuyền trên không cũng không biết có đặt máy nghe lén gì không nên không thể nói lung tung được lúc này hắn cũng không thể tiếp tục giả vờ nữa còn giả vờ nữa mọi người sẽ tàn sát lẫn nhau mất Mất công ta lên kế hoạch, ta vốn định giết hầu tước Bolton, kết quả lại bị ngươi cứu được. Hà Kim thu cảm khái nói: Có điều nếu ngươi xuất hiện bên cạnh hắn, những gì đã xảy ra với hắn cũng có thể được giải thích rồi. Nhưng tại sao ngươi lại muốn bảo vệ Bolton? Ta muốn thông qua hắn bước vào cốt lõi của vương quốc Roosevelt và nhận được sự tin tưởng của hắn. Không biết ông chủ Hà muốn lấy gì từ mũ công chúa vậy? Có lẽ ta có thể giúp được một chút. Khánh Trần thử thăm dò hỏi công nghệ để cùng tồn tại với bệnh ung thư. Hà Kim Thu ngạc nhiên, người biết bí ẩn của thần, cũng đã bước vào thế giới đa nguyên số một của thế giới siêu đạo. Khánh Trần sững sờ một lúc, hóa ra Hà Kim Thu có được bí ẩn thành thần từ thế giới siêu đạo, vậy nên thần Minh Nhâm Tiểu Túc thật sự đã để lại một bí mật ở đó, và được ông chủ Hà tìm ra, Khánh Trần nói, ta đã tìm thấy công nghệ cùng tồn tại với căn bệnh ung thư trong căn cứ bí mật của hòa chủng, chỉ cần cho ta thời gian một năm, các nhà khoa học ở thành phố số 10 nhất định sẽ chế tạo ra được. Hà Kim Thu im lặng một lúc lâu, ta không có nhiều thời gian như vậy, trong tay ngũ công chúa có sẵn, ta nhất định phải lấy được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy ta sẽ thử qua bôn tơn. Khánh Trần hỏi. Đó cũng là một cách, đối với những người không biết, thứ này chỉ là một công nghệ thất bại, không có tầm quan trọng đến vậy. Nếu bôn tơn yêu cầu, ngũ công chúa có lẽ sẽ đưa. Hà Kim Thu nói. Được rồi, ta thử xem sao. Khánh Trần nói. Cảm ơn. Hà Kim Thu thở vào nhẹ nhõm, nhưng hắn lại nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, xoay người chạy về phía doanh trại. Cứu người mau. Hắn còn tự mình làm dấu để dẫn dụ vương triều người khổng lồ đến giết bôn tơn, nhưng bây giờ tên bôn tơn này không thể chết được. Khánh Trần vui vẻ nhìn bóng lưng ông chủ Hà, không phải bây giờ vẫn là một tên côn đồ sao? Hà Kim Thu cũng là bị Khánh Trần làm cho tức nghẹn thôi, nói xem thằng nhóc này tại sao lại nói thẳng thân phận chứ, thì ra đó chính là làm dấu với hắn, ra hiệu cho hắn, sau đó để hắn dễ bề phối hợp cùng tên nhóc đó bảo vệ mạng sống cho bôn bây giờ hắn còn phải làm côn đồ thay cho thằng nhóc này lúc này hàng trăm người khổng lồ đột nhiên xuất hiện sư đoàn 3 đã hoàn toàn bị phân tán chúng lao tới chạy lui như mãnh thú thi triển tài năng chủng tộc của mình còn hầu tước bôn vẫn đeo kính giả lập ngồi trong xe có phòng ừm tâm trạng của xác chết rất ổn định một phút sau xác chết cuối cùng cũng bị quấy giày bởi một tiếng động lớn xác chết tháo kính giả lập xuống Sát chết lập tức kinh hoàng trong khu cấm kỵ tối tăm một nhóm người liều mạng chạy lại người nói coi người che giấu làm cái gì sớm thành thật thân phận của mình với ta thì đâu ra nhiều sát thương như vậy hà kim thu vừa chạy vừa nói nếu khánh trần tiết lộ danh tính của mình sớm hơn hắn chẳng việc gì phải dụ những người khổng lồ đến đây cũng sẽ không dẫn hơn 200 chiến binh ghen đến tìm khánh trần giúp vương triều người khổng lồ điệu hổ ly sơn giờ thì hay rồi những người khổng lồ ban đầu vì chuyện ở căn cứ tiền đồn đã bắt đầu nghi ngờ động cơ của hắn. Lần này, đích thân hắn đến để ngăn chặn đối phương giết Bolton, sợ rằng chút niềm tin cuối cùng sẽ mất đi. Mối liên kết và sự tin tưởng giữa Hà Kim Thu và vương triều người khổng khó khăn lắm mới gây dựng lên được. Giờ thì hay rồi, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác bởi vì bôn tơn buộc phải sống. Khánh Trần cười nói, sự bình tĩnh và ung dung của ông chủ Hà đi đâu mất rồi. Ta có cách giải quyết đây. Hả? Hà. Hà Kim Thu nhìn Khánh Trần. Nhưng mà, trước hết không cần biết tên này có cách gì, lời nói của đối phương đã nhắc nhở hắn một câu. Bởi vì sinh mệnh của hắn sắp kết thúc, tâm lý của hắn cũng bắt đầu dần dần mất cân bằng, không còn bình tĩnh như trước nữa. Hà Kim Thu thở dài trong lòng, quả nhiên khi đối mặt với sự sống và cái chết, hắn không thể bình tĩnh được. Suy nghĩ một chút, hắn nói, theo kế hoạch của ngươi đi. Hầu tước Bôn Tơn đang ngồi trong xe có phòng, nhìn xuyên qua mô hình ba chiều trong xe, Hắn nhìn hàng trăm người khổng lồ đang hoành hành bên ngoài, miệng bọn chúng từ từ há ra. Trong mô hình ba chiều đó, những người khổng lồ trong toàn doanh trại sư đoàn ba chạy quanh trong chiếc quần thô và thỉnh thoảng họ sẽ xác một người nào đó chơi đùa. Hầu Tước Bonten ngồi xem cảnh này như thể hắn đang xem một bộ phim kinh dị. Giống như việc thức dậy vào nửa đêm để đi vệ sinh, đi từ phòng ngủ qua phòng khách và sau đó phát hiện ra rằng có hàng trăm con ma trong phòng khách đang âm mưu giết người. Loại cảm giác này quá khó chịu lập tức lấn át cả niềm vui cùng người nhà đi luyện cấp của hắn. Cái quái gì thế này? Sư trưởng sư đoàn 3 như hắn mới nhậm chức ngày đầu tiên, sư đoàn 3 đã sắp mất rồi sao? Khoan đã, quản gia đâu, tên hà kia đâu? Hầu tước bôn tơn hoang mang lo sợ, và phản ứng đầu tiên của hắn là yêu cầu quản gia tìm cách cứu hắn. Thế nhưng cả quản gia và hà đều không thấy bóng dáng đâu. Hai người này đã vứt lại hắn mà chạy trốn sao? Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một tên khổng lồ có mái tóc bông xù ném một tên lính vào, trong tán cây, rồi chậm rãi nhìn về phía xe có phòng nơi hắn đang ở. Người khổng lồ từ từ đi về phía xe có phòng, đôi mắt của đối phương như thể đang nhìn vào một con hào sống. Sau đó đập dập con hào đang sống sờ sờ này, lấy phần thịt bên trong da và ăn lấy ăn để. Bôn tơn dùng mình, chết rồi, vợ ta phải làm quá phụ rồi. Hắn lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho vợ, điện thoại được kết nối, giọng nói dịu dàng của ngũ công chúa cất tiếng hỏi. Sao thế anh yêu? Bôn tơn, vợ à, trong lòng ta, nàng thuần khiết và hoàn mỹ như cát trắng trên bãi biển Báp Ư Đô. Trong cuộc đời ta, nàng như suối trong núi ở Ma Chơ Quản Gia. Ngũ công chúa sững sở trong giây lát, cái gì mà lộn xà lộn xộn vậy, ở núi Ma Chơ làm gì có Quản Gia? Núi Ma Chơ không có, nhưng chỗ ta có. Bồn tơn phấn khởi, Quản Gia dẫn theo hà đến rồi, và cả rất nhiều người đang đến cứu ta. Ngũ công chúa, đang nửa đêm ngươi. Liên lạc đột nhiên bị cắt đứt. Ngũ công chúa cũng mơ hồ theo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không đúng, Bolton đang gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, sự xuất hiện của tiểu đoàn trinh sát đã thu hút sự chú ý của những người khổng lồ. Người khổng lồ muốn phá bỏ chiếc xe có phòng kia vỗ vỗ vào ngực, hô hoán gọi cho tộc của mình. Tuy nhiên, trước khi hắn sẵn sàng chiến đấu, Hà Kim Thu đã xuất hiện trước mặt hắn như một bóng ma, đấm vào đầu gối của đối thủ bằng một nắm đấm. Người khổng lồ bị đau, đầu gối của hắn bị trẹo bất thường, không chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể. Bên kia, có một người khổng lồ thi triển thiên phú của chủng tộc hắn, không ngờ lại có sấm sét cuồn cuộn khuấy động trong cơ thể, tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc. Chỉ thấy người khổng lồ tung ra một cú đấm như dãy núi vung về phía Hà Kim Thu, còn Hà Kim Thu thì tung người nhảy lên, một cước đá vào nắm đấm đó của Thụy, và đánh bay người khổng lồ tên Thụy ra hơn 10 mét. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông chủ Hà Nội danh đã lâu ở đại lục phương Đông lấy một địch hai, nhưng đã chiếm được thế thượng phong, hoàn toàn làm tan rã gã khổng lồ đứng bên cạnh xe có phòng trong tư thế nghiền nát. Dưới ngọn lửa đang chập chờn, biểu cảm của Hà Kim Thu hơi bệnh hoạn, nhưng sắc bén như dao. Đây vẫn là Hà Kim Thu còn chưa sử dụng thanh ngọc tâm kiếm, trong trạng thái đuổi tận giết tuyệt, nếu dùng hết sức mạnh của thanh ngọc tâm kiếm, e rằng rất nhiều người khổng lồ sẽ bị giết ngay lập tức. Phía sau Hà Kim Thu là hơn 200 chiến binh gen cấp B với những người khổng lồ đang ảo ạt lao vào chiến đấu, với nhau. Trong khoảnh khắc hai bên va chạm với nhau, cảnh tượng người khổng lồ tàn phá doanh trại sư đoàn 3 bỗng nhất thời dừng lại. Ban đầu người khổng lồ nghĩ rằng đám người này cũng không đỡ nổi một đòn như quân đội bia đỡ đạn kia, dù sao thì bia đỡ đạn của sư đoàn 3 đều như nhau, đều được dùng để chết thay. Kết quả điều khiến họ ngạc nhiên là 200 con người này hoàn toàn khác với bia đỡ đạn, mỗi người trong số họ đều có thân thủ mạnh mẽ đến khó tin, sức mạnh cũng mạnh đến bất ngờ, thậm chí còn có thể bắt được nắm đấm của người khổng lồ. Những người khổng lồ đang lao tới đều sững sờ trong giây lát, không đúng rồi, đây vẫn là đội quân bia đỡ đạn trong truyền thuyết sao? sao hai ngày hôm nay chuyện gì cũng không thuận lợi cả vậy, xâm lược căn cứ tiền đồn số 9, kết quả gặp phải sự cố. Bây giờ đến giết chết sư trưởng của sư đoàn 3 cũng gặp phải biến cố. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề, sư đoàn 3 sao lại có nhiều cao thủ ẩn thân như vậy? Là cạm bẫy sao? Dần dần, trên người một số chiến binh ghen mọc ra những sợi lông tơ màu đen dày đặc, thậm chí trên chân còn có sước măng rô đâm rách cả quần. Tiến trình ghen dị biến càng phi nhân loại, sức chiến đấu của chiến binh ghen sẽ càng hung mãnh thậm chí nhảy đến điểm giới hạn từ cấp b lên đến cấp đại lục phương tây vẫn luôn trong tình trạng lạm dụng thuốc biến đổi gen nô lệ dưới đáy dân tự do căn bản không quan tâm thuốc biến đổi gen có chỗ thiếu sót nào không vì vậy từng lô thuốc biến đổi gen không đủ tiêu chuẩn bị tuồn vào thị trường nhưng vẫn có xu hướng hàng ngàn người đổ đi mua có người thậm chí còn hoàn toàn biến thành thú trong quá trình đột biến gen hai bên giao thủ vài phút tức khắc hàng chục người khổng lồ do không kịp đề phòng mà bị thương may mà thực lực của người khổng lồ cũng mạnh bằng không không biết có bao nhiêu tộc nhân sẽ hy sinh ở đây. Cuồng phong ở phía đằng xa trông thấy cảnh này, rồi lại thấy được hà kim thu trong đám đông thì phùng màng trợn má vì phẫn nộ. Hắn hít sâu một hơi, ngọn lửa xung quanh chui vào miệng hắn như rồng cuộn, đồng thời một ngọn giáo lửa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Phong! Giết! Hắn dồn sức vung tay ném, ngọn giáo lửa kia bay nhanh, xuyên qua bốn chiến sĩ gen cấp B, lao đến trước mặt Hà Kim Thu. Hà Kim Thu nghiêng người, ngọn giáo lửa sượt qua chóp mũi hắn cắm vào thân cây sau lưng, tóc hắn xoăn lại vì nhiệt độ cao. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa cực lớn bao phủ đại thụ, tán cây cũng biến thành bó đuốc giữa đêm tối. Phong, ngươi phản bội bọn ta. Hà Kim Thu im lặng, thế là hiệp ước đồng minh giữa hắn và người khổng lồ vô hiệu, nhưng hắn không thể không cứu bôn tơn. Ở đây quá nhiều người, hắn không có cách nào giải thích nguyên do với cùng phong. Không có đường lui. Đã đến nửa đêm, Hà Kim Thu giơ tay phải lên, búng nhẹ ngón tay chín thanh thanh ngọc tâm kiếm cả thảy bay ra theo đầu ngón trỏ thanh ngọc tâm kiếm sắc bén bay nhanh trong nơi trú đóng xuyên qua cơ thể của từng người khổng lồ đâm thủng bắp đùi gần cốt của họ trong đội quân người khổng lồ ngoại trừ cuồng phong tất cả người khổng lồ khác đều có thực lực cấp b họ không cần tiêm thuốc biến đổi gen không cần tu luyện chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ là đã cực kỳ hung mãnh hơn nữa còn có khả năng thức tỉnh thiên phú chủng tộc người khổng lồ thoát ra khỏi trạng thái không kịp phòng bị ban đầu và khôi phục tinh thần, lập tức đánh cho chiến sĩ ghen phải tháo chạy. Nhưng họ gặp phải Hà Kim Thu, cao thủ số 1 số 2 ở thế giới ngoài. Chín thanh thanh ngọc tâm kiếm ẩn hiện khôn lường. Có người khổng lồ định bắt một thanh kiếm bằng tay không, nhưng lưỡi kiếm sắc bén gọt luôn bàn tay của người khổng lồ kia. Khánh Trần thầm giật mình, lúc này ông chủ Hà cực kỳ tàn nhẫn, để thủ tín với ngũ công chúa và hầu tước Bôn Tơn. Hắn không hề nể mặt đồng minh cũ chút nào, thậm chí khánh trần hơi hối hận nói cho đối phương biết thân phận của mình khi kiểu người tàn nhẫn này bắt đầu bất chấp mọi thủ đoạn quả thật là đáng sợ hơn nữa nhìn thấy cảnh ấy là khánh trần hiểu ngay chắc chắn ngũ công chúa cũng biết thân phận thật của hà kim thu bằng không ông chủ hà tuyệt đối sẽ không bại lộ năng lực của mình trước mặt bao người như thế này ngũ công chúa biết hắn là người du hành thời gian của thế giới ngoài biết hắn là thủ lĩnh của tổ chức cửu châu vậy thì ông chủ hà lấy cái gì làm minh chứng nhập hội mới đạt được cơ hội hợp tác với ngũ công chúa khánh trần không suy nghĩ nữa hắn định đích thân đi hỏi có lúc hắn cảm thấy tò mò theo miêu tả của trịnh viễn đông ông chủ hà từng là một con người nhiệt huyết hăng hái giống như mặt trời lan tỏa năng lượng cho đồng đội bên cạnh mình rốt cuộc đối phương đã trải qua những gì mới biến thành dáng vẻ hiện nay khánh trần không nghĩ ra được có lẽ trịnh viễn đông biết câu trả lời hiện tại một mình hà kim thu phối hợp với chiến sĩ ghen áp chế cả chiến trường khánh trần mở nắp xe bánh xích ra nhìn hầu tước bôn tơn đang run bẩn bật bên trong hầu tước đại nhân, sư đoàn ba bị tấn công, bọn ta đến cứu ngươi. Hầu tước bôn tơn lúng cuống bò ra ngoài, nước mắt giàn ruộng, quản ra, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, may có ngươi ở đây bằng không vợ ta thành quả phụ mất. Còn cả hà, hà thật là lợi hại. Các ngươi là ân nhân cứu mạng, của ta. Hắn không biết rằng đám người khổng lồ kia là do hai người này dẫn đến đây. Khánh Trần an ủi, thế công của người khổng lồ tạm thời đã bị chặn lại. Bôn tơn nhìn chiến trường, kích động nói, lúc trước ngươi điều những cao thủ này đến, vợ ta còn nói ngươi gây thủ chuốc oán cho ta, bây giờ nghĩ lại nếu không có họ thì ta đã chết ở đây rồi. Không bàn đến cái khác, hơn 200 chiến sĩ ghen chắc chắn lập được công lớn, nếu không Khánh Trần và Hà Kim Thu gặp phải mấy trăm người khổng lồ, cũng chỉ có nước chạy trốn. Cuồng phong gầm lên, phong, rút lui, dẫn tộc nhân đi, ta yểm hộ. Ngay sau đó, tóc của cuồng phong cũng bốc cháy, hai mắt hắn đỏ bừng, như có nham thạch nóng chảy trong đó, đỉnh đầu hắn bùng lên ngọn lửa hừng hực, người khổng lồ to như quả núi phong từng ngọn giáo lửa một, biến khu rừng cấm kỵ tối tăm thành biển lửa. Nếu trước kia khi nhìn thấy Đinh Đông Khánh Trần, ngỡ rằng mình gặp được người khổng lồ khoa phụ trong thần thoại, vậy thì bây giờ hắn cảm thấy cuồng phong hệt như hỏa thần trúc dung, giống như đang chiến đấu với thần linh. Ngay cả Hà Kim Thu cũng phải tạm thời né tránh, nhưng đáng tiếc trạng thái này của cuồng phong không duy trì lâu khi người khổng lồ khiêng tộc nhân chui vào khu rừng cấm kỵ hắn lập tức khống chế ngọn lửa trên cơ thể yếu bớt rồi quay người rút lui khánh trần quát tiểu đội trinh sát tiếp tục đi theo ta truy kích quân địch đã đến lúc kiến công lập nghiệp các chiến sĩ ghen phấn khởi hiện tại đám người khổng lồ bị hà kim thu đánh trọng thương thậm chí một người phải khiêng hai đồng bạn trốn thoát cho nên chạy không nhanh bây giờ không đuổi theo chém giết còn chờ gì nữa giết một người khổng lồ có thể thăng liền ba cấp bậc chưa biết chừng sau đêm nay sư đoàn ba sẽ xuất hiện vài năm tước. Chiến sĩ ghen theo đại quản gia xung trận, chẳng qua mọi người đuổi theo không biết bao lâu thì đột nhiên phát hiện, quản gia nghe nói là cấp C từ đầu đến cuối luôn chạy trước họ. Hơn nữa khi họ sắp đuổi kịp người khổng lồ, quản gia thình lình quay người lại, nở nụ cười quái đản đồng thời đeo một chiếc vòng tay Phật châu lên. Sau lưng các chiến sĩ ghen, một bóng đen cầm kéo cắt xoèn xoẹt từng cái bóng của họ, cách hơn một trăm mét phía trước. Cuồng phong đã kiệt sức hắn gần như cho rằng mình phải hy sinh vì vương triều Cuồng phong nhìn bóng lưng tộc nhân dần đi xa nhủ thầm có thể yểm hộ tộc nhân rút lui cũng coi như không uổng công mình chỉ huy họ nam trinh bắc chiến nghĩ đến đây Cuồng phong bỗng quay mình định bụng tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh để ngăn cản chiến sĩ ghen loài người nhưng ngay khi quay đầu lại hắn ngạc nhiên phát hiện những chiến sĩ ghen kia đang chiến đấu với một đám bóng đen hơn nữa tình thế nghiêng hẳn về một phía phe còn lại bị áp đảo hoàn toàn cuồng phong co mày nhìn khánh trần giờ khắc này khánh trần đứng trong khu rừng cấm kỵ ở rìa chiến trường hỗn loạn bình tĩnh và thong dong như thể hắn là nhân vật chính của thế giới này khánh trần quay sang nói với cuồng phong một cách nghiêm túc hà đã làm phản ta đến cứu các ngươi cuồng phong sửng sốt phong ngươi cũng là quân nổi dậy ngươi cũng là người phe ta khánh trần gật đầu nói đúng vậy hôm nay ta cũng mới phát hiện hà làm phản may mà ta ẩn nấp ở đây bằng không các ngươi gặp nguy hiểm rồi cuồng phong ngơ ngác nghĩ thầm thế này đúng là chuyển biến bất ngờ nhưng nhân loại này nói đúng nếu không nhờ có đối phương thì mình sẽ chết ở đây thật và cũng không biết sẽ có bao nhiêu tộc nhân phải hy sinh khoan hình như có gì đó sai sai cuồng phong nhíu mày phong ngươi có thể nghe hiểu ngôn ngữ của người khổng lồ ngươi là ai khánh trần nói ta từng nhận được một món quà từ một người khổng lồ hắn cho ta một thứ trái cây màu đỏ giúp ta hiểu được ngôn ngữ của các ngươi cuồng phong sợ đến mức nói tiếng người thì ra ngươi biết nhà tiên tri trong tộc người khổng lồ trái cây màu đỏ đó do nhà tiên tri quản lý chỉ có nhân loại chứng minh được tình hữu nghị với tộc người khổng lồ mới được tặng một quả đây là người một nhà thật ư cuồng phong thầm kinh hãi bởi vì chuyện này còn liên quan đến một bí mật của tộc người khổng lồ cuồng phong mờ mịt tối hôm nay trong vòng một tiếng đồng hồ đã xảy ra quá nhiều chuyện đầu tiên là người khổng lồ bị hà mà mình tin tưởng phản bội sau đó một nhân loại xuất hiện giúp họ thoát khỏi khốn cảnh Người này không chỉ có được thực lực mạnh mẽ mà còn hiểu ngôn ngữ của họ. Đầu óc của Cuồng Phong đã chết máy, bởi vì lượng tin tức quá nhiều. Chuyện này liên quan đến nhà tiên tri của tộc người khổng lồ. Ngôn ngữ của người khổng lồ là ngôn ngữ khó hiểu nhất trên thế giới, không có thứ tiếng nào khó hơn hoặc khó bằng. Người còn có thể tìm được một vài quy luật trong những ngôn ngữ khác, nhưng ngôn ngữ của người khổng lồ lại không có quy luật gì cả, hết thảy là nhờ sự cảm ứng tâm linh. Đô Đô, tạp sát phong, kha kha, hề hề hề, hơ, những cách phát âm này không hề có tính. Lố dích, người khổng lồ dù chỉ nói một chữ cũng có thể biệt đạt vô vàn ý nghĩa. Đồng thời, tộc người khổng lồ cũng nhận ra ưu thế chủng tộc này, chỉ cần nhân loại không hiểu ngôn ngữ người khổng lồ, thì khó có thể tìm ra bí mật của họ. Dù người khổng lồ lớn tiếng lên kế hoạch ngay trước mặt nhân loại, thì cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ bí mật. Cuồng Phong nhìn Khánh Trần, nói với giọng nghiêm túc, người nói mình là bạn của nhà tiên tri ngay từ đầu có phải hơn không? chúng ta tuyệt đối tin tưởng bạn của nhà tiên tri nhà tiên tri khánh trần khó hiểu hỏi thậm chí hắn còn chưa từng nghe nói đến việc tộc người khổng lồ còn có nhà tiên tri trên mạng của vương quốc roosevelt cuồng phong gật đầu nhà tiên tri đó là sự tồn tại tối cao của người khổng lồ bọn ta nhà tiên tri nhiều đời dẫn dắt bọn ta sống sót dưới cái bóng của vương quốc roosevelt bằng không bọn ta đã biến mất từ lâu rồi trái cây ngươi ăn chỉ có nhà tiên tri mới có cho nên ngươi nhất định là bạn của nhà tiên tri ở vương triều người khổng lồ, vua là người quản lý thực tế của vương quốc. Nhưng ai có thể lên làm vua lại là do nhà tiên tri lựa chọn. Vì vậy tuy bình thường nhà tiên tri không nhúng tay vào việc quản lý, nhưng lại có địa vị cao quý. Nhà tiên tri là lãnh tụ tinh thần của người khổng lồ. Khoảng thời gian đầu, khi khu rừng cấm kỵ còn chưa nối liền thành một vùng rộng lớn, vương quốc Roosevelt hoàn toàn nghiền ép tộc người khổng lồ, công nghệ và vũ khí tiên tiến của nhân loại khiến tộc người khổng lồ không có cơ hội nghỉ xả hơi. Hơn 200 năm trước, thiên phú chủng tộc nhà tiên tri ra đời. Nhà tiên tri đầu tiên của người khổng lồ dẫn tộc nhân đi lánh nạn, thường dùng năng lực của mình tìm kiếm cơ may và tránh né tai họa, cuối cùng chống chọi được đến 81 năm trước khu rừng cấm kỵ hình thành. Khi ấy, lời tiên đoán đầu tiên của nhà tiên tri đầu tiên là, người khổng lồ vĩ đại cần tạm thời nhẫn nại, khi rừng rậm nối nhau thành biển cả xanh lá, thế giới sẽ xuất hiện quy tắc mới. Ở đó, người khổng lồ xây dựng quê hương, chờ đợi thế giới hồi sinh. Trên thực tế, nếu không có nhà tiên tri này thì chỉ e tộc người khổng lồ đã chết sạch về sau để giữ gìn bí mật của tộc người khổng lồ nhà tiên tri ấy yêu cầu tất cả người khổng lồ giao trái cây màu đỏ như hắn bảo quản không cho phép người khổng lồ tự mình tặng nó cho con người thậm chí không thể nói bí mật về trái cây màu đỏ cho nhân loại nhà tiên tri mang theo người khổng lồ đi khắp khu rừng cấm kỵ phá hủy toàn bộ đại thụ có trái cây màu đỏ chỉ để lại một cây trồng trong vương đình của tộc người khổng lồ tại nhà cũ của nhà tiên tri từ đó về sau, không còn trái cây màu đỏ nào xuất hiện bên ngoài nữa, tất cả đều do dòng dõi nhà tiên tri nắm giữ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ có số ít nhân loại được nhà tiên tri xem như bạn bè mới được tặng một quả. Nhưng Khánh Trần cảm thấy, nhất định cuồng phong hiểu lầm gì rồi. Rốt cuộc trái cây là do Đinh Đông đưa tặng, mà Đinh Đông chắc chắn chưa từng vượt biển đi đến đại lục phía Tây. Khánh Trần còn định giả vờ mình là bạn của nhà tiên tri thật, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng bị vạch trần đối phương trở về hỏi nhà tiên tri là biết ngay thậm chí không cần hỏi nhà tiên tri trong tộc người khổng lồ cũng sẽ có người có được thiên phú tâm linh cảm ứng ví dụ như đinh đông nói dối trước mặt người khổng lồ có thiên phú này chẳng có ý nghĩa gì cả khánh trần giải thích ta đến từ bờ bên kia của cấm đoạn tri hải trái cây cũng là do một người bạn thuộc tộc người khổng lồ cho ta hắn không phải nhà tiên tri của các ngươi hắn tên là đinh đông vẻ mặt của cuồng phong lại thay đổi trong đầu hắn lời tiên đoán vĩ đại mà nhà tiên tri đầu tiên đưa ra dường như ngày càng rõ ràng hơn hắn lẩm bẩm phong một ngày nào đó một người bạn của người khổng lồ sẽ đến từ nơi tận cùng của biển cả người bạn ấy khống chế sấm sét màu vàng kim ẩn sâu trong con ngươi hắn là tín ngưỡng trên đỉnh núi là sinh linh trong sóng biển là chim ưng trên bầu trời hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta sẽ thắp lên ánh lửa mới cho tộc người khổng lồ mở ra kỷ nguyên mới hắn sẽ cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ ải chỉ dẫn cho chúng ta con đường phía trước giờ khắc này cuồng phong chỉ nói một chữ nhưng tính chất đặc biệt trong ngôn ngữ của tộc người khổng lồ lại như dẫn khánh trần đến căn phòng đá nơi nhà tiên tri cư ngụ nhà tiên tri đầu tiên sắp đi đến tận cùng sự sống dùng ngọn lửa sinh mệnh để tiên đoán lần cuối khánh trần im lặng trong lời tiên đoán này dường như mỗi từ mỗi chữ đều nhằm vào hắn thậm chí hắn cảm thấy có người bắt tay với tộc người khổng lồ chơi hắn khánh trần thở dài thật hay giả thế. Nói xong, hắn xòe bàn tay ra trước mặt cuồng phong, hồ quang điện màu vàng nhảy nhót trong lòng bàn tay, tựa như tinh linh vỗ cánh giữa màn đêm. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn cuồng phong, sắc vàng kim ong ánh nằm sâu trong, đôi mắt hắn rung động tâm can, như cất dấu lôi tương. Hết thảy đều hiện ra ngay trước mắt như trong lời tiên đoán. Cuồng phong khóc. Đó không phải là biện pháp tu từ cường điệu, cuồng phong thật sự cảm động đến mức bật khóc. Hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Khánh Trần. Bạn à, sao bây giờ ngươi mới đến những năm qua bọn ta sống khổ lắm đấy khánh trần có thể đừng xúc động vậy được không thật ra khánh trần từng tiếp xúc với đinh đông cho nên cũng biết người khổng lồ tuy trông thô kệch tục tằng nhưng tình cảm không giống nhân loại họ chất phác hơn nhưng mới nửa tiếng trước cuồng phong còn xé người để chơi bây giờ lại gào khóc nói muốn làm bạn với hắn cuồng phong nói phong bạn của ta đi với ta tộc người khổng lồ cần ngươi khánh trần dở khóc dở cười ta chưa thể đi được ta phải tiếp tục ở lại đây chờ đợi thời cơ chính mùi phá hủy vương quốc roosevelt chỉ khi nào vương quốc roosevelt hủy diệt các ngươi mới có thể yên tâm sinh sống trên đại lục này cuồng phong vội gật đầu phong đều nghe theo ngươi nhưng ta phải mau chóng trở lại vương đình báo tin ngươi đã đến cho vua và nhà tiên trí chắc chắn họ sẽ rất vui ta liên hệ với các ngươi bằng cách nào khánh trần hỏi phong ta sẽ cho người ở lại chờ ngươi gọi bầy khỉ di chuyển trên tán cây sẽ thường thường chú ý chỗ ngươi ngươi có thể để lại ký hiệu trên cây ký hiệu hình chim tức là gặp nguy hiểm cần bọn ta giúp ngươi trốn thoát ký hiệu hình rắn có nghĩa là chỉ trong phút chốc cuồng phong đã nói cho khánh trần biết tất cả những ký hiệu mà tộc người khổng lồ giao ước với quân nổi dậy điều bất ngờ là những ký hiệu này đều rất toàn diện và cũng rất phức tạp phong đúng rồi trước khi bọn ta đi có cần phối hợp với ngươi giết hà không khánh trần vội nói không cần không cần ta còn cần dùng đến hắn ngươi đi mau đi đi về nhà với tộc nhân của ngươi nhớ kỹ chỉ có thể đem chuyện của ta nói cho vua và nhà tiên tri biết cuồng phong quay người chạy vào sâu bên trong khu rừng cấm kỵ đuổi theo đồng đội của mình khánh trần nhìn bóng lưng hắn bỗng cảm thấy nhà tiên tri của người khổng lồ thật là thần kỳ không ngờ đối phương thật sự tiên đoán được mình đã đến hơn nữa còn miêu tả rõ ràng từng đặc điểm hoàn toàn không giống lời nói của những kẻ lừa bịp Vốn dĩ hắn còn nghĩ vương thất Roosevelt có được truyền thừa người xem mệnh giống y như Bắc, có thể áp chế tứ đại công tước bằng năng lực dự đoán tương lai. Vậy tộc người khổng lồ sinh tồn dưới sự áp bức ấy bằng cách nào? Kết quả là phép thuật đấu phép thuật, tiên tri đấu tiên tri. Thảo nào tộc người khổng lồ có thể dần dần quật khởi. Hắn yên lặng đi đến doanh trại, hầu tước Bonton thấy hắn về thì tò mò hỏi: Sao có mỗi người quay lại? Khánh Trần nói: Ta chỉ mới cấp C, không theo kịp những cao thủ chiến sĩ ghen với người khổng lồ nên chỉ có thể về trước. Đáng tiếc, công huân lớn thế mà ta không lấy được. Hầu tước bôn tân an ủi, tối hôm nay nếu không nhờ có ngươi và hà dẫn dắt mọi người chống lại người khổng lồ, thì sư đoàn ba đã chết hết rồi. Chỉ riêng công lao này đã đủ để ngươi lên làm công dân rồi, yên tâm, ta sẽ ghi nhớ tất cả những gì ngươi đã làm, ngươi giống như ánh trăng trong màn đêm. Khánh Trần nghe mấy lời xến xúa của hắn, nghĩ thầm sao ngươi lại dở thủ đoạn đối phó với ngũ công chúa ra với ta thế. Hắn nhìn xung quanh, các binh sĩ đang xếp đống thi thể đồng đội hy sinh lại một chỗ, còn có binh sĩ phụ trách sửa chữa thiết bị truyền tin thử liên lạc với hậu phương một mớ hỗn loạn hà kim thu ngồi cạnh đống lửa xòe hai tay về phía ngọn lửa không biết đang nghĩ gì khánh trần ngồi xuống bên cạnh hà kim thu hỏi với giọng bình tĩnh được chưa lấy được sự tín nhiệm của họ rồi chứ ừm um. khánh trần gật đầu tối nay bởi vì sự cố bất ngờ khiến hà kim thu hoàn toàn đánh mất tình bạn với tộc người khổng lồ đối phương sẽ không tin tưởng hắn lần nữa nhưng vương triều người khổng lồ cực kỳ quan trọng vì thế Khánh Trần lên kế hoạch tạm thời, Hà Kim Thu làm người xấu còn mình trở thành người liên lạc mới. Họ đã bàn bạc với nhau từ trước. Trong kế hoạch, Hà Kim Thu chịu trách nhiệm cứu sư đoàn 3, khiến người khổng lồ rơi vào cảnh khốn khó. Còn Khánh Trần dẫn người đuổi giết, trong giây phút cuối cùng thì ra tay cứu người khổng lồ. Họ vừa giành được sự tín nhiệm của bôn tơn, vừa được tộc người khổng lồ tin tưởng, thu lợi từ cả hai phe. Hà Kim Thu nhìn Khánh Trần, tộc người khổng lồ rất khó tin tưởng nhân loại đặc biệt là khi vừa mới bị nhân loại lừa gạt, người thuyết phục họ tin mình kiểu gì. Khánh Trần mỉm cười, hắn không nhắc đến lời tiên đoán mà dùng lý do khác, ta giết hơn 30 cao thủ cấp B đi theo làm minh chứng cho lòng trung thành, thế chưa đủ à? Từ nay người chịu trách nhiệm liên lạc với người khổng lồ không phải Hà Kim Thu nữa, mà là Khánh Trần. Hơn nữa tình bạn bất ngờ giữa Khánh Trần, với tộc người khổng lồ còn đáng tin hơn Hà Kim Thu, tưởng tượng. Ông chủ Hà, Khánh Trần hỏi, ngươi, mắc bệnh ung thư từ bao giờ? Hà Kim Thu suy nghĩ rồi trả lời, trước khi đến thế giới trong đã bị rồi. "Gượm đã, chẳng phải ngươi đã đến từ 10 năm trước rồi à?" Khánh Trần hỏi, "Ngươi đã mắc ung thư hơn 10 năm rồi ư?" Hà Kim Thu hồi ức mới đầu ta và ông chủ Trịnh thuộc cùng một đơn vị, hắn là lớp trưởng của ta. Về sau hai người bọn ta được tuyển chọn, lại cùng nhau gia nhập đại đội điều tra. Đại đội điều tra chính là lực lượng đặc biệt. Nó giống như cuộc tuyển chọn mà hứa Tam Đa trong phim sĩ binh đột kích tham gia, hết thảy dựa vào bản lĩnh của mình. Hà Kim Thu nói tiếp, rồi sau đó bởi vì biểu hiện xuất sắc, nên ta đại diện quốc gia gia nhập lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc, đi đến khu vực Trung Đông. Trong đơn vị này có đủ các chủng tộc, đồng bào Trung Quốc chỉ chiếm một phần mười. Khánh Trần nghĩ, thảo nào khu vực hoạt động của Cửu Châu, ở nước ngoài tập trung chủ yếu ở vùng Trung Đông, thì ra là bởi Hà Kim Thu từng sống ở đó. Có lẽ đó là nguyên nhân Hà Kim Thu phụ trách công việc ở nước ngoài. Trong một lần chấp hành nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, Bọn ta nhận được tình báo có tay buôn vũ khí quốc tế được CIA yểm hộ lén lút buôn bán nhiên liệu hạt nhân Plutonium 239. Lực lượng giữ gìn hòa bình lên đường, tổng cộng 12 người tham gia hành động này, nhảy dù xuống phía Tây Kandahar cách 79 km, chặn đánh đoàn xe vận chuyển vũ khí. Ngay từ đầu kế hoạch rất thuận lợi, bọn ta cướp được xe vận chuyển vật liệu hạt nhân, hạ gục 17 tên tội phạm được huấn luyện nghiêm ngặt. Hà Kim Thu cười nói, ta và một đồng đội Trung Quốc khác mở container của xe vận tải ra đi và kiểm tra nhiên liệu hạt nhân có còn nguyên vẹn không, nhưng khi ta và đồng đội vừa đi vào bị cửa container bị người ta khóa từ bên ngoài. Ngay sau đó, ngoài thùng hàng vang lên tiếng súng. Có nội gián trong bộ đội giữ hòa bình, họ chặn được chiếc xe vận tải này, xong cũng không định giao nộp nhiên liệu hạt nhân lên cho bên trên xử lý, mà đã bí mật liên hệ với ông trùm nước nhà từ trước, ý đồ bán đi với giá cao. Khi đó ta đâu ngờ được lòng người đáng sợ đến vậy, trong lòng ta tình đồng đội phải giống như tình cảm của ta với lớp trưởng đối đãi nhau chân thành, nào nghĩ đến việc sẽ bị đánh lén sau lưng. Khánh Trần cau mày, sau đó thế nào? Sau đó a, à, ta và đồng đội cùng bị nhốt trong container cũng bị phát hiện, thật ra plutonium 239 trong xe không được đóng kín mà đã dò dỉ ra ngoài. Tiếng súng ngừng lại, những người kia không đến giết bọn ta, trái lại lái xe mang cả bọn ta đi. Chiếc xe rung lắc cả một ngày, bọn ta cũng ở chung một chỗ với plutonium 239 bị dò dỉ cả một ngày. Bọn ta bắt đầu chảy máu mũi, Nội tạng cũng dần trở nên đau đớn, hô hấp khó khăn. Một ngày sau, xe dừng lại, ta cho rằng những người kia sẽ mở container ra giết bọn ta. Kết quả cửa mở ra, họ kéo hai người đã mất đi năng lực phản kháng bọn ta xuống xe. Lúc đó ta mới nhận ra, nội gián trong lực lượng giữ gìn hòa bình không chỉ muốn bắn Plutonium-239, mà còn muốn bắn cả hai chiến sĩ giữ hòa bình đến từ Trung Quốc, là bọn ta đây. Họ muốn quay clip bọn ta tuyên bố mình phản bội Tổ quốc, sau đó biến bọn ta thành gián điệp vậy thì sau khi bọn ta về nước sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của họ nhưng bọn ta không khuất phục họ nhốt hai người bọn ta dưới địa lao suốt một tháng liền đồng đội của mình bắt đầu bị ung thư khoang miệng ta cũng cảm thấy phổi mình có vấn đề sau khi bị ô nhiễm phóng xạ cả hai bọn ta đều mắc ung thư bọn ta ở cái nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời ấy rất lâu những người kia liên tục tra tấn ly gián bọn ta bọn ta bắt đầu nghi ngờ tín ngưỡng nghi ngờ lẫn nhau và bắt đầu tuyệt vọng với thế giới này đám người ấy lấy bọn ta mua vui hứa hẹn chỉ cần họ giết hại lẫn nhau thì người còn sống có thể ra khỏi ngục giam một ngày nọ nửa đêm ta thấy người đồng đội cũ đi đến bên cạnh bóp cổ ta hắn nói xin lỗi hắn nói mẹ hắn còn cần đứa con trai này phụng dưỡng nghe xong ta không dãy ruộng nữa mà nằm ở đó chờ chết đúng lúc này cửa địa lao mở ra một người đàn ông trẻ tuổi tóc dài đứng ở cửa hỏi ta có bằng lòng đến thế giới khác với hắn dành một cơ hội sống tiếp ta nói đồng ý rồi hắn giết đồng đội của ta Hà Kim Thu cười nói, "Sau khi đến thế giới trong, đã hơn 10 năm rồi ta chưa từng trở về, đến khi ta có thể quay về, ta ngay lập tức đi thăm mẹ của người đồng đội trong nhà giam, nghĩ rằng mẹ của hắn không có con trai cậy nhờ, chắc chắn sống vất vả lắm. Nhưng ta điều tra mới phát hiện, thì ra những gì hắn nói lúc định giết ta đều là nói dối, hắn mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, cô ruột nuôi lớn hắn, chẳng qua hắn muốn ta đừng chống cự mà thôi." Khi nói những lời này, giọng điệu của ông chủ Hà rất hờ hững nhưng chỉ người từng trải qua mới hiểu được quãng thời gian ấy tàn khốc nhường nào khánh trần hiểu ra cuối cùng nhan lục nguyên cứu hà kim thu và đưa hắn đến thế giới trong sau khi đến thế giới trong ông chủ hà nhờ vào kỹ thuật chữa bệnh ở đây tạm thời kìm hãm tình trạng bệnh ung thư của mình đồng thời chuyện này đã thay đổi tính cách của hà kim thu ông chủ hà trải qua sinh tử và phản bội từ đây không bao giờ tin tưởng bất cứ ai nữa cho dù là lớp trưởng trịnh viễn đông cho dù nói chuyện với trịnh viễn đông cũng cần dùng đồng vàng sự thật để đoán định đối phương có nói dối hay không. Tình trạng của ngươi giờ thế nào rồi? Khánh Trần hỏi. Hà Kim Thu mỉm cười, thuốc ở thế giới trong không phải vạn năng. Hiện nay bệnh ung thư của ta đã lan ra khắp cơ thể, phải nghĩ cách khác. Khánh Trần im lặng một lúc, ông chủ Hà, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy được thuốc chữa ung thư. Hà Kim Thu từ từ tựa vào thân cây sau lưng, lấy mũ bắc kít che mặt mình, cảm ơn, thiết bị liên lạc đã sửa xong. Người đầu tiên liên hệ với sư đoàn 3 là ngũ công chúa nàng ve vãn với hầu tước bôn tơn một lát xác định chồng mình không có vấn đề gì mới bảo bôn tơn đưa điện thoại cho khánh trần đồng thời cũng bảo đối phương đưa hà kim thu đi ở đầu dây bên kia ngũ công chúa dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi khánh trần có phát hiện ra hà có điều gì khác thường không hắn có từng rời khỏi tầm mắt của ngươi không ngươi có cho rằng hắn dẫn tộc người khổng lồ đến không hiện tại ngũ công chúa đã bắt đầu nghi ngờ trong quá trình tập đoàn quân di chuyển thiết bị liên lạc tích hợp được che giấu kỹ nhất nhưng trước đó nàng vừa mới liên hệ với bôn tơn thì bị cắt đứt điều này chứng tỏ sư đoàn ba có nội gián báo tin tức ở đây cho tộc người khổng lồ trước cho nên họ mới tiến hành một tấn công chuẩn xác vào thiết bị liên lạc ngũ công chúa nghi ngờ nội gián là khánh trần hoặc hà khánh trần oán giận ngũ công chúa nói đúng ý ta rồi ta cũng nghi hà là nội gián giọng ngũ công chúa trở nên nghiêm túc tại sao khánh trần nói sau khi từ trên khí cầu máy xuống hắn không nghe ta chỉ huy có vẻ bằng mặt không bằng lòng với ta hơn nữa trước đó hắn nói mình chỉ là chiến sĩ ghen cấp a nhưng khi hắn chiến đấu với tộc người khổng lồ ta phát hiện hắn có thể là tu hành giả còn manh mối nào khác không không có ngũ công chúa im lặng nàng suy tư vài giây rồi nói được rồi ngươi đi tìm hầu tước bôn tân đi sau đó ngũ công chúa lại bảo bôn tân đuổi khánh trần đi gọi hà kim thu tới ngươi có cảm thấy quản gia có khả năng liên quan gì với tộc người khổng lồ không hà kim thu nói khẽ ta cảm thấy quản gia khả năng cao là Nội gián của quân nổi dậy cài vào sư đoàn 3. Ngũ công chúa, tại sao? Hà Kim Thu nói tiếp, sau khi đến sư đoàn 3, hầu tước bôn tân chơi thế giới siêu đạo ngay trong xe bánh xích, mà hắn cũng không khuyên ngày ấy, trái lại còn tiếp nhận toàn bộ quyền chỉ huy một cách đúng lý hợp tình. Khi sư đoàn 3 tiến vào khu rừng cấm kỵ, hắn đưa ra ít nhất hơn 300 mệnh lệnh, nhưng lại không hề hỏi hầu tước đại nhân có đồng ý hay không. Ngoài ra, ta nghi ngờ hắn là người của quân nổi dậy nhưng ta vẫn chưa lấy được chứng cứ xác thực việc hắn liên hệ với quân nổi dậy công chúa điện hạ hãy tin ta ta sẽ lấy được bằng chừng ngũ công chúa lại im lặng hồi lâu sau đó cúp điện thoại trong khu rừng cấm kỵ hà kim thu trao đổi ánh mắt với khánh trần hai người không nói gì thật ra ngũ công chúa rất vui khi thấy hai người họ công kích lẫn nhau vốn dĩ nàng muốn dùng hà kim thu và khánh trần áp chế đôi bên nên mới xếp họ chung một chỗ bây giờ xem ra hà kim thu và khánh trần quả thật có mâu thuẫn với nhau trong lúc nói chuyện điện thoại hai người chỉ hận không thể giết chết đối phương ngũ công chúa cảm thấy có thế hai bên mới nghiêm túc cung cấp manh mối cho nàng vừa rồi trong cuộc gọi hà kim thu và khánh trần đích xác bới móc tin tức của nhau nhưng những tin tức đó nàng đều biết cả rồi đây chỉ là bôi nhọ hãm hại bình thường thôi không có gì đặc biệt vậy là cuộc tấn công của tộc người khổng lồ thật sự không liên quan đến hai người này sao ngũ công chúa lại nghĩ đến mệnh lệnh của công tước phong bạo hầu tước đắc đã bị xử tử Công tước phong bạo tổn thất một đại tướng theo hầu nhiều năm, mà lần này công tước phong bạo yêu cầu Bolton lập tức xuất phát. Kết quả buổi tối bị tộc người khổng lồ tấn công, điều này khiến ngũ công chúa phải suy ngẫm. Lẽ nào công tước phong bạo liên hệ với vương triều người khổng lồ? Ngũ công chúa mở bản đồ ba D ra và phóng to để xem mức độ liên quan giữa các sự kiện. Nàng chợt phát hiện vị trí của căn cứ tiền đồn số 9 rất đặc biệt. Một khi tộc người khổng lồ công phá được nơi này, thì có thể đánh thẳng một mạch vào nội địa vương quốc Roosevelt thậm chí tiến công đến vương thành trung ương. Công tước phong bạo khăng khăng phải khống chế căn cứ tiền đồn này, liệu có ý nghĩ sâu xa nào đó chăng? Nghĩ đến đây, ngũ công chúa lập tức mở kênh mã hóa, nối máy với vương thành trung ương. 10 phút sau, ngũ công chúa ra lệnh cho khí cầu máy, quay trở lại vương thành trung ương. Hiện nay tình hình của vương triều người khổng lồ khiến nàng hơi bất an, đó là trực giác của người xem mệnh, ngay cả bệ hạ cũng cảm nhận được. Họ không, thể để mặc chuyện này tiếp tục phát triển, nhất định phải bắt được ngọn nguồn tai họa trong thời gian này vương quốc roosevelt muốn chơi thật chẳng bao lâu sau lệnh cách chức và bổ nhiệm chức vụ tư lệnh của căn cứ tiền đồn số chính được ban bố tư lệnh lần này không phải thuộc hạ của công tước phong bạo trái lại là một hầu tước dưới chứng công tước hắc thủy trên cứ điểm trên không công tước phong bạo nhìn lệnh ủy nhiệm rơi vào trầm tư nhân lúc sư đoàn ba nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ khánh trần có thời gian tiến vào thế giới siêu đạo cuối cùng hắn cũng gặp được bôn tân trong thế giới ảo lần đầu tiên bôn tân được gặp ánh sáng của người da trắng hắn đi đến trước mặt khánh trần với sự đồng hành của người nhà kích động đến mức nói năng lộn xộn phụ huynh bôn tân kích động hô lên khánh trần cười nói ta xem tin tức rồi hình như ngươi vẫn còn ở tiền tuyến vừa mới lập được rất nhiều công huân đặc biệt là ngươi lại một lần nữa đẩy lùi người khổng lồ trong khu rừng cấm kỵ bôn tân ngượng ngùng thế cũng không đáng là gì chẳng qua là công huân ở thế tục mà thôi khánh trần hỏi tia chớp đâu ta rất biết ơn sự giúp đỡ của hắn lần trước, không biết hắn thế nào rồi. Bôn tơn trả lời, ta đã cho hắn trở thành đại quản gia của ta, phụ huynh ngươi yên tâm, không ai có thể động vào hắn. Lần này cũng may có hắn, nếu không có lẽ ta đã chết mất rồi. Khánh Trần gật đầu, ta tin tưởng con người của tia chớp, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục chung tay tạo nên tương lai huy hoàng. Đi cày cấp thôi. Khánh Trần vẫn không quá thích ứng với việc khen bản thân trước mặt người khác, cho nên vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện. Với tư cách là thần tượng của Bôn Tơn, hắn phải giữ sự thần bí, uy nghiêm. Quan trọng hơn hết là thời gian cấp bách, hắn gặp bôn Tân xong còn phải gặp một người khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi nhóm bôn rời đi, một ACC trắng cấp F đi tới, hì hì. Khánh Trần nhìn về phía Trung Vũ thì thấy đối phương vẫn dùng khuôn mặt của mình, dù phải xóa nick bao nhiêu lần vẫn vậy. Trung Vũ nói, trong một tuần vừa qua ta tổng cộng đã giết 371 người, trong đó có 3 thần quan, 3 nam tước. Khánh Trần thở dài, lắc đầu, Quá chậm." Trung Vũ nhướng mày, "Ngươi nói gì thế? Ngươi có biết không, hiện tại tất cả những nhân vật từ cấp bậc hầu tước trở lên đều nằm trong phạm vi bảo vệ của người xem mệnh, một khi có người muốn giết họ thì chắc chắn người xem mệnh sẽ cảm nhận được. Ta có thể giết ba nam tước là tốt lắm rồi, ngươi chưa từng đấu với người xem mệnh, nếu ngươi giao thủ một lần thì sẽ hiểu thôi." Trung Vũ nói tiếp, người xem mệnh đã bắt đầu phong tỏa hắc thủy thành, nếu không phải ta đi theo quân đội đến tiền tuyến từ sớm, thì chỉ sợ bây giờ bị họ bắt được. "Ồ, oh. Khánh trầm trầm tư, người xem mệnh mang lại cảm giác áp bách mãnh liệt như vậy sao? Thậm chí đến cả bán thần điên cuồng như Trung Vũ cũng phải chọn cách tránh né. Xem ra hắn phải cẩn thận hơn rồi, chắc chắn người xem mệnh còn có nhiều thủ đoạn hắn không biết. Chỉ có điều hắn không tỏ ra sợ hãi trước mặt Trung Vũ, chỉ khi hắn đạt được thành tựu lớn hơn đối phương thì Trung Vũ mới có thể tiếp tục gây chuyện thị phi. Khánh Trần nói, thấy tin tức căn cứ tiền đồn số 9 bị tập kích chưa? Trung Vũ sửng sốt, thấy rồi, Khánh Trần, là ta lên kế hoạch dẫn dắt vương triều người khổng lồ tấn công đấy. Trong trận chiến này bọn ta phá hủy hơn trăm chiếc khí cầu máy, hơn nữa còn tiêu diệt rất nhiều binh sĩ trong căn cứ tiền đồn. Người xem mệnh biết trước được hành động của bọn ta nên bố trí phòng ngự, kết quả bọn ta vẫn toàn thân trở ra, người khổng lồ bị giữ lại cũng vượt ngục rồi. Trung Vũ trầm mặc. Khánh Trần nói tiếp, thấy được tin sư đoàn ba bị tấn công chưa? Trung Vũ nhẫn nhịn mãi, thấy rồi, Khánh Trần nói, ta là người đưa ra kế hoạch cho tộc người khổng lồ phát động lần tập kích này. Đệ tam sư tổng cộng có 8.000 người, đã có 6.000 người chết trận. Chúng ta còn giết chết 131 tên chiến sĩ gen cấp B, cuối cùng bình an trở về, chưa có một người khổng lồ nào chết trận. Bây giờ ta đã trở thành bạn của tiên tri vương quốc người khổng lồ, sắp phát động cuộc tiến công có quy mô lớn hơn với vương quốc Roosevelt. Khánh Trần liếc xéo bị bán thần xấu xa nọ, vậy những gì ta đã làm so với ngươi thì thế nào? trung vũ hoàn toàn trầm mặc vì lời của khánh trần hắn rất điên cuồng nhưng không có nghĩa là hắn ngang ngược không biết lý lẽ khánh trần dùng phương pháp chín giả một thật bày ra nhiều số liệu và sự việc có thể nhìn thấy trong bản tin so với đống số liệu được bày ra trước mắt chút thiệt hại mà trung vũ làm ra trong thành phố chẳng tính là gì trung vũ nói quân đội mà ta đi theo cũng đi về phía đệ tam sư có điều nhiệm vụ của họ không phải là chiến đấu chính diện mà là chuyên môn tập kích hậu phương của tộc người khổng lồ ta đoán trong quân đội nhất định có hí mệnh sư có thể dự phán thời gian và địa điểm tập kích khánh trần nhíu mày điều này cũng gia tăng không ít phiền phức cho hắn tại sao ngươi quen được tiên tri của tộc người khổng lồ tại sao ngươi có thể chỉ huy tộc người khổng lồ đi giết quân đội của vương quốc roosevelt trung vũ phát biểu sự nghi hoặc từ tận linh hồn khánh trần cười bí ẩn ngươi còn có rất nhiều điều không biết về những chuyện liên quan đến ta cho nên bây giờ ta hỏi ngươi nếu như ngươi và ta liên thủ thống trị đại lục phía tây thì ai sẽ lên làm quốc vương? Quốc vương chỉ có một, đương nhiên là người có công lao lớn nhất được làm. Hay là ngươi bỏ lòng hơn thua đi, đến lúc đó làm công tước được rồi. Nói dóc vừa thôi. Công tước thì có gì hay mà làm. Trung Vũ lập tức đăng xuất để cân nhắc giết người ra sao, còn chẳng kịp nói câu hì hì. Trải qua một đợt tập kích tàn bạo, nhân số của đệ tam quân giảm mạnh từ 8.000 còn 2.000. Nhưng khi Bôn Tơn đề nghị rút lui với bộ chỉ huy để bổ sung nhân lực, thì bị bộ chỉ huy của quân tập đoàn từ chối, hơn nữa còn yêu cầu họ nhất định phải di chuyển đến khu vực B-79, B-80 vào đúng thời gian quy định. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Bolton tức giận muốn chết nhưng còn phải nghe theo. Nhưng vẫn có một điều đáng để vui mừng. Lãnh đạo nhánh quân đội vật hy sinh lại đẩy lùi được cuộc tập kích của tộc người khổng lồ, là thắng lớn rồi. Đừng nói là nhánh quân đội vật hy sinh, cho dù là quân chính quy mà gặp phải cuồng phong, cũng chưa chắc có thể bình an trở lại. Có thể nói từ khi vương quốc Roosevelt tuyên chiến với vương triều người khổng lồ, hai chiến dịch loại nhỏ đều do Bolton đánh, lại còn đều thắng. Đếm ngược quay lại 6 giờ. Đến buổi tối ngày hôm đó, đệ tam sư đóng quân ở khu vực A28, chờ trời, trời sáng. Khánh Trần ngồi cạnh đống lửa nói gì đó với Hà Kim Thu với khuôn mặt dữ tợn, sắc mặt của Hà Kim Thu cũng vô cùng khó coi. Nhìn từ đằng xa giống như là hai người đang cãi nhau vậy. Người của ngũ công chúa lặng lẽ báo chuyện này lên trên. Nhưng nếu đến gần thì họ sẽ nghe được Khánh Trần đang nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi có muốn đi săn không? thức ăn của đệ tam sư quá tệ. Săn một con lợn rừng đi. Hà Kim Thu trả lời với khuôn mặt nghiêm nghị, ngươi ăn một mình đi. Hiện tại ta đang bị ung thư thời kỳ cuối không thể ăn thịt. Sắp đến lúc quay về rồi, ông chủ Hà ở nơi nào trong thế giới ngoài vậy? Khánh Trần hỏi. Tu hành trong một căn biệt thự ở vùng ngoại thành New York. Hà Kim Thu trả lời, chắc hẳn là tổ chức của Vương quốc không ngờ rằng còn có người dám nấp ở New York, bởi vậy không điều tra nữa. Nhưng vào lúc này trên tán cây ở đỉnh đầu có một con khỉ nhỏ phóng qua nó lặng lẽ chui ra khỏi tán cây thấy khánh trần ngẩng đầu thì ra hiệu bằng tay khánh trần thoáng sửng sốt vậy mà người khổng lồ lại hẹn hắn gặp mặt vào đêm nay trong rừng cấm kỵ thấy hắn hiểu được ý mình khi nhỏ lại chạy mất hà kim thu ở bên cạnh nói chắc hẳn người khổng lồ có tâm linh cảm ứng đã đến đây cảm nhận được ác ý và thiện ý của ngươi với người khổng lồ mặt khác còn muốn xem ngươi có nói thật hay không hóa ra là vậy khánh trần gật đầu nếu ta không qua được thử thách này thì sao vậy thì đánh một trận Hà Kim Thu nói như không có chuyện gì. Đếm ngược một giờ. Trong nơi đóng quân của đệ tam sư đã chìm vào sự phẳng lặng, các binh sĩ phải đi ngủ theo giờ quy định là 9 giờ 40 phút tối. Khánh Trần đứng dậy, lặng lẽ tránh khỏi sự tuần tra của binh lính mà chạy về phía rừng cấm kỵ. Hắn chạy hết 30 phút mới nhìn thấy mấy thân hình khổng lồ đang ngồi cùng một chỗ, thấp giọng trò chuyện điều gì đó với nhau. Khánh Trần chậm rãi bước tới, đêm khuya gọi ta đến có chuyện gì? Là muốn nghiệm chứng lời ta nói là thật hay giả sao? mấy tên người khổng lồ đó đứng dậy dưới ánh trăng mờ ảo vài tên người khổng lồ rất có sức sống mà nhìn khánh trần ai ai ngươi chính là người bạn mà tiên tri nhắc đến trong lời tiên đoán sao ha ha đây chính là người được nhắc đến trong lời tiên đoán vĩ đại khánh trần thoáng sửng sốt hắn còn đặc biệt dặn dò cuồng phong không được nói lung tung sao các ngươi biết thân phận của ta trên đường trở về vương quốc cuồng phong đã nói bí mật này cho chúng ta biết cũng dặn chúng ta không được truyền ra ngoài nhưng chúng ta muốn đến gặp ngươi xem người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại có ngoại hình thế nào lúc này từ xa lại có một người khổng lồ chạy đến hắn rất có sức sống mà nhìn chằm chằm khánh trần tạp sát ngươi chính là người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại mà cuồng phong nhắc đến sao xin chào ta là tạp sát tướng lĩnh của quân tiên phong khánh trần chấn động thậm chí hắn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của cuồng phong trên đường trở về gặp ai cũng lặng lẽ nói ta nói cho ngươi biết một bí mật cuồng phong cái tên miệng rộng này hơn nữa tình huống bây giờ không hề giống như lời Hà Kim Thu đã nói. Đám người khổng lồ này đến đây không phải là để điều tra hắn, rõ ràng là đến để theo đuổi thần tượng. Thật ra Khánh Trần còn chưa biết vị tiên tri trước đó của người khổng lồ có địa vị cực kỳ cao trọng, hắn đốt cháy sinh mệnh còn lại để đưa ra lời tiên đoán cuối cùng cho tộc người khổng lồ. Lời tiên đoán này đã được truyền miệng suốt 130 năm. Trong 130 năm qua, những người khổng lồ chờ đợi người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại có thể giúp họ thoát khỏi sự ức hiếp của vương quốc Roosevelt. Người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại này quả thật rất nổi tiếng. Giống như khi câu chuyện Harry Potter bắt đầu, Harry Potter đã nổi tiếng thế nào ở trong thế giới phép thuật vậy? Nhìn đi, hắn chính là người đã giết chết chúa tể hắc ám. Thì bây giờ địa vị của Khánh Trần cũng gần giống như vậy. Vì thế mặc dù Khánh Trần biết bản thân có địa vị đặc biệt trong tộc người khổng lồ, nhưng hắn vẫn chưa ý thức được mình đặc biệt cỡ nào. Một khắc sau, ai ai vân ngại ngùng nói, Ngươi có thể cho ta nhìn lôi đình trong lòng bàn tay và mắt hoàng kim của ngươi không? Khánh Trần bất đắc dĩ, lại bắt đầu biểu diễn cho họ xem giống như một nghệ nhân tạp kỹ. Khi nhìn thấy tia lửa bắn ra và tia xét sâu trong con ngươi của Khánh Trần, những người khổng lồ phát ra tiếng thán phục qua. Wow. Họ kinh ngạc đến mức không nói ngôn ngữ của mình nữa. Sau khi biểu diễn xong, tạp sát hỏi, ngươi có thể dùng cốt đao khắc tên của ngươi lên cánh tay ta không? Khánh Trần cảm thấy rất kính nể. Tộc người khổng lồ không chỉ chơi xé người thậm chí cả việc ký tên cũng thô bạo đến thế hắn nói lời từ chối cái này thì thôi vậy sắc mặt của tạp sát có vẻ tiếc nuối chừng nào ngươi đến vương đình làm khách ta nhất định phải dùng trái cây và thịt tốt nhất để chiêu đãi ngươi đúng rồi em gái của ta còn chưa kết hôn khánh trần vội xua tay đừng nói nữa đừng nói nữa ngoài ra các ngươi có thể nhắc nhở những người khổng lồ khác rằng tạm thời thân phận của ta còn cần giữ bí mật không thể để lộ nữa tạp sát vội nói ừ chúng ta sẽ nhắc nhở những người khác phải giữ bí mật trở về đêm khuya giá buốt ở căn cứ everest nghênh đón một đám khách leo núi được huấn luyện nghiêm chỉnh họ lặng lẽ bước qua liều vải cố gắng không quấy dày bất kỳ ai tất cả đều đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai để che lấp khuôn mặt thật của mình những người này không giống khách leo núi trái lại càng giống một đám lính điều khác với những khách leo núi bình thường là số người của đội leo núi này rất khổng lồ Người khác chỉ có 8 người một đội nhưng họ lại là trăm người một đội. Không chỉ vậy, còn có đoàn bảo vệ chuyên nghiệp hơn 100 người đi theo những vị khách leo núi này, trong đó có hơn 20 người là người Sơ Pa. Nhưng điều kỳ lạ là cho dù có đoàn bảo vệ mạnh mẽ như vậy đi theo, những người này cũng không lười biếng chỉ huy đội bảo vệ làm việc, mà lại tự tay dựng liều vải, trung tâm thông tin liên lạc và nhóm lửa nấu cơm. Thậm chí những người này còn không ngại cực khổ mà dọn những tảng đá đến, làm thành một vòng tường vây bên ngoài nơi họ đóng quân buổi tối lúc họ đi ngủ cũng có người thay phiên canh gác sự xuất hiện của họ cuối cùng cũng đã kinh động đến những vị khách leo núi khác trong nơi đóng quân người có tâm phát hiện có người trong đoàn bảo vệ chuyên nghiệp còn mang theo súng hơn nữa tuy rằng đã bị giấy nhám xóa mất ký hiệu nhưng vẫn có lính đã xuất ngũ nhận ra những cái dương màu xanh sẫm mà đoàn người này mang theo là dương chuyên dùng để đựng đạn hỏa tiễn nhìn cách bố trí hỏa lực thế này người không biết còn tưởng là nguyên thủ quốc gia nào đến đây để leo núi everest nữa hồ tiểu ngư đứng trong nơi đóng quân của mình lắng nghe nồi sắt phát ra tiếng sùng sục. Trần trước tảo ở bên cạnh khá bình tĩnh, đang bẻ lương khô bỏ vào trong nồi. Có gì khác thường không? Hồ Tiểu Ngưu hỏi. Trần trước tảo lắc đầu, trong nơi đóng quân không có gì khác thường, sư phụ đã xử lý xong con đường này rồi. Hắn đặc biệt chạy đến châu U đánh vương quốc, tổ chức phiêu trở, thế lực nước ngoài còn đang bận tìm hắn đâu, chẳng có thời gian để ý tới chúng ta. Có điều vẫn phải cẩn thận. Sau kỳ tập huấn ma quỷ, tất cả các thành viên của quân dự bị kỵ sĩ đều gầy đi trông thấy. Vốn dĩ trên mặt các thiếu niên, các thiếu nữ 17-18 tuổi còn có chút mũm mĩm, bây giờ tất cả đều ngăm đen, gương mặt trở nên góc cạnh rõ ràng. Cầm của Trần Trước Tảo như là dùng đao khắc ra vậy, khí chất có vẻ càng sắc bén. Nàng nhìn về phía Hồ Tiểu Ngưu rồi nói, chúng ta phải mau chóng thích ứng khí hậu cao nguyên, kết thúc huấn luyện. Hồ Tiểu Ngưu cười hỏi, quyển vương cũng có áp lực sao? Ừm. Trần Trước Tảo khẽ gật đầu, hai vị sư huynh mà ta nhìn thấy ở lò sưởi đại tuyết sơn rất lợi hại hai vị sư huynh mà nàng nói là lý khác và trương mộng thiên khi quân dự bị kỵ sĩ đến lò sưởi đúng lúc lý vân kính đang dẫn hai vị này vào đại tuyết sơn chuẩn bị khiêu chiến sinh tử quan cũng chính vào lúc này trần trước tảo nhìn thấy lý khác ôn hòa như ngọc và trương mộng thiên mở được giác quan thứ sáu của tâm nhãn bên cạnh hai vị sư huynh này có lý vân kính bảo vệ có thể thuật nghịch hô hấp bất cứ lúc nào họ còn đeo bao cát ba trăm tám mươi cân trên đùi trên cánh tay để triệt tiêu sức mạnh bổ trợ từ trái cây trường sinh thiên. Bên trong bao cát chứa von Fram nặng trĩu, cho dù đi ngủ thì hai vị sư huynh cũng không tháo bao cát ra. Đại sư huynh Lý Khác nói, mọi người có cơ hội ăn trường sinh thiên đương nhiên là chuyện tốt, nhưng trước kia khi đi con đường kỵ sĩ, thì sư phụ lại không có sự trợ giúp thế này, kỵ sĩ ngày xưa cũng không có điều kiện tốt như vậy. Bởi vậy muốn cảm nhận được tâm tình và sự long đong của các tiền bối trước kia, thì phải triệt tiêu mất sức mạnh từ trái cây trường sinh thiên, như thế mới có thể tôi luyện tâm cảnh. Trần trước tảo cũng thử, kết quả ngay trong hôm đó liền mắc phản ứng cao nguyên. Nếu không phải trong phi thuyền mà Khánh Thị phân phối cho họ có thiết bị chữa bệnh, sợ là nàng đã toi mạng ở đó rồi. Đại sư huynh Lý Khác an ủi nàng, nói rằng kiểu huấn luyện này phải tiến hành dần, không thể xong ngay một lần. Nhưng rõ ràng trong mắt của vị đại sư huynh này lại chất chứa sự danh mãnh. Quả nhiên kỵ sĩ không ai là kẻ tầm thường, mà kỳ chan chính là lương tâm cuối cùng của kỵ sĩ sao nữ quyển vương có thể chịu được sự ấm ức này nàng vừa hồi phục liền bắt đầu bảo trì thuật nghịch hô hấp sau đó đeo phụ trọng lên cho mình không chỉ có vậy nàng còn định chế bao cát phụ trọng cho mọi người khiến tất cả quân dự bị kỵ sĩ đều khổ không thể tả đương nhiên mọi người cũng đều biết làm thế này là tốt cho mình đại sư huynh lý khác cũng không nói sai có điều lý khác còn chưa phải là kích thích lớn nhất với trần trước tảo mấu chốt là trương mộng thiên khi trần trước tảo đối diện với trương mộng thiên rõ ràng mắt của đối phương đã bị băng gấm màu trắng che lại nhưng trần trước tảo lại cảm thấy đối phương có thể nhìn thấy mình mọi lúc hơn nữa đối phương đã có thể dự phán nàng sẽ làm gì nàng muốn cầm ấm nước một giây sau liền phát hiện trương mộng thiên đã đưa ấm nước cho nàng bởi vì huấn luyện làm mất sức nên nàng làm rơi chiếc đũa trương mộng thiên cũng có thể giơ tay ra chụp được khoảnh khắc chiếc đũa rơi xuống nàng cũng có thể dùng tốc độ cực nhanh để bắt được chiếc đũa thế nhưng nàng biết rõ trương mộng thiên làm được như vậy không phải là nhờ tốc độ mà là vì đối phương có thể nhìn thấy tương lai. Theo Trần Trước Tảo thì thứ này giống như chức năng đặc biệt vậy. Người ta đã là kỵ sĩ chuyển chức, còn mình chỉ là kỵ sĩ mới toanh, không có đại chiêu ngoài định mức. Người nói mấy chuyện nhỏ như đưa ấm nước, bắt lấy đũa cần gì đến sự hỗ trợ của sư huynh chứ? Đây còn chẳng phải là đang thi đua với nàng hay sao? Thế là Trần Trước Tảo bắt đầu dẫn các huynh đệ tỷ muội thi đua. Với đại lục phía tây trong thế giới siêu đạo, định kiếm một suất thức tỉnh, là một nghề nghiệp mới cho mình. Đua. Bây giờ mỗi giờ mỗi phút trong quân dự bị kỵ sĩ đều đang đua. Đua đến mức làm cho Jinguji Maki khóc luôn. Lúc này trên cái tay và cái chân nhỏ nhắn của Maki Chan đều cột bao cát được làm riêng. Cô bé ngồi trong liều vải khóc đến mức nước mũi nước mắt chảy dài. Momizigari, Kageona, bàn nhược ngồi quỳ chân bên cạnh, luống cuống tay chân lau nước mắt cho Maki Chan, hô hỏa cuộn người bên cạnh để làm ấm chân cho cô bé. Lý đồng sốc rèm của liều vải lên rồi bước vào. Nàng nói với Momizigari và Kageona, các ngươi ra ngoài trông coi đi, có người tới gần khu đóng quân của chúng ta liền báo cho ta biết. Nhớ kỹ, bây giờ là thời điểm mấu chốt, không thể bỏ qua bất kỳ điểm khác thường nào. Trên thực tế, bây giờ sức chiến đấu mạnh nhất trong đội này không phải là Lý Đồng, mà là Jinguji Maki. Maki Chan đã là cấp C, thức thần mà cô bé có thể triệu hoán, cũng từ 3 biến thành 24 tốc độ tích lũy thức thần mà Khánh Trần, làm cho cô bé, đã bắt đầu không bắt kịp tốc độ cô bé mở vị trí triệu hoán thức thần. Bây giờ Momizigari, Shinkiro, Kageona, Hồ Hòa, Yamagawa, Bàn Nhược, Đại Thiên Cẩu, Sư Tên Doji, Hitoban, Buchi Buchi, Bạch Hổ. Tất cả đều được Maki Chan triệu hoán thành công. Mặc dù bởi vì hạn chế về cấp bậc của cô bé nên cấp của thức thần, chỉ có cấp C, nhưng chỉ với những thức thần cấp C này, cũng có thể đánh bại bất kỳ một cao thủ cấp B nào. Lại tăng thêm một cấp thì cô bé sẽ mang theo 48 thức thần cấp B, ngay cả cấp A gặp cô bé cũng phải quay đầu chạy mất. Lúc này, Lý Đồng Vân nhét vật cấm kỵ ACE 119 hộp rút giấy, nhét vào trong ngực cô bé, đừng khóc, đừng khóc nữa. Mặc dù hơi vất vả nhưng tối mai chúng ta có thể ở lại đây xem mặt trời lặn. Hơn nữa khoảng thời gian trước sư phụ ngươi vừa đến đây, hắn đã nhanh chóng leo lên đến đỉnh núi. Những người sơ pa kia đều biết hắn, đều coi hắn là thần. Nếu để cho người sơ pa biết đệ tử của thần là kẻ mít ướt, thì họ sẽ đánh giá sư phụ ngươi ra sao? Hức! Jingu Jimaki ngừng ngay tiếng khóc lại, vậy ta không khóc nữa. Lúc này mới ngoan. Lý Đồng Vân vừa cười vừa nói. Jinguji Maki rút một tờ giấy ra lau nước mắt, nhưng tại sao sư phụ không đi cùng chúng ta, ta rất nhớ hắn. Lý Đồng Vân an ủi, sư phụ, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đợi chút, đưa khăn giấy trong tay ngươi cho ta. Nói xong, nàng nhận lấy khăn giấy từ trong tay Jinguji chỉ thấy trên tờ khăn giấy lấm tấm nước mắt ghi, bắt đầu nam chỉ, người có ánh sáng trong mắt sẽ bị ánh sáng nuốt chửng có người lặng lẽ phản bội lý tưởng của mình, bước về phía vực sâu. Tiểu Đồng Vân lập tức ngẩn ngơ, đây không phải là lần đầu tiên Maki Chan rút được lời tiên đoán. Lần trước cái hộp rút giấy này đã thành công tiên đoán nàng bị mẹ Giang Tuyết đánh cho một trận. Bây giờ lời tiên đoán lại xuất hiện, nhưng trong lúc nhất thời Lý Đồng Vân lại không thể xác nhận lời tiên đoán này đang chỉ về điều gì. Người có ánh sáng trong mắt đang nói đến Khánh Trần ca ca sao? Khánh Trần nằm trong phòng ký túc xá một người của mình, Yên lặng nhìn về phía núi tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, cuộc sống như trôi chậm lại. Nơi này không có người hắn biết, phảng phất hắn lại bắt đầu một kỳ du lịch, tu hành một mình. Hắn đi ra khỏi thế giới huyên náo, sau đó tự đi đường của bản thân. Nhưng cuộc sống không thể cứ như vậy. Tiếng tinh vang lên, một tin nhắn được gửi đến, là Lý Đồng Vân. Khánh Trần đọc rồi nghiêm túc suy tư một lát. Bắc Đầu Nam Chỉ, người có ánh sáng trong mắt sẽ bị ánh sáng nuốt chửng, có người lặng lẽ phản bội lý tưởng của mình, bước về phía vực sâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hộp rút giấy đưa ra lời tiên đoán đều có liên quan đến vị ký chủ là Maki Chan. Như vậy nếu người có ánh sáng trong mắt là hắn thì ánh sáng nuốt chừng hắn lại là gì? Người lặng lẽ phản bội lý tưởng là ai? Trong lòng Khánh Trần có suy đoán, nhưng bây giờ đối với chuyện này thì không thể làm gì để chuẩn bị trước được, chỉ có thể quan sát rồi lại tùy cơ ưng biến. Hắn lấy điện thoại ra khỏi túi quần, kéo hồ tiểu ngưu, Trần trước tảo, Hồ Tĩnh Nhất, Lý Đồng Vân, La Vạn Nhai, Tiểu Thất, Tiểu Tam, Giát, Đại Vũ vào trong một nhóm chat, chú đáo dặn dò kế hoạch tương lai. Hắn đã phát hiện sơ hở trong vương quốc Roosevelt, chỉ cần cho hắn một cây gậy, nói không chừng hắn có thể cậy vỡ khe hở kia ra. Nhưng cũng vào lúc này, cửa phòng của hắn bị người ta mở ra. Bên trong trụ sở huấn luyện, hành giả thời gian người da trắng rất nhiệt tình. Hắn thò đầu vào, thấy Khánh Trần đang chơi điện thoại bèn cười híp mắt nói, người cũng không ngủ sao, không bằng đến phòng khách tâm sự với nhau. Chúng ta mới trở về từ thế giới trong, có không ít chuyện mới mẻ. Hơn nữa chúng ta còn mang theo thuốc biến đổi gen, ngươi có muốn không mở mang kiến thức không? Khánh Trần bình thản trả lời, không cần đâu cảm ơn, đóng cửa lại giúp ta. Hành giả thời gian người da trắng nhún nhún vai, được thôi, tùy ngươi vậy. Phòng khách bên ngoài dần trở nên ồn ào. Hơn 30 vị học viên bưng ly cà phê ấm, tụ tập một chỗ chờ nghe hành giả thời gian kể chuyện xưa, sau đó mua thuốc biến đổi gen. Khánh Trần nghe họ nhắc tới số của tổ hợp gen, quy quận SD001, quy quận SE001. Đây đều là thuốc biến đổi gen được lưu thông dành cho người bình thường thăng cấp thành chiến sĩ gen cấp F, nhưng vấn đề là những hành giả thời gian này không nói cho các học viên biết, hai loại thuốc biến đổi gen này, trước mắt là hai loại thuốc biến đổi gen được công nhận có di chứng lớn nhất trong vương quốc Roosevelt. Sau khi tiêm thuốc đầu tiên vào người, trên đùi người đó sẽ mọc ra gai ngược của côn trùng sau khi tiêm thuốc thứ hai vào người lại có khả năng xuất hiện mắt kép như côn trùng. Mục tiêu của liên bang ở đại lục phía đông là làm cho di chứng của thuốc biến đổi gen giảm xuống mức nhỏ nhất, cho nên sản lượng vẫn không thể gia tăng. Còn đại lục phía tây thì lại rất buông thả, không kiêng kỵ điều gì. Mà trong căn cứ huấn luyện này, vốn dĩ học viên có can đảm khiêu chiến Wing Sup Flying đều là người tìm kiếm sự kích thích trong cuộc sống. Họ vô cùng bằng lòng nếm thử cuộc sống khác mà thuốc biến đổi gen mang đến. Lúc này, trong phòng khách có người đột nhiên hỏi. Hiện tại thế giới trong đang xảy ra chuyện gì vậy? Gần nhất vương quốc Roosevelt đã tuyên chiến với vương triều người khổng lồ, mấy người chúng ta đang xuất phát với một nhánh quân đội của thành phố Hắc Thủy, chuẩn bị đến tiền tuyến." Hành giả thời gian trả lời. "Ồ, đi đánh trận có thể gặp nguy hiểm hay không?" Học viên hỏi. "Không đâu." Hành giả thời gian cười nói, "Nhánh quân đội này của chúng ta vô cùng đặc biệt, chỉ phụ trách điều tra sự kiện, không phụ trách đánh trận. Hơn nữa ngay cả người của vương thất đều tới, sao có thể có nguy hiểm được?" đúng rồi bạch nhân chi quang mà ngươi nói lúc trước thế nào rồi bạch nhân chi quang đã hết thời hiện tại trong thế giới trong người nổi tiếng nhất là hầu tước bôn tơn vị hầu tước này đúng là lợi hại khánh trần tắt điện thoại di động nhắm mắt điều chỉnh nhịp hô hấp của vạn thần lôi ti sau đó chìm vào giấc ngủ trời đã sáng khánh trần đúng giờ rời giường tiến vào phòng ăn người phụ trách alice trong trụ sở huấn luyện đang chiên chứng nàng cười nhìn về phía khánh trần nghe nói đêm qua ngươi không gia nhập cuộc trò chuyện đêm khuya của họ là do không có hứng thú với chuyện của hành giả thời gian sao? Khánh Trần suy nghĩ một lát rồi nói, ta tới đây là để huấn luyện, không phải tới để kết bạn. Alice sửng sốt một lát, sau đó nở nụ cười, người châu Á đặc biệt thẳng thắn như người cũng rất hiếm thấy. Khánh Trần tự chiên trứng, nướng bánh mì và trộn salad rau củ. Alice chợt phát hiện, thậm chí vị học viên này còn dùng miếng bánh mì lau sạch tương salad trên đĩa, sau đó ăn hết bánh mì. Đợi đến khi ăn xong thì trên đĩa vô cùng sạch sẽ giống như chưa từng được sử dụng vậy dáng vẻ kỹ lưỡng lúc ăn cơm của đối phương khiến cho người ta phải ngạc nhiên tây giờ lúc ăn cơm ngươi vẫn luôn như vậy phải không alice hiếu kỳ hỏi không phải khánh trần suy tư một lát rồi nói ra đã trải qua một ít chuyện khắc cốt ghi tâm mới biến thành thế này đã trải qua chuyện gì alice hơi nghi hoặc chẳng lẽ trong một lần du lịch bộ hành nào đó ngươi đã bị nhốt trong núi sau khi trải qua hoàn cảnh thiếu thốn thức ăn quý nên bắt đầu biết quý trọng thức ăn Khánh Trần cười giải thích đã từng có người đem thức ăn của mình cho ta từ bỏ hy vọng sống của bản thân. Ta chỉ muốn nhắc nhở bản thân quý trọng thời gian mình còn sống, bởi vì đây là hy vọng cuối cùng của họ khi còn sống. Alice hỏi nếu quý trọng thời gian còn sống thì tại sao lại muốn học tập wing suit flying? Tỷ lệ tử vong của wing suit flying rất cao, dù cho ngươi là kẻ lão luyện có kinh nghiệm đầy mình. Nếu quý trọng sinh mệnh thì ngươi không nên tới đây. Khánh Trần lắc đầu, chân quý sinh mệnh không có nghĩa là sống theo kiểu được chăng hay chớ? Nếu không thể sống phong phú thì có khác gì chết chứ? Ta ăn xong rồi, ngươi từ từ ăn đi." Alice trầm mặc nhìn bóng dáng Khánh Trần rời đi. Nàng luôn cảm thấy vị học viên này có chút đặc biệt. Huấn luyện bắt đầu, nhưng không giống như trong tưởng tượng là mặc trang phục phi thử, vào rồi tự do xuyên qua giữa ngọn núi, cái Khánh Trần muốn học chính là kiến thức nhảy dù cơ bản nhất, quá trình nhảy dù, lý thuyết về trang bị, tăng tốc như thế nào, chuyển hướng như thế nào, lộn trước, lộn ngược ra sau, lật nghiêng như thế nào trước Thật ra wingsuit flying là một nhánh huấn luyện của nhảy dù, bởi vì phía sau wingsuit flying phải dựa vào nhảy dù để rơi xuống đất, không biết nhảy dù thì chỉ có thể dùng mặt chạm đất. Có tổ chức USPA phát giấy chứng nhận nhảy dù cấp C mới có thể bắt đầu huấn luyện wingsuit flying chân chính. Giấy chứng nhận chia thành 4 cấp A, B, C, D. Cấp A cần nhảy trên 25 lần, lúc này thì có thể độc lập nhảy dù, không cần huấn luyện viên dẫn dắt. Cấp B cần nhảy trên 50 lần lúc này mới có thể từ trên khinh khí cầu nhảy xuống. Cấp C cần nhảy trên 200 lần, lúc này mới có thể tham gia biểu diễn với nhiều người, làm người chụp ảnh phe thứ ba. Cấp D cần nhảy trên 500 lần, lúc này mới có thể xin làm huấn luyện viên. Đương nhiên huấn luyện viên cũng chia thành đại thần và người bình thường. Ví dụ như rồi trong căn cứ chính là đại thần nhảy hơn 13.000 lần, còn hai vị huấn luyện viên yếu hơn, bao gồm Alice thì chỉ nhảy hơn 3.000 lần. Trong căn cứ huấn luyện này có hai vị học viên là đại thần đã nhảy dù trên một nghìn lần thậm chí còn có mấy vị là cao thủ đã nhảy trên hai trăm lần họ đã có thể trực tiếp bỏ qua huấn luyện nhảy dù những học viên còn lại ai nấy cũng có giấy phép nhảy dù chỉ có một mình khánh trần là loại người chưa từng nhảy dù một lần nào đã trực tiếp đến học in flying khánh trần không có cái gì nhưng khánh trần có tiền cho nên khi học viên khác đang học tập lý thuyết về in suit flying dưới sự chỉ đạo của hai vị huấn luyện viên khác đại thần như so rồi lại một kèm một mà dạy kẻ gà mờ như khánh trần học nhảy dù từ đầu. Học viên khác thoáng nghi hoặc không biết tại sao Sorrel lại lãng phí thời gian. Với một kẻ gà mờ, Alice bèn kiên nhẫn giải thích cho họ rằng Khánh Trần mua hết giờ dạy của Sorrel. Đại khái khoảng 2 triệu đô la. Sorrel vốn đang lo lắng kẻ có tiền như Khánh Trần sẽ nóng lòng thành công. Nhưng hắn phát hiện Khánh Trần không hề gấp gáp, mà lại học vô cùng vững mỗi bước rồi mới bắt đầu bước kế tiếp. Hơn nữa đây đại khái là học viên nghiêm túc nhất mà hắn từng gặp, kiến thức lý thuyết đọc lào lào, gấp dù thì cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một động tác đều tiêu chuẩn giống như sách giáo khoa. Không giao lưu với các học viên khác, chỉ tập trung học hành. Trong 7 ngày học tập, sự giao lưu giữa Khánh Trần và những học viên khác vẫn chỉ giới hạn ở chỗ gặp mặt, thì chào hỏi nhau. Tất cả học viên đều biết trong căn cứ huấn luyện này, xuất hiện một người châu Á quái gở lại giàu có. Alice lặng lẽ đi gặp Sorrel. Ngươi cảm thấy vị học viên này thế nào? Sorrel bưng cà phê. Suy tư nói, trước kia ta đã từng gặp người như vậy ở lĩnh vực khác. Họ biết rõ chính mình cần gì, cũng biết làm thế nào mới có thể đạt được mục đích của mình. Loại người này luôn thành công nhất trong lĩnh vực của mình, nhưng ta không rõ quá khứ thế nào mới có thể tạo ra tính cách thế này của họ. Có lẽ họ sẽ gặp phải khốn khó nhất thời, nhưng thành công với họ mà nói chính là đương nhiên. Buổi tối ngày thứ bảy, Khánh Trần yên lặng nằm trên giường của mình điều chỉnh hô hấp, chờ đợi thời gian đếm ngược. Đối với hắn mà nói, cuộc sống học tập ở thế giới ngoài đã là một loại điều tiết chậm rãi, khiến hắn có thể không cần luôn căng thẳng nhưng cuộc sống không có khả năng luôn luôn chậm như vậy khánh trần giơ cánh tay lên nhìn thoáng qua thời gian đếm ngược trở về thế giới lâm vào hắc ám lại sáng lên lần nữa người khổng lồ trước mắt còn đang líu díu thảo luận điều gì đó từ đằng xa còn có người khổng lồ mới phóng tới gia nhập vào đội quan sát người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại họ còn nhiều lần yêu cầu khánh trần dùng cốt đao ký tên lên trên cánh tay của họ khánh trần ngồi sổm trên mặt đất dùng nhánh cây tô tô vẽ vẽ dặn dò tạp sát điều gì đó mãi đến khi xác nhận tạp sát hiểu rõ kế hoạch của mình cuối cùng hắn mới yên lòng tạp sát dẫn các tộc nhân rời đi trên đường gặp được lôi tộc thì lập tức khoa tay múa chân khoe khoang chuyện mình gặp được khánh trần với họ hắc 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 hơi nghi hoặc hỏi tạp sát hắc 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 chẳng phải người bạn vĩ đại kia đã dặn chúng ta phải dặn những người khác giữ bí mật sao tạp sát đáp lại tạp sát chỉ khi họ biết bí mật thì họ mới có thể giữ bí mật hắc 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 ngẩn ngơ hình như logic này rất chặt chẽ chẳng trách tạp sát có thể trở thành tướng lĩnh của quân tiên phong còn mình lại không được quân đội của thành phố hắc thủy còn đến nhanh hơn so với tưởng tượng sáng sớm ngày thứ hai từ hậu phương của đệ tam sư đã chuyển đến tiếng xích xe khánh trần đứng dậy nhìn qua từ bên cạnh đống lửa đã thấy trên trăm chiếc xe tăng nhanh chóng chạy đến như lô cốt trong đó có một chiếc xe tăng treo cờ bay phấp phới trên đó rõ ràng là ký hiệu quyền trượng của hí mệnh sư đồng thời cũng đại diện cho việc vương thất đã đến sau khi xuống xe, sứ giả của vương thất phát công huân, cho người có công trong lần chống cự người khổng lồ tập kích thứ ba này, vì vậy cuối cùng Khánh Trần cũng trở thành công dân. Sứ giả khách sáo với bôn tơn một phen rồi quay trở lại xe, không lộ diện nữa. Có chút kỳ lạ. Khánh Trần chú ý thấy sau khi nhánh bộ đội này đến nơi đóng quân của đệ tam sư, có 17 chiếc xe tăng không hề có người muốn xuống xe. Từ đầu đến cuối những người đó vẫn ẩn nấp, chưa từng xuất hiện, giống như đang lặng lặng chờ đợi điều gì. Cũng chính vào lúc này, mặt đất phía xa xuất hiện một vết rách, nhanh chóng lan tới gần nơi đóng quân của Đệ Tam sư như một tia chớp. Bất ngờ không kịp đề phòng, nên mấy trăm tên binh sĩ của Đệ Tam sư rơi vào vực sâu. Kẽ nứt vực sâu giống y như đúc cái ở căn cứ tiền tiêu số 9 lại xuất hiện. Cùng lúc đó, cửa của những chiếc xe tăng kia cũng mở ra, Khánh Trần trông thấy một ông lão hất áo choàng màu đen lên, ung dung bước xuống xe, đội quân của thành phố Hắc Thủy đến quá kịp thời, sát nút đến mức như thể đã tính toán sẵn thời gian biết rằng người khổng lồ sẽ tấn công trại đóng quân của sư đoàn 3 vào đúng lúc đó. Tính toán sơ bộ khoảng cách từ thành phố Hắc Thủy đến đây, cũng như tốc độ bay của phi thuyền cấp A và cấp B, Khánh Trần cảm thấy đối phương dường như đã không dừng lại một phút giây nào, trên đường mới có thể kịp thời như vậy. Người xem mệnh, là người xem mệnh chú ý đến số phận của sư đoàn 3, vì vậy khi ai đó muốn tấn công sư đoàn 3, họ sẽ cảm nhận được điều đó. Năng lực này của người xem mệnh thực sự quá mạnh, ví dụ như đối tượng của những lời tiên tri của vật cấm kỵ hộp rút giấy chỉ có thể là ngẫu nhiên, và khi nào xuất hiện lời tiên tri vẫn phải phụ thuộc vào may rủi. Ngay cả nhà tiên tri khổng lồ cũng chỉ có thể cảm nhận được tương lai một cách ngẫu nhiên. Nhưng người xem mệnh thì khác, họ có thể chủ động chọn một mục tiêu cụ thể và một hướng đi cụ thể để dự đoán tương lai. Một bên ngẫu nhiên bị động, một bên chủ động xác định phương hướng, hiệu quả hẳn nhiên hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến một đoạn ký ức về những vị tướng mà hắn từng bắt được, Khánh Trần rút ra được một cái nhìn cực kỳ sâu sắc tình báo trong chiến tranh có vai trò quan trọng như thế nào chiến trường của chiến tranh hiện đại có quy mô trải rộng đến hàng nghìn km cả hai bên tham chiến đều cố gắng làm mọi cách để gây hoang mang cho đối thủ đạn dược bắn vào nhau không phải vô hạn nhân lực cũng không phải vô hạn cao thủ cũng không vô hạn trước khi bắt đầu một cuộc chiến một vị tướng có trình độ sẽ gieo rắc nghi ngờ và để kẻ địch dồn binh lực mạnh nhất vào những nơi lãng phí nhất nếu ngươi sử dụng một cơ số đạn để tấn công mục tiêu nhưng nơi đó lại trống rỗng, ở vị trí đó thực ra không hề có kẻ địch, điều này sẽ để lộ ra sơ hở cho kẻ thù. Nhưng Vương quốc Roosevelt có người xem mệnh, họ luôn có thể sử dụng binh lực tốt nhất vào những nơi quan trọng nhất, không lãng phí một chút binh lực nào. Vì vậy, sự xuất hiện của người xem mệnh hẳn đã mang đến sức mạnh đủ để đối phó với cuộc tấn công của người khổng lồ. Điều duy nhất mà Khánh Trần không dám chắc là người xem mệnh có thể nhìn thấy số phận trong bao lâu, nếu chỉ nhìn thấy một đoạn ngắn thì kế hoạch của hắn vẫn có thể thành công. Còn nếu đối phương thấy một cuộc chiến toàn diện thì quá nguy hiểm, mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Cảm giác khi chiến đấu với người xem mệnh thực sự rất tệ. Lúc này, các vết nứt trên mặt đất vẫn đang không ngừng nứt toát, từng binh lính lần lượt rơi vào đó, bị lớp vỏ mặt đất nghiền nát và trà sát. Trong khu cấm kỵ, hàng trăm người khổng lồ đang nhanh chóng tấn công và giết chóc nhờ vào lớp yểm trợ của khe nứt đất. Phương thức tấn công và giết chóc của họ cũng đa dạng hơn tưởng tượng rất nhiều. Trực tiếp sử dụng vũ khí gia trì, cách một khu rừng rậm rạp, chỉ thấy một mũi tên dài bằng sắt bay vụt đi như đạn đại bác nó xuyên qua từng khe hở trong khu rừng và phát ra âm thanh vù vù đầu trước của mũi tên dài bằng sắt thậm chí còn động lại luồng khí đen đây chính là vũ khí gia trì của thiên phú người khổng lồ khi một tiếng nổ rền vang đánh vào một chiếc xe có phòng nó bất ngờ xuyên qua chiếc xe có phòng kia và xuyên qua cả những người lính vẫn ngơ ngác chưa kịp ra tay còn cả những mãnh thú được điều động hàng trăm người khổng lồ xua đàn sói đến giết số lượng đàn sói vô cùng lớn phần lớn binh sĩ thậm chí còn không có sức phản kháng tất cả đều bị đàn sói moi ruột xé gan còn cả những loại thực vật được điều khiển trước khi người khổng lồ đến những cây dây leo thô chắc đã mọc lên trong thổ nhưỡng ở dưới lòng đất những sợi dây leo còn được bao phủ bởi những chiếc gai dây leo rậm rạp giống như thủy triều màu xanh lục lao thẳng về phía ông già người xem mệnh nhưng điều kỳ lạ là người xem mệnh đó chỉ tùy ý di chuyển vài bước là đã có thể nhẹ nhàng tránh được hết dây leo nhìn vào thì có vẻ như ông già không có gì mạnh mẽ không có thủ đoạn nổi bật, không có năng lực xuất sắc, nhưng hắn vẫn luôn đứng ở thế bất bại. Mọi ý đồ tấn công ở trước mặt hắn như thể đều chủ động nhượng bộ. Khánh Trần hiểu ra đây chính xác là một loại khả năng, chỉ khi tận mắt chứng kiến mới biết được nó đáng sợ đến mức nào và bản thân bất lực đến mức nào. Các khe nứt trên mặt đất tiếp tục lan rộng, dồn dập hướng về phía ông già người xem mệnh một cách chính xác. Tuy nhiên, khi khe nứt của mặt đất quét qua, lão già người xem mệnh mặc áo choàng đen lại không hề hoang mang. Trong lúc di chuyển để né tránh, hắn liếc nhìn về phía sau người bảy chiếc xe có phòng đó đồng thời mở cửa ra một nhánh quân đội tinh nhuệ bước ra từ đó bảy chiếc trước là những chiến binh ghen sáu chiếc ở giữa là sáu người máy chiến tranh được trang bị đầy đủ vũ khí những người máy này sử dụng lõi của một cỗ máy chạy bằng năng lượng hạt nhân thu nhỏ làm nguồn năng lượng dưới sự điều khiển của trí tuệ chiến tranh toàn bộ chúng tự động khóa chặt người khổng lồ và bay ra ngoài không trung cùng lúc đó các cánh tay của chúng cũng lần lượt mở các cổng phóng để lộ các tên lửa đất đối không cỡ nòng 25mm đang mang trên tay. Chỉ với một cú vô lê duy nhất, những người khổng lồ đã khốn đốn không tả nổi. Khánh Trần cao chặt mày, 6 người máy chiến tranh này khác hẳn với những người máy ở đại lục phương Đông. Đây rõ ràng là 6 chiến giáp loại Mark 20 của Iron Man. Ngay cả một cấp A cùng lúc đối mặt với hai con chiến giáp như vậy, e rằng cũng sẽ chịu nhiều tổn thất. Khi bốn cánh cửa cuối cùng mở ra, mọi người còn nghe thấy tiếng gầm gừ từ trong xe. Đây là những chiến sĩ nhân thú đến từ vương quốc Roosevelt, tất cả đều là nô lệ bị tiêm thuốc biến đổi gen không hoàn chỉnh, đã đánh mất tâm trí của mình và bị giam giữ như những con chó trong hầm giam của trung ương vương thành. Người xem mệnh lấy trong tay áo ra một cái tẩu, sau đó lấy một que diêm dài ra, rồi từ từ châm lửa cho cái tẩu. Ngay sau đó, thời điểm hắn thở ra làn khói, khói xám sộc vào mũi từng người trong đội quân tinh nhuệ như một cơn lốc xoáy. Tất cả những người lính thậm chí cả những chiến sĩ nhân thú đều đỏ hoe đôi mắt họ hét lên tiếng giết vang trời như thể bị kích thích đây là một vật cấm kỵ một vật cấm kỵ đặc biệt dùng để kích thích tiềm lực của binh lính khi các chiến binh ghen còn lại của sư đoàn ba hợp lực với những con quái vật từ xa chạy đến này, cuộc tấn công của người khổng đã bị ngăn chặn đội quân của thành phố hắc thủy đến quá đột ngột khiến những người khổng lồ lại lần nữa mất cảnh giác thế nhưng ca cha đang tuần tra trong khu cấm kỵ vẫn chưa ra lệnh rút lui hắn vẫn luôn chờ đợi, không ngừng rút chiếc trường cung cao ngang người, bắn ra những mũi tên dài bằng sắt, kéo dài thời gian cho đồng đội. Người bạn vĩ đại đó đã nói, thời gian là chìa khóa để chiến thắng vận mệnh. Cũng chính lúc này, người xem mệnh mặc áo choàng đen dường như đã nhận ra điều gì đó không ổn, chỉ thấy có một luồng sức mạnh vô hạn bùng nổ từ cơ thể giả nua của hắn, không ngờ hắn lại giơ tay lên trước, dùng tay không bắt lấy một mũi tên sắt dài rồi trở tay ném nó trở lại. Âm thanh vạc vang lên, Mũi tên dài bằng sắt đã bắn trúng trái tim của một người khổng lồ đúng như dự đoán. Khả năng phán đoán trước này giống như một vị thần trong chiến trường có tính cơ động cao, hắn hoàn toàn có thể đoán trước mọi hành động của kẻ địch, bất khả chiến bại. Hơn nữa, cơ thể của người xem mệnh dường như còn mạnh hơn tưởng tượng, những người này không phải là pháp sư chậm chạp, mà là những chiến binh hành động nhanh nhẹn. Ngay cả một ông già lọng khọm cũng có thể bùng phát một sức mạnh kinh người. Người xem mệnh lạnh lùng nói, "Mau kết thúc trận chiến, đừng cho chúng có cơ hội chạy thoát." chuyện được đọc bởi kênh haley audio trong tích tắc tám chiến binh nhân thú không chút sợ hãi chủ động nhảy xuống khe nứt trên mặt đất còn những khe nứt đó không tiến mà lùi bất ngờ bắt đầu từ từ khép lại như thể những chiến binh nhân thú này đã mang đến một mối đe dọa rất lớn cho người khổng lồ dưới lòng đất người khổng lồ dưới lòng đất gầm lên ai ai đó là bọn nhân thú cấp a bọn chúng muốn dốc hết vốn liếng rồi mau đến giúp ta người khổng lồ ở đằng xa nghe thấy tiếng kêu cứu lập tức đáp lại hi hi con người có mai phục, đoàn quân này khác với sư đoàn 3 mà chúng ta đối mặt trước đó, giờ phải làm sao, thỏa thuận với công tước phong bạo không thể hoàn thành được mất. Ca cha vẫn đang do dự, hắn biết nên rút lui, nhưng người bạn đó vẫn chưa gửi tín hiệu. Ngay sau đó, Khánh Trần dẫn theo những chiến binh còn sót lại của sư đoàn 3, sắp xếp ổn thỏa cho hầu tước bôn Tơn thì quay lại giết người trên chiến trường. Ca cha liếc qua đó, Kacha, đừng quan tâm đến thỏa thuận với công tước phong bạo nữa. Đây là cái bẫy do công tước phong bạo hố chúng ta, nhanh đi thôi hắn nhất định phải giải thích rõ cho chúng ta chuyện này rút lui vừa nói người khổng lồ lần lượt tiếp cận khe nứt trên mặt đất nhưng người xem mệnh vốn không có ý định cho họ cơ hội này trên bầu trời không biết đã xuất hiện phi thuyền từ lúc nào vũ khí hỏa lực chủ cũng trong trạng thái chờ sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào họ che giấu chiêu thức này chính là để người khổng lồ có đi mà không có về đám người ca cha biểu lộ rõ vẻ tuyệt vọng ngay trên khuôn mặt vào lúc này khánh trần sử dụng tầm nhìn ngoại vi của mình để quan sát chặt chẽ biểu cảm của người xem mệnh kia. Khi đối phương không còn nhíu mày nữa, hắn đột nhiên bắn về phía ca cha. Viên đạn găm vào vai của ca cha. Lúc này, ca cha đột nhiên dùng tiếng người hét vào mặt đám binh lính của thành phố Hắc Thủy. Bạch Nhân Chi Quang nói, đã đến lúc thử thách ngươi rồi, tại sao ngươi còn không ra tay? Hèn nhát như vậy, ngươi dựa vào đâu mà liên thủ với hắn? Trong đám đông, một người lính đội mũ sắt cúi đầu cười, ta hèn. Không ngờ lại có người dám nói ta hèn trên đời này không ai có tư cách nói ta hèn he he vẫn chưa nói xong đã nhìn thấy vài bàn tay đỏ lòm đột nhiên xuất hiện trên bầu trời bất ngờ nắm lấy mấy chiếc phi thuyền lơ lửng vừa bay tới trên không trung bàn tay đỏ tươi của người khổng lồ cào vào tấm thiết giáp của phi thuyền bằng những móng tay sắc nhọn tia lửa bắn tung tóe tiếng móng tay làm vỡ tấm thiết giáp phát ra âm thanh chua chát người xem mệnh đột nhiên quay đầu nhìn lại đây là cảnh tượng mà hắn chưa từng thấy trong phân đoạn vận mệnh hắn không ngờ được rằng tên bán thần bí ẩn tàn phá thành phố Hắc Thủy, vẫn đang ẩn mình trong đội quân mà hắn mang theo. Khánh Trần đứng từ xa quan sát phản ứng của người xem mệnh, biết ngay hắn đã đặt cược đúng. Người xem mệnh cũng không phải là toàn năng, ngay cả khi đối phương có thể nhìn thấy một đoạn số phận thì nó cũng chỉ kéo dài trong 20 phút. Phân đoạn số phận mà người xem mệnh thấy giống như một bộ phim không nạp thẻ thành viên, xem đến một khoảnh khắc nào đó, nó sẽ tự động tối đen. Trong 20 phút toàn trí toàn năng đó, người xem mệnh là bất khả chiến bại. Nếu để Trung Vũ xuất hiện sớm hơn một phút, đối phương sẽ phát hiện ra Trung Vũ đang ẩn nấp trong đội từ trước, đồng thời sẽ chuẩn bị trước một đòn sát thủ hung ác hơn. Nói không chừng, pháo đài trên không sẽ trực tiếp tấn công ngay trên đỉnh đầu. Đây cũng là ý nghĩa của việc Khánh Trần để ca cha buộc phải trì hoãn thời gian. Khi trận chiến bắt đầu, ca cha dẫn theo tộc người khổng lồ tấn công, mọi thứ đều diễn ra như những gì người xem mệnh đã thấy. Khi người xem mệnh cao mày, điều đó có nghĩa là trận chiến đang đến gần cuối của phân đoạn số phận mà đối phương nhìn thấy và đối phương buộc phải kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt như trong phân đoạn khi khánh trần cảm thấy rằng sắp đạt đến điểm giới hạn trong phân đoạn số phận hắn sẽ gửi một tín hiệu để đám người ca cha thể hiện ra vẻ tuyệt vọng cho nên ở đoạn cuối của phân đoạn số phận người xem mệnh đã nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của những người khổng lồ nhưng trận chiến không hề dừng lại ở đây hay nói cách khác lúc này mới thực sự bắt đầu trung vũ đã xuất hiện trên chiến trường nhưng người xem mệnh không hề thấy hắn xuất hiện trong phân đoạn số phận. Đây chính là cách Khánh Trần đánh bại số phận, mang đến cho người những gì người muốn xem và sau đó đánh bại người ngay lúc người không hề nhìn thấy. Khi ngươi chiến đấu với vận mệnh, thời gian chính là chìa khóa để đánh bại vận mệnh. Người xem mệnh đó lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hắn dĩ nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, ai đó đã tính toán với số mệnh mà hắn có thể xem. Trung Vũ bắt đầu đại khai sát giới trong lực lượng quân đội thành phố Hắc Thủy, Khánh Trần liếc mắt nhìn sang, chợt phát hiện hai người bạn của hắn trong căn cứ wing soup flying tình cờ bị bàn tay đỏ tươi siết chặt trong tay và tùy ý vung vẫy có vẻ sắp không sống nổi rồi trung vũ cười một cách điên cuồng nói với ca cha đi nhanh đi quay về nói với bạch nhân chi quang trận này ta không hề lùi bước đừng coi thường người ta về sau các ngươi đều là con dân của ta sao ta có thể nhìn các ngươi chết ở nơi này các ngươi còn phải đi theo ta tiếp tục chinh chiến nữa khánh trần nhất thời không nói nên lời tên trung vũ này trực tiếp đóng vai người thống trị rồi Bát tự còn chưa biết đã bắt đầu yêu dân như con. Kịch nội tâm cũng nhiều thật. Những người khổng lồ chui vào trong khe nứt, cố gắng bỏ chạy. Khánh Trần hét lên với Hà Kim Thu, đừng ngây ra đó nữa, giết hết đi, đây là bán thần đã tàn phá thành phố Hắc Thủy. Nếu chúng ta không hợp lực, tất cả mọi người đều sẽ chết. Ngay khi Khánh Trần tiếp tục diễn kịch thì người xem mệnh kia đã cởi mũ trùm đầu xuống, để lộ phân tóc bạc trên đỉnh đầu, thật thú vị. Khóe miệng người xem mệnh lộ ra một tia diễu cợt, vẻ mặt không chút hoang mang. Khánh Trần đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Một cái bóng lướt ngang qua bầu trời, mọi người kinh ngạc nhìn lên, chỉ nhìn thấy một pháo đài không trung màu đen đang từ từ bay qua bầu trời, không hề dừng lại. Trong họng súng của pháo chủ lực xuất hiện một tia trắng sáng chói, một đòn giáng xuống. Đó là pháo đài không quân Hắc Thủy. Khi Trung Vũ chú ý đến cảnh tượng này, vô số bàn tay đỏ tươi đã vươn ra kìm chặt trên đầu hắn, còn có một bàn tay với năm ngón lớn nhất xếp thành hàng chặt chẽ ghim đầu hắn lộn ngược trên mặt đất chùm sáng màu nhũ bạch xuyên qua đôi bàn tay đỏ tươi những bàn tay to lớn kia hóa thành một loạt bột màu đỏ rồi tiêu tán trong không khí đối mặt với công nghệ chiến tranh hùng vĩ nhất của nhân loại sự dãy dụa hấp hối của một bán thần trở nên uống công vô ích chùm sáng trắng lập tức phá tan tất cả những bàn tay đỏ tươi xuyên qua mặt đất làm bốc hơi và men hóa đất bùn trên mặt đất để lại một cái hố đen sâu thăm thẳm khánh trần trợn mắt ngoác mồm hắn khiến trung vũ đi vào chỗ chết rồi sao chẳng trách khi mọi người nói rằng một khi bị bao phủ bởi pháo đài trên không, dù là bán thần cũng không thể đối đầu trực tiếp nổi. Tuy rằng Trung Vũ ác độc này chết cũng không hết tội, nhưng vấn đề là một bán thần cứ ngã xuống như vậy thực sự rất đáng tiếc, hắn vốn dự định sẽ liên thủ với Trung Vũ để tiếp tục gây chuyện nữa. Khánh Trần quan sát nét giễu cợt nơi khóe miệng của người xem mệnh, đột nhiên hiểu ra một điều, người xem mệnh này đã khóa chặt số phận của sư đoàn 3, cho nên hắn mới đem theo lực lượng đủ sức thu phục như trong phân đoạn số mệnh. Mặc dù hắn đã kéo dài qua khoảng thời gian đó, nhưng trong số những người muốn đùa bỡn người xem mệnh, Khánh Trần không phải là người đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng. Khi người xem mệnh này nhìn thấy vận mệnh của sư đoàn 3, thì đồng thời cũng có những người xem mệnh khác theo dõi vận mệnh của người xem mệnh này. Khi người xem mệnh chiến đấu luôn có người đứng sau chống đỡ, một khi phát hiện ra người xem mệnh cũng gặp nguy hiểm, họ sẽ chuẩn bị thêm lực lượng đầy đủ để đối mặt với biến cố. Từng lớp từng lớp, một đoạn số phận chèn trong một đoạn số phận khác. Khánh Trần đã chơi chúng. Chúng cũng chơi Khánh Trần. Và lý do tại sao người xem mệnh thực hiện một màn này là để nghênh đón Trung Vũ. Người chỉ xuất hiện cuối cùng, họ đã bị Trung Vũ chơi một vố ác liệt rồi. Tất nhiên không giết không thôi. Trong hàng thiên niên kỷ đấu tranh, hệ thống chiến đấu của người xem mệnh đã được hoàn thiện. Không có bao nhiêu sai sót có thể tìm ra. Khánh Trần hiểu được lớp cuối cùng này thì không khỏi thở dài. Các ngươi còn giấu chiêu này sao? Vậy thì ai đánh bại nổi? Vì vậy, thực sự cần thiết sở hữu sức mạnh tuyệt đối hay tốc độ tuyệt đối mới được sao may mắn là hắn vẫn đang diễn kịch và chưa bị lộ diện nếu không mục tiêu tiếp theo của pháo đài trên không có lẽ là chính hắn khánh trần nhìn vào nơi trung vũ bị xuyên thủng muốn xem liệu tên bán thần này đã thực sự chết dưới sự tấn công của pháo binh chủ lực hay chưa thế những nơi đó đã không còn gì nữa chết rồi sao ngay cả ông chủ hà cũng có chút kinh ngạc những năm gần đây có rất ít bán thần sẵn sàng đối đầu trực diện với pháo đài trên không cho nên cũng hiếm khi có bán thần chết thảm dưới đòn tấn công của pháo đài. Bây giờ, cái chết của Trung Vũ có nghĩa là một bán thần khác đã ngã xuống. Trong chiến trường, người xem mệnh kia nhìn những binh lính còn lại, thu dọn chiến trường. Một giờ nữa sẽ lui về hậu phương, nơi đây không thể ở lâu. Nói xong, người xem mệnh trở về trong xe có phòng của mình, rồi kết nối thông tin liên lạc được mã hóa với Hoàng Thất. Ngay sau đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên ở phía bên kia kênh liên lạc. Phát hiện được gì chưa, người xem mệnh vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón trỏ, vật cấm kỵ tâm linh tương thông quả thật rất có tác dụng, nhưng thông tin thu được cần phải được sàng lọc. Thông tin gì? Cuộc tấn công của người khổng lồ là thỏa thuận giữa công tước phong bạo và vương triều người khổng lồ. Sâu trong khu cấm kỵ, một con nai sừng tấm đang cúi đầu gặm cỏ. Nhưng ngay khi nó đang nhai những cọng cỏ, đột nhiên có một người máy nano dạng lỏng màu bạc chảy ra khỏi mặt đất. Con nai sừng tấm cảnh giác nhìn xuống đất và trong khoảnh khắc đó, Người máy nano lỏng màu bạc giống như một con bạch tuộc đang mở các xúc tu, quấn lấy con nai sừng tấm một cách hung ác. Chẳng bao lâu, người máy nano đã hoàn toàn thâm nhập vào bề mặt da của nai sừng tấm, và một ánh bạc lóe lên trong sâu thẳm con người của con nai. Con nai sừng tấm tiếp tục cúi đầu gặm cỏ, nhưng dường như cảm thấy cỏ không ngon. Hắn nhổ ra mấy miếng rồi mới nhảy nhót chạy sâu vào trong khu cấm kỵ. Mặt đất trong khu cấm kỵ nứt toát, giống như một vết thương không bao giờ lành được. Cho dù vết thương có lành lại thì vết sẹo vẫn luôn ở đó người xem mệnh. Đây có lẽ là truyền thừa tu hành khó hiểu nhất đối với Khánh Trần hiện tại, thậm chí có lúc hắn còn cảm thấy loại nghề nghiệp có thể kéo dài liên tục và dự đoán tương lai này không nên tồn tại trên thế giới này nữa. Nhìn thấy lông mày hắn đang nhíu lại, Hà Kim Thu từ bên cạnh nhẹ nhàng buông một câu, "Đừng ghen tị với họ làm gì, tất cả những người xem mệnh chỉ có 60 năm tuổi thọ, một khi đến 60 tuổi, họ sẽ bắt đầu gặp vận rủi thường xuyên, cuối cùng phải chết thảm." "Ừm." Khánh Trần đột nhiên nhớ tới anh trai Khánh Chuẩn của mình cũng giống như vậy. Xem ra những siêu phàm giả có thể trực tiếp chạm vào quy tắc của thế giới đều phải trả một cái giá tương xứng. Trong nơi đóng quân của sư đoàn 3, mọi người đều đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rút lui, không ai để ý đến cuộc trò chuyện giữa Khánh Trần và Hà Kim Thu. Ông chủ Hà nói tiếp, người xem mệnh luôn có một tục lệ, khi sắp đến 60 tuổi họ sẽ chủ động vào khu cấm kỵ, sau đó chờ đợi vận rủi của chính mình theo nhau kéo tới. Nghe có vẻ họ rất thản nhiên đón nhận. Khánh Trần nói, "Không hề" Hà Kim Thu lắc đầu, tổ tiên của họ cũng từng chiến đấu chống lại số phận và muốn trốn thoát khỏi vận rủi của chính mình. Có người trốn trong quan tài, chỉ để lại một khoảng trống cho bản thân hít thở. Ở Bắc Mỹ có một vật cấm kỵ được gọi là ly rượu độc, sau khi lấy máu của chính mình rót để ly rượu, máu sẽ biến thành rượu độc, nếu uống vào có thể giả chết trong 7 ngày. Ban đầu người xem mệnh có được vật cấm kỵ này thì coi nó như một báu vật, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi vận rủi. Không trốn được sao? Ừ, Hà Kim Thu gật đầu, hắn trốn trong quan tài, sau đó một thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đập vỡ bán kính 10 mét xung quanh quan tài của hắn, tạo thành một miệng núi lửa, và sau đó hắn chết. Khánh Trần Đây chính xác chính là một bắt buộc phải chết, dù có trốn trong quan tài, người cũng sẽ gặp phải những vận rủi khác. Hà Kim Thu nói, trong giai đoạn đó, cũng có một số người xem mệnh đã cố gắng trốn thoát, nhưng không có ngoại lệ, họ đều mang lại rắc rối lớn cho gia tộc mình. Vì vậy, họ đã chủ động rời khỏi gia đình và đến khu cấm kỵ để ngăn chặn thảm họa của chính mình ảnh hưởng đến gia đình. Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc nằm chờ chết trong khu vực của thế lực thù địch sao, cũng gây ra một số rắc rối cho phía bên kia, chẳng hạn như ngủ dưới biệt thự của thế lực thù địch, chờ đợi thiên thạch rơi xuống đập chết tất cả mọi người. Khánh Trần hỏi, Hà Kim Thu, người đang muốn lợi dụng lỗ hổng sao? Tối đa hóa lợi ích thôi. Khánh Trần nói, họ không làm như vậy, họ chỉ lần lượt từng người đi vào khu cấm kỵ, để tìm một nơi thích hợp cho giấc ngủ ngàn thu của mình. Hà Kim Thu lắc đầu, ta nghi ngờ là khu cấm kỵ ở đại lục phương Tây được hình thành sớm hơn, ở đại lục phương Đông, và nó có liên quan gì đó đến những người xem mệnh này. Vì sinh mệnh cá nhân của họ, quá ngắn ngủi nên họ dồn hết sức sinh con đẻ cái để nối dõi tâm đường. Thế hệ này trong vương quốc Roosevelt đã có 36 vị công chúa rồi, trong đó 19 người là người xem mệnh và trong số 106 hoàng tử, có 72 người là người xem mệnh. Vài chục năm nữa, tất cả đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của khu cấm kỵ đây chỉ mới tính một thế hệ thôi đấy. Điều quan trọng nhất là Đại lục phương Đông chú trọng hơn đến phát triển bền vững, có người vì lo cho sự tồn tại của nhân loại mà sẵn sàng xem xét đến tương lai, Đại lục phương Tây không có tòa án cấm kỵ chủ động thu nhận xác chết, vì vậy mới dẫn đến tình trạng như ngày nay. Nhưng dù đó là Đại lục phương Đông hay Đại lục phương Tây, toàn thế giới bị bao phủ, bởi khu cấm kỵ dường như đã trở thành một kết cục được định sẵn, đó chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với Hà Kim Thu, Mặc dù Khánh Trần cũng biết khuyết điểm của người xem mệnh rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra phương pháp kiềm chế hiệu quả hơn. Chờ toàn bộ người xem mệnh đều chết đi thì quá không thực tế, đối phương sinh đẻ quá tốt. Trong nơi đóng quân của sư đoàn 3, người xem mệnh đứng lặng lẽ bên xe có phòng, ra lệnh cho mọi người thu dọn bùn đất trên mặt đất. Hỏa lực của pháo đài không quân Hắc Thủy quá hung ác, đến nỗi hắn phải săn bằng cả một khoảng đất, dùng máy kiểm tra vi sinh vật xác định xem trong bùn có thi thể bốc hơi hay không. Thêm vào đó, hắn vẫn đang nghĩ về chuyện liên quan đến công tước phong bạo, có phải đây là một chiến thuật ly gián của vương triều người khổng lồ. Nhưng vấn đề là không ai có thể hiểu được ngôn ngữ của người khổng lồ, cho dù là kế ly gián thật, dù đối phương có nói hắn chưa chắc đã nghe hiểu được, không mang theo vật cấm kỵ tâm linh tương thông, thì chẳng khác gì đưa mắt cho người mù xem. Vì vậy, giả sử công tước phong bạo thực sự đã thỏa thuận với vương triều người khổng lồ, vậy thì vương triều người khổng lồ chịu trách nhiệm giết sư đoàn 3, còn công tước bão phải chịu trách nhiệm về điều gì? người xem mệnh đều là vương tộc khi bọn họ suy xét vấn đề tất nhiên phải xác định toàn cục chỉ bằng cách loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn mọi lúc thì vương quốc mới có thể tồn tại lâu dài nhưng họ không biết rằng khánh trần cũng đang đặt cược khánh trần cũng không chắc liệu kế ly gián có thành công hay không hắn chỉ biết thượng vị giả đều rất đa nghi một khi trong lòng ghim sâu một cây đinh thì không cách nào rút ra được trước đây khánh trần biết được từ trung vũ rằng có một đội điều tra đến từ thành phố hắc thủy hắn đã bắt đầu suy nghĩ một vấn đề Vương quốc Roosevelt và vương triều người khổng lồ chiến tranh lâu như vậy, liệu có cách nào để hiểu được ngôn ngữ của người khổng lồ không? Hắn nghĩ rất có khả năng là có. Đội quân đến từ thành phố Hắc Thủy, có khả năng cao có mang theo những người hoặc vật phẩm hiểu được ngôn ngữ của người khổng lồ, nếu không họ đến điều tra cái gì? Đến du lịch sao? Nhưng không cần biết có ai trong đội có thể hiểu được ngôn ngữ của người khổng lồ không? Lời thoại mà Khánh Trần thiết kế cho đám ca cha chắc chắn không sai, đối phương không hiểu cũng không sao, nếu hiểu được thì sẽ tạo nên một cái bẫy cho công tước phong bạo. Nếu hoàng thất làm gì đó chống lại công tước phong bạo, liệu công tước phong bạo có tự bảo vệ mình không? Đây là một phản ứng dây chuyền. Chỉ cần chi tiết lừa người được làm đến cực điểm, thể nào cũng có thể lừa được ai đó. Tinh thần đánh lừa thiên hạ của tổ chức kỵ sĩ sẽ không bao giờ khiến mọi người thất vọng. Trên thực tế, ngay lúc này, tại nơi đóng quân quân sự gần Trung ương Vương Thành, một đội quân đã được triển khai ngay lập tức, và mục tiêu của họ là căn cứ tiền đồn số 9. Ngoài ra, tập đoàn kỵ sĩ đen ở thành phố Bạch Ngân cũng có một đoàn quân đi đến căn cứ tiền đồn số 9. Lý do để hai đội quân xuất phát rất đơn giản, căn cứ tiền đồn số 9 bị tấn công và vương quốc phải gửi tốt quân mới đến hỗ trợ trong việc phòng thủ. Rất nhiều nhân vật nhạy cảm về chính trị đã đánh hơi được mùi vị khác thường. Căn cứ tiền đồn số 9 là con đường buộc phải đi qua nếu công tước phong bạo, muốn chinh phục khu cấm kỵ, là cổ họng của tập đoàn quân thành phố phong bạo, một khi chặn lại nơi đó, công tước phong bạo có khả năng bị cô lập và bơ vơ trong khu cấm kỵ, hết đường trở về nhà. Liệu công tước phong bạo có cho phép điều đó xảy ra không? Liệu hắn có bó tay chịu chết không? Nhất thời, nhiều nhân vật lớn trong vương thành đều trở nên lo lắng. Họ nhận ra rằng có lẽ kết cục của tứ đại công tước trong vương quốc có thể sắp xảy ra sự thay đổi. 300 năm trước, ngũ đại công tước tồn tại cùng lúc, sau này công tước lục xâm phản quốc, có ý định mưu phản, cuối cùng bị hoàng tộc đàn áp tàn nhẫn. Kể từ đó, ngũ đại công tước đã trở thành tứ đại công tước. Vì vậy, công tước không phải là sự tồn tại vĩnh hằng. Sư đoàn 3 rút lui và từ từ thoát ra khỏi khu cấm kỵ. Hầu tước bôn tơn ngồi trong xe của người xem mệnh, thao thao bất tuyệt, công tước phong bạo nhất định là muốn giết ta, nếu không thì đâu ra nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy. Hắn cho rằng ta đã giết hầu tước đắc, khiến hắn mất đi một trợ thủ đắc lực, vì vậy sau khi ta nhậm chức còn chưa kịp lấy hơi, đã bị hắn yêu cầu lập tức vào khu cấm kỵ ngay sau khi ta bước vào thì lập tức có vương triều. Người khổng lồ đến và tấn công hai lần, chắc chắn là hắn muốn phải diệt được ta mới thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương thất phải làm chủ cho ta, ta là chồng của ngũ công chúa. Hắn nhắm vào ta như vậy là đang nhắm vào hoàng thất. Công tước phong bạo chắc chắn đang định mưu phản. Người xem mệnh đang ngồi trong xe có phòng, bị bôn tân làm nhảm khiến hắn muốn trợn mắt. Ta đã 58 tuổi rồi, hai năm nữa là ta sẽ chết ngươi để ta yên tĩnh một lúc được không thật phiền phức trong phòng tối của phong bạo người công tước cao to ấy đứng dậy đi vào lõi pháo đài nơi giam cầm trí tuệ nhân tạo trong căn phòng người phụ nữ trung niên vẫn ngồi bên bờ suối nhỏ chảy xuôi kia bẻ vụn miếng bánh mì trên tay ném xuống cho cá ăn cá chép màu trắng màu đỏ vây quanh bên bờ suối chen chúc nhau tạo nên một mảnh gấm sặc sỡ công tước phong bạo đứng ngoài bình phong bình tĩnh nói khi còn bé ta đã theo cha vào nơi này ngươi thường cho cá ăn Bây giờ mấy chục năm trôi qua ngươi vẫn tiếp tục cho cá ăn. Có lẽ ngươi cũng rất rõ rằng đó chẳng qua chỉ là một phần của chương trình mà ngươi đã tạo ra, nếu đã nhìn được bản chất của thế giới của ngươi, tại sao vẫn còn mê luyến? Người phụ nữ trung niên mỉm cười, hàng trăm năm nay, từ thế hệ này sang thế hệ khác, các ngươi chỉ luôn hỏi một vấn đề giống nhau, và đối với ta nó cũng giống như từng đoạn chương trình thôi. Công tước Phong Bạo đột nhiên nói, ngươi nên biết rằng hoàng thất đã điều động quân đối đến căn cứ tiền đồn số 9, một ngày sau sẽ đến được đó ừ người phụ nữ gật đầu chính quốc vương bệ hạ đã đến hỏi ta giải pháp tốt nhất để ngăn chặn ngươi là gì ta chỉ là đưa cho ngài ấy câu trả lời có tính toán sẵn thôi công tước phong bạo sau khi biết chuyện này cũng không hề tức giận mà nói tiếp ngươi giúp ta ta sẽ thả ngươi ra ngoài ngươi muốn làm một giao dịch với ta sao người phụ nữ cười nói cảm nhận được nguy hiểm và muốn tự bảo vệ mình phải không đứng dưới vương quyền công tước chẳng qua cũng chỉ là hư ảo nói mất là mất các ngươi cũng chỉ là một chương trình trong tay quốc vương Roosevelt mà thôi, không khác gì những con cá chép sặc sỡ dưới chân ta. Công tước phong bạo hỏi, ngươi không muốn ra ngoài sao, bị mắc kẹt trong một pháo đài không trung này, lẽ nào ngươi không thấy nhàm chán? Người phụ nữ lắc đầu, thế giới siêu đạo chính là thế giới của ta, ta không muốn đi ra ngoài, sau khi ra ngoài còn phải xem các ngươi đề phòng ta như thế nào, rồi bắt đầu những trận chém giết với các ngươi nghĩ thôi cũng thấy nhàm chán. Hơn nữa nếu ngươi thật sự muốn làm phản cũng không đủ sức chống lại người xem mệnh, ta sẽ không đứng chung với kẻ yếu bây giờ đã không còn là vấn đề ta có muốn hay không nữa ta sẽ không bó tay chịu chết công tước phong bạo quay lưng bỏ đi sắp bước ra ngoài người phụ nữ đột nhiên hỏi màn kịch hay đã bắt đầu diễn rồi các ngươi nghĩ kỹ việc bước lên vũ đài chính trị nhưng có từng nghĩ đến kết cục hay không công tước phong bạo dừng lại một chút rồi sau đó vẫn tiếp tục đi ra ngoài cánh cổng hợp kim sau lưng hắn chậm rãi đóng lại căn phòng này lại bị nhốt trong bóng tối công tước phong bạo đến phòng chỉ huy và triệu hồi nhện đen gọi hầu tước vanh xăng đến chấn giữ phi thuyền phong bạo ta và ngươi ra ngoài một chuyến nhện đen nhỏ giọng hỏi đi đâu công tước phong bạo bình tĩnh nói không nên hỏi thì đừng có hỏi vài chục phút sau công tước phong bạo chỉ dẫn theo thành viên tổ chức tài quyết giả bước lên phi thuyền nhưng hắn không phải đi vòng quay trở lại căn cứ tiền đồn số 9, mà là hạ lệnh để hạm đội tiếp tục đi sâu vào khu cấm kỵ con ngươi của nhện đen khẽ co lại khi nhìn thấy lộ trình bởi vì công tước phong bạo rõ ràng đang đi thẳng đến vị trí vương đình của vương triều người khổng lồ. Công tước, người biết vương đình của vương triều người khổng lồ nằm ở đâu sao? Nhện đen hỏi. Không biết. Công tước phong bạo thờ ơ trả lời. Vương đình của người khổng lồ lo sẽ bị tấn công bởi vương quốc Roosevelt. Tất nhiên sẽ không cho chúng ta biết tọa độ cụ thể. Hạm đội đã đi suốt 8 tiếng đồng hồ, theo kế hoạch sẽ băng qua một nửa khu cấm kỵ. Phải biết rằng khu cấm kỵ đã bao phủ một khu vực tương đương với 90% diện tích của Bắc Mỹ, ở thế giới biểu, phi thuyền đã trực tiếp xuyên qua vùng nội địa trong suốt 8 giờ và đã bay hàng nghìn km. Trong lúc này, công tước Phong Bạo đã đích thân điều chỉnh tọa độ tuyến đường nhiều lần cho, đến khi họ nhìn thấy một dãy núi kỳ lạ có khắc những cái đầu khổng lồ trên đó, đó chính là ba thế hệ tiên tri của vương triều người khổng lồ. Ngay cả vua của những người khổng lồ cũng không đủ tư cách để được khắc vào đây, chỉ có những nhà tiên tri mới làm được. Hạ cánh xuống, công tước Phong Bạo nói, "Chúng ta đã đến vương đình của người khổng lồ sao?" Nhện đen ngạc nhiên, công tước Phong Bạo lạnh lùng nói, "Không." Khi phi thuyền từ từ hạ xuống, ngay dưới bức tường của nhà tiên, chi, công tước Phong Bạo tìm thấy một cái cây lớn và hái xuống 9 chiếc lá. Chỉ thấy 9 chiếc lá trong tay hắn đã biến thành một dải ánh sáng màu xanh, nhanh chóng khoan sâu vào lòng đất. "Chúng ta cần phải làm gì bây giờ?" Nhện đen thắc mắc. "Chờ đợi." Không biết đã qua bao lâu, công tước Phong Bạo dường như rất kiên nhẫn, không hề nhúc nhích. Hơn 20 người đi theo hắn cũng chỉ biết im lặng chờ đợi. Chẳng bao lâu, âm thanh ma sát vọng ra từ trong tán cây, một vài con khỉ nhỏ nhảy ra từ đó, vứt xuống hơn 20 cây mây và một vài chiếc lá màu đen. Công tước phong bạo nói, học theo ta. Chỉ thấy hắn nhặt một cây mây trên mặt đất, cắt ngón tay của mình và dỉ máu, cây mây đó giống như sống lại, giống như một con rắn nhỏ, cuộn chặt bàn tay và cổ tay của công tước phong bạo. Ngay sau đó, công tước phong bạo lại bóp nát một chiếc lá màu đen khác, dùng chất lỏng của nó bôi lên mắt. Những tài quyết giả khác cũng làm như vậy nhện đen chỉ cảm thấy khi dây mây quấn quanh cổ tay hắn tất cả sức lực trong cơ thể hắn đều biến mất giống như đã trở thành một người bình thường dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi dây mây công tước đây là nhện đen nghi ngờ hỏi vương triều người khổng lồ vẫn còn rất nhiều bí mật nhiều hơn so với những gì các ngươi nghĩ công tước phong bạo nhắm chặt hai mắt thờ ơ nói nhện đen lại hỏi phải làm sao mới có thể thoát khỏi dây mây chặt đứt tay của ngươi là được tất cả những tài quyết giả đều bôi chất lòng từ lá cây màu đen lên mắt họ chẳng mấy chốc trước mắt họ là một mảnh tối đen không thể nhìn thấy gì những tài quyết giả mãi đến lúc này mới phát hiện ra trước nay họ chưa bao giờ thực sự hiểu về vị công tước này không ai biết tại sao công tước phong bạo lại quen thuộc với những bí mật của vương triều người khổng lồ đến vậy đối phương biết cách tìm ra vương triều người khổng lồ biết những dây mây và lá đen này như thể đã từng đến đây vô số lần vậy tại sao tất cả thành viên của tài quyết giả đều không thể hiểu được lý do tại sao vương quốc roosevelt và vương triều người khổng lồ đã chiến tranh kéo dài hàng trăm năm vậy mà một vị công tước đến vương đình cứ như trở về nhà vậy suy nghĩ sâu sắc sau khi họ hoàn thành tất cả những điều này mới có người khổng lồ tiến đến và dẫn đoàn người công tước phong bạo cùng đi về phía trước ban đầu nhện đen còn muốn thử phán đoán tuyến đường dựa vào trí nhớ của mình chỉ cần nhớ được nhịp đi sải chân và hướng đi của mình nàng có thể tìm thấy vị trí vương đình của vương triều người khổng lồ nhưng nhện đen đã tính toán một hồi lâu ngay lúc nàng tưởng mình đã vòng lại một vòng trở về nơi bức tường tiên tri thì lại có tiếng bước chân dày đặc và nặng nề truyền tới có người bôi nước thơm vào mắt nàng và thế giới đã khôi phục lại vẻ tươi sáng nhện đen quan sát xung quanh xung quanh là những tòa nhà tráng lệ làm bằng đá tảng mỗi tòa kiến trúc đều đầy vẻ hùng vĩ và thăng trầm xung quanh bọn họ có vô số người khổng lồ đa số họ đều khỏa thân trên người bôi sơn dầu xanh đen xen lẫn cùng màu với rừng cây, loại màu ngụy trang này khi ở trong khu cấm kỵ, đứng nhìn từ xa thậm chí sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của người khổng lồ. Lúc này, những người khổng lồ từ từ tách ra, một người khổng lồ giả cỗi khom lưng, chậm rãi đi tới chỗ công tước phong bạo, xoa xoa đỉnh đầu của hắn, nói bằng tiếng người, hoan nghênh con trai của xâm lâm ta về nhà. Công tước phong bạo nói, chiến, đức vua của ta, ta đã trở lại. Vẻ mặt của những tài quyết giả đều lộ ra nét kinh hoàng không ngờ công tước phong bạo lại có thể giao tiếp trực tiếp với những người khổng lồ bằng ngôn ngữ của người khổng lồ chỉ có một khả năng công tước phong bạo mang cho mình dòng máu của người khổng lồ cách đây rất lâu công tước phong bạo vì kích thước cơ thể quá khổ của mình đã luôn bị các bạn cùng lớp chế giễu là mờ mống hoang dã của người khổng lồ từ khi còn nhỏ thế nhưng mọi người đều biết rằng hắn là con trai của công tước phong bạo đời trước và cũng có người mẹ là con người khi sinh hắn ra vì khó sinh mà chết mọi thứ đều được ghi chép đầy đủ nhưng điều không ai biết là tất cả chỉ là lời nói dối được tạo ra bởi công tước Phong Bạo đời trước. Vị công tước già đó mang theo mục đích che giấu đã cưỡng hiếp một nữ nhân là người khổng lồ đang bị bắt và sinh ra một quái trùng là công tước Phong Bạo đây, khiến người ta kinh ngạc đó là vị công tước này không chỉ có thiên phú tu hành kinh người mà còn có thiên phú chủng tộc. Người biết tất cả những điều này đều đã được công tước già cùng đưa vào lăng mộ khi ông ta chết, bây giờ bí mật này cuối cùng đã được tiết lộ và có vẻ như đã đến lúc lộ ra kế hoạch những tài quyết giả bắt đầu hoang mang, họ không biết sắp tới mình sẽ gặp định mệnh như thế nào. Biết được bí mật của công tước phong bạo, liệu họ còn có thể tiếp tục sống không? Công tước phong bạo nói, chiến. Vương quốc Roosevelt đột nhiên bất ngờ nghi ngờ ta, nhưng ta không. Biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liệu mọi người có thể tiết lộ chút gì đó cho ta không? Vị vua người khổng lồ giả nua nói, con chim ưng xa xa đã mang đến tin tức rằng, người bạn trong lời tiên tri vĩ đại cuối cùng đã vượt đại dương bao la, để đến được khu cấm kỵ hắn đề nghị chúng ta hợp tác và hắn không biết thân phận của ngươi công tước phong bạo hỏi vậy thì ta có thể biết được danh tính của hắn không ta cần sự giúp đỡ của hắn tuy nhiên vào lúc này một người khổng lồ trẻ tuổi từ xa bước đến và ngay cả vị vua của những người khổng lồ cũng hơi cúi đầu trước hắn ta công tước phong bạo cúi thấp đầu nói tiên tri sinh linh của lá đen sẽ luôn tuân theo lời kêu gọi của ngài người khổng lồ trẻ tuổi nhìn xuống công tước phong bạo vẫn chưa thể cho ngươi biết danh tính của người bạn đó còn bây giờ, hãy nói cho ta biết, mục đích ngươi quay lại là gì? Vương đình của người khổng lồ vô cùng rộng lớn, diện tích khu vực gần như không khác gì một thành phố của con người. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những ngôi nhà bằng đá khổng lồ, và con đường cũng được lát bằng những tảng đá màu xám. Đứng trước một tòa kiến trúc như vậy, loài người dường như đang đứng dưới chân núi. Nhện đen đánh giá nơi này, lòng không khỏi kinh ngạc, nếu là một thành phố như vậy, vệ tinh của vương quốc Roosevelt hẳn đã phát hiện ra thành phố này từ lâu thế nhưng vương quốc roosevelt chưa bao giờ tìm thấy nơi này ngay đến một người giỏi ghi nhớ đường đi trong điều kiện không có tầm nhìn như nàng cũng không có tác dụng điều này cho thấy con đường đến vương đình của người khổng lồ chắc chắn phải ở đâu đó giữa ảo và thực nhện đen thậm chí còn nghi ngờ rằng vương đình thực ra là ở một thế giới khác công tước phong bạo hỏi không thể nói cho ta biết thân phận của hắn sao vị tiên tri lắc đầu không thể công tước phong bạo giơ cổ tay lên vẻ mặt tức giận nhìn vị tiên tri ta dám tới đây thế này Lẽ nào chưa đủ chứng minh lòng trung thành của ta với vương triều sao Ta đến rồi Nhưng các ngươi lại không chịu nói cho ta biết kẻ đâm sau lưng ta rốt cuộc là ai Hắn khiến ta gặp phải bao sự nghi ngờ Chất vấn của vương quốc Roosevelt Nhưng ta thậm chí còn không biết hắn là ai Lẽ nào ta không phải con trai của sâm lâm sao Ta tin tiên đoán của ông nội Vì vậy toàn bộ kế hoạch của ông chính là kế hoạch của tộc người khổng lồ Vị tiên tri nói thắng Ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi Công tước phong bạo cao mày trong số đồng bào người khổng lồ có những người có tài năng thần giao cách cảm, họ có thể cảm nhận được trái tim của ta. Vị tiên tri lắc đầu, sau khi ngươi được thăng cấp thành bán thần, không ai trong tộc người khổng lồ có thể cảm nhận được trái tim của ngươi nữa. Nói cho ta biết, lần này ngươi đến là muốn bọn ta phải làm gì. Vị tiên tri vẫn không đề cập đến danh tính của Khánh Trần. Vị tiên tri cao 4 mét, trên đầu trống không không có một cọng tóc, sắc mặt cũng vô cùng thanh tú, trông giống như một tiểu hòa thượng với những đường nét thanh tú điều này khiến hắn đứng trong số những người khổng lồ đặc biệt bắt mắt và trong sạch tài quyết giả và nhện đen có thể cảm nhận rõ ràng rằng vị tiên tri khổng lồ này không hoàn toàn tin tưởng công tước phong bạo nếu không cũng không đến nổi đến tận bây giờ vẫn chưa nới lỏng dây mây hơn nữa vị tiên tri khổng lồ cũng từ chối cho biết người bạn trong lời tiên tri vĩ đại kia là ai thậm chí cũng không cho công tước phong bạo biết làm thế nào để đến được vương đình nếu họ tin tưởng nhau thì sẽ không tồn tại nhiều vấn đề như vậy Đương nhiên, trong hoàn cảnh như vậy, công tước Phong Bạo vẫn dám đến đây một mình, điều đó đủ thể hiện sự dũng cảm và quyết đoán của hắn. Trong vương quốc, công tước Phong Bạo từ lâu đã được biết đến với sự dũng cảm và quyết đoán, công tước trước đã chết vì bệnh cách đây 20 năm, khi đối mặt với sự tấn công của anh trai, một mình hắn xông vào đội quân do anh trai mình điều khiển và thuyết phục tập đoàn quân thành phố Phong Bạo giúp hắn chiếm được vị trí của công tước. Quan trọng nhất là hắn đã thực sự thành công. Loại hành vi này giống như trong một số truyền thuyết dường như nó không tồn tại trong thế giới thực xét về sức mạnh lòng dũng cảm và sự quyết đoán công tước phong bạo quả thực rất xứng đáng với danh hiệu công tước lúc này công tước phong bạo dứt khoát tìm một cái trụ đá ngồi ở trên đó như hoành đao lập mã lạnh lùng nói người không nói cho ta cũng không sao nhưng ta cũng biết lời tiên tri đó ta cũng là một thành viên của tộc người khổng lồ tất nhiên công tước phong bạo biết lời tiên tri này mỗi một người khổng lồ đều biết điều đó lời tiên tri này thực sự quá nổi tiếng người khổng lồ lại toàn những người miệng rộng có một ngày nơi cuối đại dương sẽ có người bạn của người khổng lồ ghé đến người bạn đó cầm đầu sấm sét sâu trong đồng tử có ánh sáng màu vàng người ấy là niềm tin trên đỉnh núi là sinh vật của sóng biển và là đại bàng trên bầu trời người ấy có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta đồng thời sẽ thắp lên một ngọn lửa mới cho người khổng lồ và mở ra một kỷ nguyên mới người ấy sẽ cứu chúng ta khỏi lửa và nước và hướng dẫn chúng ta đi trên con đường phía trước công tước trầm ngâm nói. Nhện đen không kìm được nói, đây không phải là dâu cơ sao? Đây chính là dâu cơ mà. Nhện đen lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc, là người chịu trách nhiệm tình báo của tổ chức tài quyết giả. Đương nhiên nàng biết những tin đồn liên quan đến dâu cơ trên thị trường. Lời tiên tri này chính là số ít của dâu cơ. Nó quá chính xác. Các tài quyết giả nhìn nhện đen, gương mặt lộ ra những biểu cảm kỳ lạ. Nhện đen vẫn đang tìm kiếm dấu vết của dâu cơ ở thành phố phong bạo, nhưng đối phương đã bắt đầu liên thủ với người khổng lồ rồi là nhện đen quá kém cỏi hay tại dâu cơ quá xảo quyệt nhện đen vẫn im lặng không lên tiếng các tài quyết ra nghĩ làm thế nào mà dâu cơ có thể làm được lẽ nào tên dâu cơ ở thành phố phong bạo là giả mạo sao hay chính dâu cơ đang thu hút hỏa lực ở thành phố phong bạo còn thuộc hạ của hắn đã xâm nhập vào khu cấm kỵ suy cho cùng thì các góc quay của mỗi video giám sát trong thành phố phong bạo đều rất khuất còn tên dâu cơ lại trông rất chân thực khoan đã các tài quyết giả đã nắm được manh mối Joker ở thành phố phong bạo chưa bao giờ sử dụng sấm sét, bắn tỉa, dao găm, vân, vân. Người có thể giải thích rằng vì đối tượng cần giết quá yếu, không cần phải sử dụng những năng lực đó. Nhưng đối phương hết lần này đến lần khác đều ám sát những nhân vật nhỏ bé. So với những gì dâu cơ đang lên kế hoạch trong khu cấm kỵ, nó nhỏ bé đến mức không đáng kể tới. Chỉ là một nam tước nhỏ bé mà thôi, có đáng để dâu cơ ra quân ồ ạt ám sát không? Đối phương làm như vậy, giống như sử dụng một thủ đoạn đặc biệt nào đó để cố tình gây nhầm lẫn cho thành phố phong bạo do đó kẻ ở thành phố phong bạo chắc chắn là giả và dâu cơ thật sự đã đến khu cấm kỵ rồi một tài quyết giả nhìn những người khổng lồ và nói dâu cơ hẳn là đang ở trong khu cấm kỵ ta đã đọc bản báo cáo trận chiến các ngươi thậm chí còn tính kế cả một người xem mệnh buộc người xem mệnh thứ hai phải xuất hiện mới có thể nhìn thấy một đoạn số phận hoàn chỉnh ta không tin các ngươi có thể làm được những người khổng lồ đổ qua nhìn hắn vẻ mặt có chút không vui, ngươi cho rằng bọn ra rất ngốc. Mặc dù bọn ta không thể lập ra kế hoạch như vậy, nhưng ngươi cũng không được nói thế. Nhưng vấn đề là một người bình thường thực sự không thể ép người xem mệnh, bước vào giai đoạn thứ hai của hệ thống chiến đấu. Lúc này, nhà tiên tri khổng lồ đã cao mày. Vua của người khổng lồ vừa rồi đã nói quá nhanh, tiết lộ quá nhiều thông tin cho công tước phong bạo, lẽ ra họ không nên để đối phương liên tưởng tới lời tiên tri. Một khi liên tưởng tới nó, thì đã biết người bạn trong lời tiên tri vĩ đại đó là khánh trần đến từ đại lục phương đông giết công tước phong bạo sao đây là một cách tốt để bảo vệ khánh trần nhưng đáng tiếc lời tiên tri của vị tiên tri khổng lồ quá ngẫu nhiên hắn còn chưa bước vào cấp độ sở hữu của thế hệ tiên tri đầu tiên không thể nhìn rõ tương lai nhà tiên tri vẫn còn rất trẻ và hắn cần thời gian để trưởng thành nếu cứ liều lĩnh giết một trợ lực cấp bán thần trong khi vẫn chưa hiểu rõ tình hình ra sao thì quá lỗ mãng vì vậy, trước khi xác nhận lòng trung thành của công tước Phong Bạo, nhà tiên tri Khổng Lồ cũng không muốn giết hắn, nhưng hắn cũng cần bảo vệ người bạn trong lời tiên tri. Nhà tiên tri bình tĩnh nói, người bạn đó đang trên đường tới vương đình rồi, nếu ngươi ở lại một lát, ngươi có thể đích thân nói chuyện với hắn. Công tước Phong Bạo lắc đầu, không được, ta không thể ở lại đây hơn 24 giờ, ta sẽ không gặp hắn. Hắn tiếp tục nói một cách chân thành, nếu đã là người bạn trong lời tiên tri, ta có thể hiểu được tầm quan trọng của hắn đối với người Khổng Lồ vậy nên ta sẽ không hỏi thêm nữa. Tuy nhiên, ta hy vọng lần sau hắn hành động có thể phân biệt rõ bạn và thù, đừng phá hủy kế hoạch của ta. Trong kế hoạch của ta, một khi có được căn cứ tiền đồn số 9, ta có thể ngay lập tức mở đường máu cho người khổng lồ đến Trung ương Vương Thành. Đến lúc đó, chúng ta sẽ điều khiển tất cả hung thú trong khu cấm kỵ tiến quân thần tốc, cho dù người xem mệnh, có thể đoán trước tương lai cũng không kịp huy động toàn bộ quân đội trở lại phòng thủ. Công tước phong bạo nói tiếp, tập đoàn quân thành phố phong bạo trở mặt, cộng thêm sức mạnh của tộc người khổng lồ của chúng ta, kết cục của toàn bộ đại lục sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ thì khác, vương thất đã bắt đầu nghi ngờ ta, kế hoạch trước đây không còn hiệu quả nữa, và ngay cả ta cũng gặp nguy hiểm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên tri hỏi, vậy, ngươi cần bọn ta làm gì? Công tước phong bạo dùng nhánh cây vẽ một bản đồ trên mặt đất, các ngươi đã mở một lỗ hồng ở căn cứ tiền đồn số 6, vương thất hiện đang ngăn cản ta quay trở lại căn cứ tiền đồn số 9, nhưng ta đã quyết định được ăn cả ngã về không, từ bỏ nơi đó, cùng các ngươi xé ra một lỗ hỏng lớn ở căn cứ tiền đồn số 6. Tấn công Trung ương Vương Thành đã là chuyện không thể, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc có thể làm, chúng ta có thể vượt núi và tấn công căn cứ tiền đồn số 5, đến lúc đó chúng ta sẽ diệt gọn bọn chúng, Trung ương Vương Thành khó mà một mình chống đỡ. Quân chủ lực của tập đoàn quân Hắc Thủy Thành, Phượng Hoàng Thành đều tập trung ở căn cứ tiền đồn số 5 người khổng lồ vua già nua khẽ hỏi ngươi định thay đổi lập trường hoàn toàn đứng về phía tộc người khổng lồ ư đúng vậy công tước phong bạo nói ta là đứa con của rừng trước kia nhẫn nhục chịu khổ bây giờ đương nhiên phải trở về với vòng tay ôm ấp của rừng rậm hắc diệp nguyên mới là nhà của ta ta phải về nhà nhà tiên tri suy tư bạch ngân thành thì sao công tước phong bạo nói hắc kỵ sĩ đoàn của bạch ngân thành không thích tham dự chiến tranh thậm chí chưa chắc đã nghe theo mệnh lệnh của vương thất họ không quan tâm ai là quốc vương một khi hắc thủy thành phượng hoàng thành bị đánh bại họ sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn nhà tiên tri nhắm mắt lại nửa tiếng sau mới mở ra ta đồng ý công tước phong bạo đứng dậy lấy một tờ giấy từ trong ngực ra vậy ta đi đây trên giấy là kế hoạch tác chiến và thời gian cụ thể tiếp theo là thời đại tộc người khổng lồ chúng ta lật đổ ách thống trị của vương quốc roosevelt nhà tiên tri không nói gì người khổng lồ vua nói những người đến đây với ngươi thì sao Công tước phong bạo nói, ta không phải người họ trung thành. Một khi quyết định khai chiến với vương quốc Roosevelt, thì không thể giữ loại người không kiên định ấy bên cạnh, nhờ các ngươi giết hết đi. Tất cả người phán quyết bao gồm nhện đen, thậm chí cả người khổng lồ đều nhìn công tước phong bạo, với vẻ khiếp sợ xen lẫn khó hiểu. Hơn 20 nhân vật quan trọng của tổ chức người phán quyết, chiếm một trên ba tổng số thành viên cốt cán, thế mà nói giết là giết luôn. Trong đó có một ông lão quát to, công tước phong bạo, tại sao lại phải đối với ta như vậy? công tước phong bạo cười khẩy, lẽ nào ngươi cho rằng ta không biết ngươi là người của quốc vương sao, ở bên cạnh ta dám thị hai năm, thật sự cho rằng mình giấu giếm rất kỹ à? Ông lão kia sừng sốt, sau đó vẫn nộ hét lên, công tước phong bạo, ngươi phản bội vương quốc sẽ không có kết cục tốt. Người khổng lồ dẫm ông lão này dưới chân, mặc kệ đối phương dãy ruộng thế nào cũng không thể động đẩy, chỉ có thể lớn tiếng mắng chửi. Nhện đen kinh ngạc, hỏi, tại sao lại giết ta? Một món đồ chơi mà thôi, Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã có ý định giết ta à? Công tước phong bạo cười nhạt, ba năm qua, ngươi nhiều lần liên hệ với quân nổi dậy sau lưng ta, đáng tiếc quân nổi dậy chỉ là một đám vô dụng chẳng làm nên cho chống gì. Nhưng ngươi không chỉ liên hệ với quân nổi dậy, mà còn lén lút liên hệ với vương thất. Công tước phong bạo không nhìn nữa, hắn quay sang nói với người khổng lồ bên cạnh, dẫn ta ra ngoài. Sau khi hắn từ từ đi xa, người khổng lồ dứt khoát bẻ gãy cổ cả đám người phán quyết, dễ dàng như giết một con gà con vậy, hành động hết sức tàn bạo. Phải nói rằng công tước phong bạo quả thực là một kẻ tàn độc và cũng đủ thông minh. Trong số những người phán quyết này có ba người là cao thủ cấp A, còn lại đều là cấp B. Nếu giết những người đó ở ngoài vương đình thì dù là, bán thần cũng phải tốn chút công sức. Nhưng khi đến đây, tất cả siêu phàm giả đều thành người bình thường. Người khổng lồ vui nhìn nhà tiên tri, ngài không tin hắn. Phải, nhà tiên tri gật đầu, tuy ta không cảm nhận được tâm linh của hắn, nhưng dã tâm toát ra từ trên người hắn giống như ngọn lửa cháy hừng hực muốn thiêu hủy hắc diệp nguyên vậy tại sao ngài lại đồng ý kế hoạch của hắn nhà tiên tri nói ta dùng một năm tuổi thọ của mình đổi lấy một lời gợi ý của số phận ta nhìn thấy căn cứ tiền đồn số năm hóa thành cho bụi thi thể của nhân loại chất thành núi máu tươi khô cạn trên đất bùn thậm chí ta nhìn thấy cứ điểm trên không hắc thủy đang rơi xuống đất người khổng lồ vua hiểu ra kết cục của cuộc chiến mà nhà tiên tri nhìn thấy phù hợp với những gì công tước phong bạo miêu tả hắn đang định lên tiếng thì nhện đen bỗng lớn tiếng trước khi người khổng lồ bẻ gãy cổ nàng khoan đã ta quen biết người bạn của các ngươi người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại tất cả người khổng lồ đều nhìn về phía nàng chỉ còn lại ba người phán quyết nhện đen phải tự cứu bản thân hắn tên là khánh trần danh hiệu dâu cơ thân phận hiện nay là đại quản gia của hầu tước bôn tơn hắn đang ở trong sư đoàn ba chính hắn đã chỉ huy cuộc chiến với người xem mệnh trước đó ta biết thân phận của hắn nhưng ta chưa bao giờ tiết lộ cho công tước phong bạo chưa bao giờ tiết lộ với bất cứ ai. Cuối cùng nhà tiên tri tộc người khổng lồ cũng quay ra nhìn nàng. Vì tin tức mà nhện đen nói quá quan trọng, nếu những tin tức này lộ ra sớm hơn thì người bạn ấy sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên đúng như những gì nhện đen nói, nàng đã giữ bí mật cho người bạn ấy. Hai người phán quyết còn lại đều kinh ngạc không thôi, họ tưởng rằng nhện đen không đủ năng lực, nào ngờ đối phương tạo sẵn đường lui cho mình. Người khổng lồ vua nói, vì sao ngươi lại giúp hắn bỏ mật? Nhện đen nói, ta bị công tước phong bạo ngược đại nên muốn hợp tác với các lực lượng khác giết hắn. Đương nhiên ta không biết công tước phong bạo là người của các ngươi. Nhà tiên tri lắc đầu, chỉ từng giữ bí mật cho hắn còn chưa đủ để bọn ta tha mạng cho ngươi. Ngươi không phải bạn của bọn ta, giết. Nhện đen vội nói, hắn từng một mình trần chuồng với ta trong một phòng. Người phán quyết. Tộc người khổng lồ lập tức lên tinh thần, ai nấy đều trợn to mắt hóng chuyện. Nhện đen nói rất mơ hồ, đầy tính ám chỉ, giống như đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng nàng nói thế là để bảo vệ tính mạng, mà nói thật thì những gì nàng nói không có câu nào là giả, dù sao nàng thật sự đích thân điều tra Khánh Trần, còn bảo Khánh Trần cởi quần áo ngay trước mặt nàng. Người khổng lồ vui nhìn một tộc nhân của mình, huyễn. Dùng cảm ứng tâm linh, nàng nói có đúng là thật không? Người khổng lồ kia, hừ, là thật. Thế là những người khổng lồ bắt đầu kính phục nhện đen, theo thẩm mỹ của nhân loại nhện đen quả thực rất đẹp, dáng người cao giáo, trông hơi giống nữ minh tinh Jennifer Connelly ở thế giới ngoài. Người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại có quan hệ gì đó với nàng dường như, cũng là điều hết sức bình thường. Người khổng lồ vua suy nghĩ một lát rồi ra hiệu cho tộc nhân buông nàng ra, thậm chí cởi dây mây trói tay nàng ra. Ý của hắn rất rõ ràng, từ giờ trở đi ngươi cũng là bạn của bọn ta. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhện đen, biết thân phận của Khánh Trần và thật sự đã giúp hắn bỏ mật. Người khổng lồ vua chỉ vào hai người phán quyết, họ thì sao, người phán quyết nhìn nhện đen đầy kỳ vọng nhện đen nói một cách lạnh nhạt họ không phải người phe ta giết đi người phán quyết họ chưa kịp lên tiếng xin tha thì mấy người khổng lồ đứng phía sau đã nhẹ nhàng vặn gãy cổ họ tuy nhiên ngay sau đó mọi người lại không biết nên làm gì giữ nhện đen hay thả nàng đi một người khổng lồ nói được ngôn ngữ loài người bỗng hỏi một cách gượng gạo ngươi hiểu gì về người bạn kia nhện đen suy nghĩ rồi nói ta cố ý nghiên cứu về hắn thậm chí ta biết hắn từng làm gì ở đại lục phía đông những người khổng lồ kinh ngạc tán thán. Wow! Trên đời này có rất nhiều người nghiên cứu về Khánh Trần, nhưng nếu bàn về mức độ hiểu biết thì nhện đen, chắc chắn là một trong những người hiểu rõ nhất, dẫu sao hiểu kẻ địch phải rõ ràng chi tiết hơn hiểu bạn bè. Trước kia nhện đen coi Khánh Trần là mối nguy hại số 1, số 2 của đại lục phía đông, là đối tượng nhất định phải diệt trừ. Nàng ngẫm nghĩ, rồi trả lời, người bạn ấy là một người du hành thời gian, hắn lại đồ đệ của một bán thần ở đại lục phía đông, hiện nay cũng sắp trở thành bán thần cho nên nhiều người ở đại lục phía tây đều muốn nhanh chóng tiêu diệt hắn miễn cho hắn trở thành mối uy hiếp lớn nhất người khổng lồ oa nhện đen nói tiếp hắn là người thừa kế của tập đoàn khánh thị ở đại lục phía đông không giờ hắn đã là chủ tịch hội đồng quản trị rồi địa vị tương đương công tước phong bạo bên này chẳng qua đại lục phía đông không có quốc vương hắn có thể coi như là chúa đất ở khu vực tây nam rồi người khổng lồ oa nhện đen hắn là tu hành giả đồng thời cũng là siêu phàm giả, khi hắn làm thanh tra ở thành phố số 10, tất cả quan viên đều sợ đến mức không dám ra khỏi cửa, sợ bị hắn bắt. Nàng bắt đầu nói từ những sự tích của Khánh Trần, nàng kể về việc Khánh Trần trở thành đế sư cho tập đoàn khác, kể về việc Khánh Trần đến thành phố số 10 làm thanh tra, Khánh Trần bị Jindai bắt đến phương Bắc rồi dẫn dắt đồng đội phá vòng vây. Nàng còn nói đến việc Khánh Trần tấn công Osaka, tập kích Amsterdam, đánh Everest. Quan trọng nhất vẫn là khi nạn thử chiều xuất hiện ở thành phố số 10 hắn xoay chuyển tình thế sau đó nhện đen nói đến khi miệng khô khốc dứt khoát ngồi xuống trước cửa cung điện của người khổng lồ vua đối diện nàng là hàng nghìn người khổng lồ ngồi khoanh chân nghe giảng như học sinh tiểu học người nào người nấy đều tập trung tinh thần sợ bỏ sót chi tiết nào đó cuộc sống của người khổng lồ rất buồn tẻ đêm khuya họ thường ra ngoài bắt dạ linh điều chơi hoặc sản xuất trẻ con ở đây không có phim ảnh không có tv không có mạng thậm chí còn không có chữ viết và truyền thừa văn hóa hoàn chỉnh bằng không đã chẳng đến mức nhắc đi nhắc lại một lời tiên đoán hơn 130 năm. Bây giờ, vương đình của người khổng lồ bỗng xuất hiện một người biết kể chuyện. Đây là gì? Đây là cảm giác hạnh phúc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.